Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1, một nhát đao nhẹ dàng. Vương Tử Quân ngồi ở phòng khách xa hoa nghe hai người phụ nữ lao sao nói chuyện nhà, tuy hắn không ngẩng đầu nhưng lại có thể cảm nhận được hai ánh mắt khinh thường thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Đông Đông, rót cho bác hai của con chút nước, đây là trà long tỉnh cực phẩm của bố con, sản sinh từ Tây Hồ, bác hai của con những năm qua cũng không được uống loại trà ngon như thế này. Người phụ nữ này bình thường sống an nhàn sung sướng, ngay cả giọng nói cũng rất mềm mại êm ái, chỉ là giọng điệu khách khí nhưng bên trong lại ẩn giấu cảm giác khinh thường. Vương Tử Quân nhìn ly nước ấm không có màu trà, hai cánh tay chợt nắm chặt, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Dù Vương Tử Quân đã qua độ tuổi dễ xúc động, thế nhưng trong lòng cũng có chút cao ngạo, còn chưa vì năm tháng trôi qua mà mất hẳn đi. Lúc tâm ý khó chịu thì hắn hận không thể lập tức đứng lên bỏ đi, nhưng lý trí nhắc nhở hắn. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mày cố gắng nhẫn nhịn, mày đến đây để cầu cạnh người ta mà. Hắn nghĩ như vậy và chút oán khí trong lòng chợt biến mất không còn chút tung tích. Nếu như là chính mình thì Vương Tử Quân dù thế nào cũng sẽ không muối mặt đi đến, nhưng vì con trai bảo bối của mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì làm như vậy, có lẽ mình cúi đầu thấp một chút thì con trai sẽ có cơ hội. Bố, đám bạn của con đều đã có việc làm, bố chừng nào thì... Vương Tử Quân nghĩ đến ánh mắt đầy chờ đợi của con trai, hắn không thể nào từ chối được, hắn không thể làm gì khác hơn. Vì thế sau khi lo trái nghĩ phải, lúc này hắn mới bước chân đến nhà đứa em trai mà đã 20 năm rồi chưa đến. Tút, tút, tút. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Vương Tử Quân vốn có cảm xúc bất an lại trở nên ảm đạm, tuy không cam lòng đến rồi về tay không nhưng hắn cũng biết lúc này mình nên thức thời bỏ đi. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy chục mình đến tìm cậu em. Dù đứa em thường ngày bận rộn công tác cũng không đến mức gặp mặt một lần cũng khó như vậy chứ. Nhị ca, đừng ngại phiền toái, cứ ở lại chờ thêm một lúc nữa, biết đâu Tử Hoa sẽ nhanh chóng quay lại. Lời nói của người phụ nữ kia rõ ràng không có chút thành ý hay khách sáo, dù ý nghĩa muốn giữ khách ở lại, nhưng nghe vào trong tai lại cảm thấy còn khó nghe hơn cả đang xua đuổi. Vương Tử Quân đi ra khỏi biệt thự với tâm tình bị đè nén, hắn cảm thấy mê muội. Đèn đường sáng ngời càng làm cho cơ thể gầy yếu trở nên cô đơn. Két! Tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên sau lưng Vương Tử Quân, khi âm thanh này vang lên thì có một tên đàn ông thanh niên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hắn hét lên. Ông mù hay điếc, muốn tìm chết sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân nhìn đèn xe sáng ngời mà liên tục xin lỗi. Khoảnh khắc khi Vương Tử Quân xoay người, gương mặt một người đàn ông trung niên xuất hiện như sét lóe lên trước mắt. Dù nhiều năm không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương, người này chính là Vương Tử Hoa mà mình cần tìm. Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa ăn mặc ngăn nắp ngồi trong xe, lại nghĩ đến bộ dạng chán nản của mình ở bên ngoài, chênh lệch rõ ràng như sông với biển, điều này làm cho hắn lúng túng một lúc lâu, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Mà Vương Tử Hoa ngồi trong xe căn bản không thèm nhìn Vương Tử Quân. Hắn chỉ thản nhiên nói. Tiểu Vân, sau này lái xe nên chú ý một chút, đi thôi. Vâng, chủ tịch. Viên tài xế lên tiếng, sau đó đóng cửa xe. Tử Hoa, anh là Tử Quân đây. Vương Tử Quân nhẫn nhịn một lúc lâu, bây giờ mới nói ra một câu, khoảnh khắc khi câu nói ra khỏi miệng thì hắn cảm thấy rất thoải mái. Khi nghe thấy như vậy thì cửa kính sau xe hạ xuống, người đàn ông trung niên uy nghiêm đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hình như còn có chút chán ghét. Anh có chuyện gì, tranh thủ nói nhanh đi. Người đàn ông trung niên kia cũng không có ý xuống xe, hắn phất phất tay mất kiên nhẫn, sau đó lạnh lùng nói. Tử Hoa, cháu của cậu đã tốt nghiệp, nó. Được rồi, tôi đã biết việc này, anh không cần phải nói, một thời gian ngắn nữa tôi sẽ sắp xếp, sau này không có việc gì cũng đừng đến tìm tôi. Người đàn ông trung niên kia lên tiếng, sau đó nhanh chóng đóng cửa kính. Khoảnh khắc khi cửa kính xe đóng lại, âm thanh của người đàn ông trung niên kia chợt truyền ra. Hừ, Vương Tử Quân, anh không phải rất thanh cao sao? Anh không phải xem quan chức như cặn bã sao? Hôm nay làm sao vậy? Té ngã lụn bại mới đến tìm tôi sao? Vương Tử Quân thấy xe hơi đi xa, hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì vấn đề khó khăn của con trai đã được giải quyết, buồn vì trong lòng mình bùng lên cảm giác bức bối, thậm chí hắn còn không biết mình đã đi như thế nào. Hắn lảo đảo đi vào một quán rượu. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế, lúc này hắn mới nhìn rõ bên trong quán, vài công nhân đang ăn lẩu, ngọn lửa liếm đáy nồi,
nước dùng trong nồi sôi trào bị ngọn lửa liếm lên phát ra những âm thanh lẹt đẹt. Đám người đỏ mặt tía tai, đang ăn mà đổ đầy mồ hôi, sau đó cùng nâng ly kêu lớn. Ăn, ăn! Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong quán rượu nhỏ đơn sơ sạch sẽ này có một cảm giác bùn đất thân thiết, hắn nhịn không được phải hít vào một hơi thật sâu, há miệng uống một chai rượu đế loại kém, tay lại bốc vài củ lạc luộc. Lúc này hắn coi như có rượu có món nhắm, hắn bưng ly rượu lên, ngửa ổ uống cạn, cảm thấy rượu cay xè chảy xuống cổ, nước mắt ở đâu chợt trào ra, trong lòng lúc này cảm thấy thoải mái hơn. Vương Tử Quân cũng không biết cuối cùng mình từ trong quán rượu đi ra như thế nào. Dù sao thì hắn cũng cảm thấy toàn thân rất thoải mái, từng lỗ chân lông cũng thoải mái. Dù lần này hắn mất hết mặt mũi nhưng ít nhất thì con trai còn có một phần công tác, nghĩ lại thì thấy nó cũng đáng giá. Mưa phùn lất phất, đường phố hư ảo, tiếng xe hơi vang lên, sau đó là một tiếng thét chói tai, xe đạp bị đánh văng, cái cặp rơi ra giữa đường, vết máu văng vãi khắp nơi. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy toàn thân như nhẹ bẫng, giống như đang bay. Vương Tử Quân thấy rất đau đầu. Đau đến mức muốn vỡ tung, căn bản là không thể nào mở mắt ra được, có lẽ vì bên tai có những âm thanh kêu gọi hắn, có lẽ hắn cũng còn nhiều tâm nguyện chưa thực hiện được trên cõi đời này, cho nên hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Vì thế mà hắn liên tục vùng vẫy trên con đường đi đến tử vong, muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng, kết quả là hắn sống lại. Bí thư Vương, anh mau tỉnh lại, Bí thư Vương. Bí thư Vương, là ai gọi? Vương Tử Quân khó khăn mở mắt ra. Hắn thấy một gương mặt nhìn không quá rõ ràng, đối phương đang cúi xuống ngay bên cạnh mình, liên tục kêu gọi. Bí thư Vương, Bí thư Vương. Người phụ nữ này hình như không phải là vợ mình, cô ta là ai? Như thế nào lại chạy đến đấy? Còn liên tục gọi mình là Bí thư Vương. Vương Tử Quân nghĩ đến ba chữ Bí thư Vương mà trong lòng cảm thấy chua xót. Năm đó thật sự có người gọi mình như vậy, nhưng bây giờ đã qua 20 năm, người và vật đã sớm không còn. Người ta xưng hô với mình như vậy, chẳng lẽ là đồng sự 20 năm trước? Trước mắt dần có ánh sáng, Vương Tử Quân cuối cùng cũng thấy rõ mặt cô gái. Cô nàng này mặc một bộ áo váy, khoác bên ngoài một chiếc áo màu trắng, nhìn qua có vẻ rất rực rỡ. Nhưng gương mặt xinh đẹp của cô gái có vẻ vội vội vàng vàng, không biết làm sao. Người phụ nữ này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Vương Tử Quân nhìn người phụ nữ giống như đã từng quen biết mà ngây người, sau đó hắn trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng thì đầu óc hỗn loạn cũng có chút thanh tỉnh. Đỗ Hiểu Mạn, đây là Đỗ Hiểu Mạn. Vương Tử Quân nghĩ đến người phụ nữ đã làm cho mình hận thấu xương nhiều năm, hắn không biết lấy đâu ra sức lực mà nâng đầu lên thật mạnh. Khi khoảng cách hai bên tiếp cận gần hơn thì Đỗ Hiểu Mạn càng thêm rõ ràng trong mắt Vương Tử Quân. Bộ dạng của Đỗ Hiểu Mạn lúc này mới hơn 20 tuổi. Sao cô ta mới chỉ hơn 20 tuổi? Năm xưa cô ta bằng tuổi mình, bây giờ ít nhất cũng là... Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy cực kỳ nghi hoặc thì Đỗ Hiểu Mạn vốn đang nức nở chợt kinh ngạc, sau đó nàng nín khóc và mỉm cười. Bí thư Vương, anh đã tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất, anh cuối cùng cũng đã tỉnh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khóc lóc và chợt cười của Đỗ Hiểu Mạn mà chợt cảm thấy tình cảnh trước mắt khá quen thuộc, ký ức 20 năm trước chợt kích hoạt, phóng đại, sau đó rõ ràng xuất hiện ngay trước mắt. Vương Tử Quân nghi hoặc và quay đầu nhìn khắp bốn phía. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe, hơn nữa chiếc xe này hắn thật sự quen thuộc đến mức không thể hơn. Đây chính là chiếc xe Jeep duy nhất ở xã Tây Hà Tử, khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy mình như bị một tia sét đánh trúng. Bí thư Vương, anh không việc gì thì quá tốt, nhưng anh lại hù tôi chết mất, không biết từ chỗ nào có một con trâu phóng qua. Khi thấy Vương Tử Quân tỉnh táo lại thì Đỗ Hiểu Mạn bắt đầu thút thít. Giống như muốn quở trách thủ phạm gây ra vụ tai nạn là Vương Tử Quân. Xe quen, người quen, tình cảnh này cũng rất quen, chính là hiện trường vụ tai nạn hơn 20 năm trước, tất cả đều hiện ra trong lòng Vương Tử Quân. Mình không phải nằm mơ, sao lại nhớ đến chiếc xe này? Tình cảnh phát sinh trong chiếc xe này hơn 20 năm trước chính là thời điểm đau xót nhất của cả đời Vương Tử Quân, nó đã từng đánh nát cuộc sống của hắn. Một cảm giác đau đớn giống như một sợi dây thường đang liên tục quấn chặt lấy người hắn. 20 năm đau đớn giống như sắp tuôn trào. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống trước kia mà không khỏi rùng mình, hắn nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe, sau đó chợt ngây người. Khi Vương Tử Quân ngây người thì Đỗ Hiểu Mạn chợt hô lên kinh ngạc. Bí thư Vương, nhìn kìa, xe của đồn công an đã đến, chỉ cần có người đến đây thì dễ nói. Xe của đồn công an. Năm chữ này thật sự giống như một con dao phóng đến khoét vào trái tim Vương Tử Quân.
sau đó đâm vào tứ chi và đầu óc, giống như muốn lọc sạch xương thịt của hắn bằng từng nhát dao. Chuyện cũ mãnh liệt kéo đến, ký ức va chạm vào nhau, Vương Tử Quân nhìn chiếc xe cảnh sát chạy đến mà đầu óc chợt tối tăm, như đó là chiếc xe sắp chở hắn vào chỗ chết và tai nạn. Giống như hắn đã cố gắng né tránh nhưng tai nạn vẫn cứ bám theo như hình với bóng. Kiếp trước Vương Tử Quân chạy xe chở chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Đỗ Hiểu Mạn và gặp tai nạn, cũng chính là chiếc xe kia chạy đến, lúc đó hắn còn tưởng rằng đó là cứu tinh, không ngờ tên đồn trưởng đồn công an chạy đến dám cài bô lên đầu mình, nói mình và Đỗ Hiểu Mạn làm ra những quan hệ bất chính trên xe. Theo như lúc hiện tại thì đó là chơi trên xe, sự việc sau đó bị người ta làm lớn chuyện, đám người kia chẳng những không đưa mình đến bệnh viện, thậm chí còn muốn giam mình lại. Vương Tử Quân khi đó còn khờ dại cho rằng chân tướng sự việc sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, nhưng điều làm hắn giật mình chính là ngày hôm sau tất cả đã thay đổi. Vương Tử Quân đang mong chờ Đỗ Hiểu Mạn giải oan cho mình, không ngờ cô nàng lại thừa nhận có quan hệ với mình, và đó cũng không phải là lần đầu tiên. Phần khẩu cung của Đỗ Hiểu Mạn giống như không khác nào đâm một dao sau lưng Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng chính thức ngây người vì một đao dịu dàng của Đỗ Hiểu Mạn. Đó là một đao cay nghiệt và chí mạng cỡ nào, một đao hầu như đưa hắn vào chỗ chết, là vì ích lợi hay cừu hận. Nguyên nhân lúc này không còn quan trọng, chủ yếu là kết quả. Một tháng sau, khi Đỗ Hiểu Mạn kia giải thích rõ ràng về quan hệ bất chính giữa hai người, Vương Tử Quân chỉ bị kỷ luật mà thôi, nhưng hắn lại bị những tin đồn nhảm làm cho khốn khổ, bốn bề thọ địch. Hắn lâm bệnh nặng, sau đó giống như một gốc cây đại thụ bị sương gió tập kích, chỉ còn lại chút cành khô lá héo. Tinh thần không còn được như xưa. Hậu quả của sự kiện kia chính là sau đó Vương Tử Quân không còn tìm được nguồn vui, khó thể gắng gượng, mất đi tin tưởng với đường làm quan. Hắn cũng không quan tâm đến những lời phản đối của người trong nhà, dứt khoát từ chức, chạy đến một thôn làng vắng vẻ trở thành một thầy giáo dạy học. Dù sự việc đã trải qua nhiều năm, Vương Tử Quân đã có tuổi, dù tin đồn được người ta truyền miệng đã sớm nhạt nhòa, nhưng sau 20 năm mỗi lần nằm mơ giữa đêm, mỗi lần nghĩ về sự kiện năm xưa, hắn thường giật mình tỉnh giấc, cảm giác rét lạnh thấu xương cực kỳ sâu sắc làm hắn khó thể nào quên đi được. Đau, thật sự rất đau, giống như một con rắn độc đang liên tục cắn nuốt hắn. Lúc này sống lại, ông trời cho mình một cơ hội, chẳng lẽ mình sẽ tiếp tục đi theo quỹ tích năm xưa? Tiếp tục rơi vào tình huống cũ, ân hận cả đời. Không, không thể, mình tuyệt đối không đi theo đường cũ, sẽ không trở thành một kẻ chiến bại chạy trối chết như năm xưa. Một âm mưu khốn kiếp đã làm cho quỹ tích cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn, hắn không muốn, thậm chí không dám quay đầu. Những năm qua con đường hắn đã đi thật sự quá thê lương, quá bi tráng, nhớ ngày đó hắn quyết định từ chức, đó là một quyết định còn đau khổ hơn cả chịu chết. Vương Tử Quân nghĩ đến đây mà cảm thấy trong lòng bùng lên tầng mây căm hận, trong lồng ngực bắt đầu bùng lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn giống như có thể ngửi thấy mùi máu thịt mình bị đốt cháy, nghe thấy vận mệnh đau khổ rơi xuống đập nát hai chân. Lúc này ông trời đã cho hắn một cơ hội, Vương Tử Quân hắn dù thế nào cũng phải thật sự oanh liệt, hắn không muốn làm vật hy sinh cho thủ đoạn độc ác của đám người kia, hắn muốn chứng minh cho đám người kia biết, bọn họ chỉ là đám cháu chắt, hắn mới là ông nội. Vương Tử Quân chợt cảm thấy, cổ họng mằn mặn, máu huyết bị áp chế đã sôi trào. Chờ xem, nếu đã chết thì cũng phải làm cho lưới rách. Âm thanh của Vương Tử Quân dù có vẻ bình tĩnh nhưng lại có thể kích động màng nhĩ và tâm linh. Vương Tử Quân lúc này cảm thấy máu huyết sôi trào, hắn đẩy cửa sổ xe, lúc này chiếc xe cảnh sát chạy đến như bay cũng đã dừng lại. Chương 2, ra tay trước chiếm tiên cơ. Từ trên xe cảnh sát bước xuống một người đàn ông thân hình cao lớn, vẻ mặt ngăm đen mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông này nhìn lướt qua chiếc xe của Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng bước đến. Vương Tử Quân không xa lạ gì với tên này, nhưng khi nhìn vẻ mặt của tên khốn kia, những ký ức phong trần dưới đáy lòng hắn chợt xuất hiện trong lòng giống như một đoạn phim được chiếu lại. Chính là tên khốn này đưa mình về đồn, chính là tên này đã chụp mũ mình tội quan hệ với đồng sự trên xe hơi, chính là tên này đã dồn mình đến đường cùng để nản lòng thoái chí, càng làm cho chính mình quyết liệt với gia tộc. Người này giống như một vị thần nắm giữ số mệnh của mình vào kiếp trước, một vị thần hèn hạ khốn nạn, là tên khốn đã thay đổi hướng đi của cả đời mình. Khi thấy người đàn ông kia thì Vương Tử Quân giống như thấy được hình ảnh gương mặt tươi cười kiêu ngạo của mình khi bị đưa vào đồn công an, nhìn đối phương thì hắn nghĩ đến tình huống mình ảm đạm rời khỏi xã Tây Hà Tử, đối phương đã dẫn theo một đám lưu manh đốt pháo ăn mừng, bày ra tình cảnh đưa tiễn mình. Tình huống khốn khổ năm xưa chọc bùng lên lửa giận trong lòng Vương Tử Quân,
hắn nhìn Triệu Tứ Dược đang đi đến, thế là tranh thủ bước xuống xe. Triệu Tứ Dược tuy quan chức không cao, thậm chí còn không phải là một tên phó khoa, thế nhưng trong xã Tây Hà Tử thì tuyệt đối là một nhân vật có thể dậm chân một cái làm cho cả xã rung động. Đám du côn lưu manh trong xã Tây Hà Tử này có ai không nhìn thấy hắn mà không cúi đầu khom lưng giống như cháu nội. Triệu Tứ Dược là một đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử, những chuyện tông xe lông gà vỏ tỏi thế này căn bản không cần hắn phải quan tâm. Nhưng hôm nay hắn đang ngồi nhàn rỗi chợt nghe được thông tin quần chúng báo có một chiếc xe húc vào thân cây, lúc đầu hắn còn có chút cảm giác yên lòng, nhưng khi nghe người ta nói về biển số chiếc xe gặp chuyện không may, hắn chợt cảm thấy dưới mông như bốc lửa. Đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử chỉ có một chiếc xe, Triệu Tứ Dược tất nhiên sẽ biết rõ biển số chiếc xe này. Chiếc xe trước kia thường được vị đại ca kết nghĩa của hắn là chủ tịch xã Triệu Liên Sinh sử dụng, nhưng từ khi tuyến trên phái tên bí thư khốn kiếp kia xuống, Triệu Liên Sinh chỉ có thể giao chiếc xe này ra cho tên bí thư. Dù lúc giao xe thì Triệu đại ca cười hì hì, nhưng có lần hai bên uống rượu với nhau, Triệu Liên Sinh mới chợt mở miệng tỏ ra tức tối. Xe húc vào thân cây ven đường cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng Triệu Tứ Dược có thần kinh mẫn cảm, hắn chợt cảm thấy cơ hội đến. Triệu Tứ Dược dẫn theo tâm phúc của mình chạy đến hiện trường, hắn nhìn qua kính xe Jeep, thấy ngồi trong xe là Vương Tử Quân và cán sự khối đảng ủy xã là Đỗ Hiểu Mạn. Khoảnh khắc này hắn chợt giật mình, toàn thân bị kích thích, một ý nghĩ táo bạo chợt xuất hiện trong đầu và nhanh chóng bùng phát. Vương Tử Quân sao lại đi ra? Triệu Tứ Dược giang tiến lên chợt thấy Vương Tử Quân đẩy cửa xe đi ra, hắn chợt kinh hoàng, nhưng hắn là một viên cảnh sát có kinh nghiệm phá án phong phú, khoảnh khắc này nhanh chóng có đối sách. Cơ hội như một đám mây trôi bồng bềnh, nếu không nắm bắt thì sẽ bay qua ngay, cơ hội tốt như thế này tuyệt đối không thể buông tha. Triệu Tứ Dược hạ quyết tâm, hắn nhấc chân đi đến trước mặt Triệu Tứ Dược, sau đó dùng giọng trêu tức nói. Bí thư Vương, khó có thời điểm anh hăng hái như vậy, rõ ràng còn chơi bời ở trên xe. Triệu Tứ Dược đã hạ quyết tâm, hắn tranh thủ lúc Vương Tử Quân không kịp mở miệng để chụp mũ. Nếu tin tức Vương Tử Quân quan hệ nam nữ với đồng sự Đỗ Hiểu Mạn ở trên xe truyền ra ngoài, tất nhiên trăm miệng khó cãi, thân bại danh liệt. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngoài cười trong không của Triệu Tứ Dược mà không khỏi kinh hoàng, năm xưa tên khốn kia cũng chủ động vu oan mình, cũng nói một câu như vậy, nhưng bây giờ thì có chút khác biệt, năm xưa là đối phương nói ở trong xe, mà bây giờ là nói ở ngoài xe. Vương Tử Quân sống lại chẳng lẽ chỉ thay đổi được tình huống từ trong xe ra ngoài xe thôi sao? Không được, mình tuyệt đối không cho đối phương cơ hội diễn lại trò cũ. Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét của Triệu Tứ Dược, sau đó hắn bất ngờ vung tay cho đối phương một tát. Con bà mày mới có hào hứng chơi trên xe. Vương Tử Quân mở miệng mắng chửi, hắn chợt cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, đồng thời cũng nhanh chóng suy xét sự việc. Con bà nó, anh làm đồn trưởng đồn công an thế nào vậy? Đừng đứng đây ăn nói bừa bãi. Không phá án được thì tôi không trách, đây là nhiều nhân tố tạo thành, nhưng nếu không thể giáo dục quy tắc giao thông cho nhân dân, đây là vấn đề về thái độ. Đồn công an các anh nhiều người như vậy mà ngay cả một chút quy tắc giao thông cũng không thể phổ biến cho nhân dân, các anh mỗi ngày làm gì? Vương Tử Quân không nói hai lời, hắn nhanh chóng tiến lên vung tay cho vài tát, đánh cho Triệu Tứ Dược cảm thấy mơ hồ, đồng thời cũng mở miệng mắng xối xả càng làm cho đối phương đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Vương Tử Quân này vì tông xe mà chấn động não? Triệu Tứ Dược thật sự chưa từng thấy Vương Tử Quân có bộ dạng như thế này. Cái gì là bí thư? Đây chính là một vị lãnh đạo có thể vung tay lấy chiếc mũ ô sa của anh xuống bất cứ lúc nào. Thật ra chuyện phân phối bổ nhiệm nhân viên của đồn công an đều thuộc về Cục Công an huyện, nhưng nếu một vị bí thư xã tìm đến lãnh đạo Cục Công an huyện, lại đưa ra lời yêu cầu điều động một người đi nơi khác, như vậy trên căn bản khó thể ở lại chỗ này. Triệu Tứ Dược, tuần này anh không được làm gì cả, nhanh chóng phổ cập kiến thức giao thông cho nhân dân, nếu không thì tôi cũng không cần trừng trị anh, sẽ cách chức anh ngay lập tức. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì mở cửa xe, mở khóa, khởi động xe. Chiếc xe Jeep phát ra những âm thanh khá lớn, bánh xe xoay mạnh, bụi đất văng lên người Triệu Tứ Dược. Triệu Tứ Dược dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc xe Jeep chạy đi mà một lúc lâu sau còn chưa kịp phản ứng, hắn là một viên cảnh sát xuất thân cảnh sát hình sự. Hắn tự nhận năng lực phản ứng của mình là hạng nhất. Mình không phải muốn chụp mũ hắn quan hệ nam nữ bất chính với đồng sự sao? Thế nào lại cho đối phương chạy đi? Không những vậy mà chính mình còn bị ăn vài cái tát. Triệu Tứ Dược nghĩ đến tình huống vừa xảy ra mà khôn khỏi mở miệng chửi chó má, tâm tư cũng nhanh chóng chuyển động.
Hắn là đồn trưởng đồn công an xã, tuy không thường xuyên tiếp xúc Vương Tử Quân nhưng một tuần cũng gặp hai lần, trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân giống như rất nhút nhát, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, thế nên hắn mới có ý nghĩa muốn chụp mũ đối phương, nhưng con bà nó hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ đây mới thật sự là bản tính của Vương Tử Quân? Xem ra sau này mình đối mặt với tên này cần phải chú ý hơn. Khi Triệu Tứ Dược đang suy tư xem nên đối phó với vị bí thư đảng ủy xã đổi tính đổi nết kia như thế nào thì tên cảnh sát cùng đi theo tiến lên xin chỉ thị. Đồn trưởng Triệu, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn làm gì nữa? Đi về. Triệu Tứ Dược nói, sau đó thầm nghĩ. Chút nữa quay về đồn nên tranh thủ đi thông báo Tiểu Lưu, để cho hắn sao chép những tài liệu về luật lệ giao thông phát cho tất cả các thôn xóm. Chương 3, nữ giáo viên nông thôn. Xe chạy đi như bay, mới đó đã được 5-6 km, Đỗ Hiểu Mạn ngồi kế bên tài xế, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, trước mắt vẫn là tình cảnh vừa rồi làm cho nàng nghẹn họng ngây người, Triệu Tứ Dược lại bị đánh, hơn nữa không dám mở miệng nói một câu. Đỗ Hiểu Mạn là một thành viên của xã Tây Hà Tử, nàng tuyệt đối biết rõ độ nặng của Triệu Tứ Dược. Người này tuy không phải là cán bộ cấp phó khoa, nhưng trong cái xã này, độ nặng của Triệu Tứ Dược sợ rằng còn hơn cả phó bí thư xã. Hơn nữa người này còn là anh em kết nghĩa với chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, thế cho nên trong xã Tây Hà Tử thì Triệu Tứ Dược có thể nói giống như là con cua, bò ngang khắp nơi, hoành hành ngang ngược, muốn mưa có mưa, muốn gió được gió. Thế mà vừa rồi Triệu Tứ Dược bị đánh, mà người đánh hắn chính là vị bí thư trông có vẻ giống hệt như một sinh viên vừa ra trường này. Không phải Đỗ Hiểu Mạn chưa từng gặp mặt bí thư, vị bí thư Lưu trong xã chính là một người há miệng mở miệng là phun ra những lời tục tĩu. Là kẻ chỉ cần không hài lòng là lớn tiếng chửi chó má. Nhưng dù là người có hình tượng như vậy cũng chưa từng bao giờ dám vung tay cho Triệu Tứ Dược một tát. Đỗ Hiểu Mạn nhìn vị bí thư với gương mặt đẹp trai trước mắt, nàng không khỏi nghĩ đến những lời đánh giá của đồng nghiệp lúc đối phương xuống nhận chức. Vị bí thư này quá phong nhã hào hoa, thư sinh yếu đuối, lãnh đạo Triệu sẽ không để cho hắn có một ngày tốt lành. Chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền xã Vương Lục Thuận nói ra những lời này hất đầu lên rất tiêu sái. Dưới tình huống bình thường hắn cho ra động tác này thì trong lòng có 10 phần nắm chắc. Ngoài miệng không lông thì làm việc cũng không dễ dàng, một thanh niên hơn 20 tuổi có thể làm được gì ở đây? Chỉ là một bí thư đoàn trong trường mà đòi xuống xã làm bí thư, đúng là không có việc gì đưa mặt ra cho người khác đánh. Trong một lần uống rượu say mèn, Chu Thường Hữu tùy tiện lên tiếng. Lúc bắt đầu thì Đỗ Hiểu Mạn cũng bán tín bán nghi với những lời đồn đãi thế này. Nhưng sau khi vị bí thư kia nhận chức được hơn một tháng thì nàng đã không còn hoài nghi những lời trên. Vì những sự việc ở xã đều do chủ tịch Triệu quyết định, vị bí thư Vương này chẳng khác nào một người ngoài. Tên kia là bí thư làm chủ một phương nhưng ngoài việc ngồi uống trà buồn bực trong phòng làm việc, căn bản không còn việc gì khác để làm, tất cả cán bộ xã không ai dám chủ động đến báo cáo công tác. Thời gian trôi qua, ngay cả Đỗ Hiểu Mạn cũng hiểu vị bí thư này giống như một tượng gỗ đứng yên cho người ta thích làm gì thì làm. Không ngờ đối phương không lên tiếng thì thôi, bây giờ vừa ra tay đã làm chấn động nhiều người. Xem ra sau này cần phải thay đổi thái độ với đối phương. Vương Tử Quân tuy lái xe nhưng trong lòng bùng lên đủ loại ý nghĩ, hắn sống lại, hơn nữa còn về thời điểm quan trọng, điều này làm cho hắn kinh ngạc và vô cùng phấn khởi. Một khi đã được trọng sinh thì tuyệt đối không thể đần độn u mê, hắn nghĩ đến những kinh nghiệm khốn khổ vào kiếp trước, nghĩ đến tình huống phụ thân vì tức giận mình mà sinh bệnh. Còn có ông nội tức giận đến mức sức khỏe sa sút, hắn cảm thấy đau xót không thôi. Năm xưa mình là người đắc tội với cả gia tộc, vì chính mình mà gia tộc đang ngày càng lụn bại đã triệt để đi xuống vực sâu. Với năng lực của em trai Tử Hoa, chắc chắn sẽ không mãi ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch thành phố, hắn oán giận Vương Tử Quân cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng ý nghĩ liên tục đan xen trong đầu Vương Tử Quân, tâm tư của hắn càng lúc càng phiêu đãng, khi hắn giật mình bừng tỉnh thì một tiếng thét chói tai vang lên. Vương Tử Quân bị tiếng hét làm cho sợ giật mình, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, tập trung nhìn kỹ thì thấy có một người đứng phía trước hơn 20 mét. Là một hình bóng thon thả, áo xanh nhạt, quần jean bó, nhìn qua có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái, rất điềm tĩnh. Đường nhựa trải dài, một hình bóng thon thả đứng giữa đường, mặt trời chiều làm cho bóng người đổ dài trên mặt đường, hợp nên một hình ảnh xinh đẹp trước mắt Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp. Hắn đang nóng lòng lái xe đi, phương hướng xe chạy đến chính là cô gái xinh đẹp kia. Nếu cứ tiếp tục xông về phía trước theo quán tính thì cô gái kia chỉ có con đường chết. Vương Tử Quân cũng không nghĩ nhiều,
hắn nhanh chóng giẫm phanh. Vừa rồi hắn như lọt vào trong sương mù, bây giờ đầu óc lại trống rỗng giống như thiếu dưỡng khí. Két! Một tiếng phang gấp chói tai vang lên, chiếc xe Jeep đang chạy băng băng chợt dừng lại, cuối cùng cũng đến ngay trước mặt cô gái. Vương Tử Quân nhìn cô gái chỉ còn cách chiếc xe hơn nửa mét mà cảm thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Con bà nó, nếu như mình húc phải cô gái kia, chỉ sợ khó thể nói được gì hơn, mình vừa sống lại đã gặp rắc rối, vận may của mình hình như quá kém thì phải. Sau này lái xe cũng cần chú ý trước sau, cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nếu không rõ ràng là hại mình hại người. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm và cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn bộ dạng của cô gái kia hình như chủ động chặn xe của mình, nếu không với khoảng cách 20 mét lúc đầu thì cô ta hoàn toàn có thể tránh đi, sao còn đứng thẳng người giữa đường nhựa để chờ mình chạy đến tông vào. Một người bình thường không chịu đi ở bên đường mà chạy đến giữa đường làm gì. Vương Tử Quân vừa mới sống lại, hắn quyết ý muốn thay đổi vận mệnh thì gặp phải sự việc thế này, không phải đối phương đang cố tình chơi mình sao. Cô đi đứng thế nào vậy? Không thấy tôi chạy xe đến sao? Cô cũng không chịu tránh ra, có việc gì cứ về nhà từ từ giải quyết, cô chạy ra giữa đường cũng không phải muốn hại người sao. Vương Tử Quân xuống xe cũng không quan tâm vẻ xinh đẹp động lòng người của cô gái, hắn bắt đầu há miệng khiển trách. Cô gái cũng kinh hồn chưa bừng tỉnh, tình huống vừa rồi rõ ràng cũng làm cho nàng sợ hãi không kém, nhưng những lời khiển trách của Vương Tử Quân lại làm cho nàng thanh tỉnh trở lại, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi. Tuy Vương Tử Quân đang nổi giận nhưng khi thấy nụ cười như đóa hoa xuân của cô gái trước mặt cũng không khỏi đứng ngây người, dù trong lòng đầy oán khí cũng không nói nên lời. Cô gái này rất đẹp, ánh mắt trong suốt như hai dòng suối, gương mặt đỏ bừng như đóa hoa hồng, ăn mặc đơn giản sạch sẽ, nhìn qua đã biết là người hào phóng điềm tĩnh. Vương Tử Quân thật sự chưa từng gặp người nào có vẻ điềm tĩnh và tự nhiên như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra chút cảm giác tự ti. Cảm giác hài lòng với chức vụ quan trường mà chính mình tạo ra đã không còn chút tăm hơi. Chú đừng trách cô giáo, cô vì bạn của chúng cháu mới đi ra đây đón xe. Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ chỗ không xa, Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy 5-6 đứa trẻ 11-12 tuổi ở bên cạnh. Mở miệng là một đứa bé nam khỏe mạnh cao lớn, đầu chọc kết hợp với gương mặt tròn làm cho nó càng thêm khỏe mạnh kháu khỉnh. Nhưng lúc này đứa bé lại dùng ánh mắt hung hăng căm thù nhìn chằm chằm Vương Tử Quân. Ôi, cô giáo, em! Một tiếng rên rỉ khẽ vang lên giữa đám trẻ, cô giáo kia nghe thấy tiếng rên rỉ thì tranh thủ thời gian dùng giọng cầu khẩn nói với Vương Tử Quân. Học sinh của tôi bị bệnh, cần phải đưa đến trạm y tế xã ngay. Cô gái nói cũng không quan tâm Vương Tử Quân có đồng ý hay không, nàng nhanh chóng phân phó đứa bé nam to lớn kháu khỉnh. Nhị hổ, mau đỡ Tiểu Linh lên xe ngay. Nhị hổ nghe được lời cô gái nói thì giống như tiếp nhận thánh chỉ, hắn trực tiếp mở cửa xe, vài đứa trẻ khác cùng cô gái áo xanh lại nhanh chóng tập trung đưa cô bé đang rên rỉ vào trong xe. Này, các người là ai? Sao lại tùy ý lên xe của người ta? Đỗ Hiểu Mạn không biết có phải vừa rồi kinh hãi quá độ hay vì nguyên nhân nào khác, nàng nhìn đám trẻ đưa một cô bé lên xe, không khỏi dùng giọng bất mãn nói với cô gái áo xanh kia. Cô gái áo xanh nhìn Đỗ Hiểu Mạn đang nổi giận đùng đùng. Nàng ngây người ra một chút, sau đó khom lưng nói với Đỗ Hiểu Mạn. Xin lỗi chị, học trò của tôi bị bệnh nghiêm trọng, phải nhanh chóng đưa đến trạm y tế xa, mong chị bỏ ra chút thời gian để cứu đứa bé này. Cô gái vừa nói vừa vung tay lên với đám trẻ ở phía sau. Các em, mau đến đây cảm ơn dì đi. Cảm ơn dì đã cho chúng cháu ngồi xe, cảm ơn nhiều. Nhóm nhị hổ nghe được lời kêu gọi của cô giáo thì nhanh chóng vọt đến trước mặt Đỗ Hiểu Mạn và mở miệng nói. Hơn nữa trong lúc mở miệng còn chào Đỗ Hiểu Mạn một cái theo tiêu chuẩn của đội thiếu niên tiền phong. Đỗ Hiểu Mạn mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái hơn 20, nào từng gặp qua tình huống này. Nàng nhìn đám trẻ nhỏ tuổi ngây thơ, vẻ mặt chợt đỏ bừng, chỉ có thể nở nụ cười ngại ngùng. Vương Tử Quân vốn còn có chút bực bội vì đối phương liều lĩnh đứng ra giữa đường chặn xe, nhưng khi thấy cô bé sinh bệnh là Tiểu Linh kia thì tất cả bức bối biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Vương Tử Quân gặp chuyện này tất nhiên sẽ không thể không quan tâm, khi hắn quay đầu lái xe thì chợt thấy trên gương mặt cô gái áo xanh kia xuất hiện nụ cười vui vẻ. Giống như hoa phù dung trong nước, đẹp đẽ lạ thường. Khoảnh khắc này trong đầu Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ như vậy, tận đáy lòng hắn cũng giống như có thứ gì đó động phải. Cô gái áo xanh cũng giống như cảm ứng được điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân đang ngơ ngác nhìn mình,
ánh mắt hai bên giao hòa vào nhau, thế là không khỏi không né tránh. Đau, cô ơi, em đau lắm. Trong vang lên truyền ra tiếng rên rỉ, điều này làm cho Vương Tử Quân chợt thanh tỉnh, cứu người quan trọng hơn, mình còn nghĩ đi đâu thế này. Thế là hắn nhanh chóng nói với cô gái áo xanh. Mọi người thương lượng một chút, ai đi với tôi đến trạm y tế, bây giờ cứu người quan trọng hơn. Vương Tử Quân vừa nói vừa leo lên xe. Đỗ Hiểu Mạn thấy bí thư lên xe thì cũng lên xe, sau đó cô gái áo xanh và cậu bé Nhị Hổ cũng theo lên xe. Ngồi cho vững. Vương Tử Quân nhắc nhở phía sau rồi nhấn chân ga, chiếc xe jeep nhanh chóng phóng đi. Chương 4, vỗ mông ngựa xuống đùi ngựa. Trạm y tế của xã Tây Hà Tử nằm trên con đường nhựa chính dài 1 km của xã, hơn nữa trạm y tế cũng chỉ cách ủy ban xã một bức tường, phía đông là trạm y tế, phía tây là ủy ban xã. Trạm y tế vào những năm 90 thì dù là tiền lương hay là kinh phí đều do xã quản lý, vì thế mà lãnh đạo xã rất có uy tín với trạm y tế. Nhưng khi Vương Tử Quân đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử thì vị trạm trưởng giống như sinh bệnh, cho đến bây giờ còn chưa chịu đến báo cáo công tác với hắn. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua ủy ban xã, sau đó hắn nhân chân ga, chiếc xe chạy thẳng vào trong trạm y tế xã. Không đợi Vương Tử Quân xuống xe, vài người mặc áo trắng đã từ trong trạm y tế chạy ra, đặc biệt là một tên mập hơn 40 càng có vẻ gọn gàng linh hoạt, hắn cũng không thèm quan tâm mà chèn ép đám người đi về phía trước, chen đến trước xe của Vương Tử Quân. Không đợi Vương Tử Quân mở cửa, trên mặt tên mập đã xuất hiện nụ cười như đóa hoa màu gà, sau đó nịnh nọt nói. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi còn nghe thấy tiếng chim khách hót vui mừng trước cổng, thì ra là hôm nay Chủ tịch đến chỉ đạo công tác, mời anh. Vừa mới dứt lời thì thấy người xuống xe là Vương Tử Quân, vị trạm trưởng chợt ngây ngốc, sau đó tỏ ra xấu hổ, hắn ngượng ngùng nói. À, không phải là Chủ tịch Triệu. Sau đó tên mập đi sang một bên, chỉ là lòng nhiệt tình của hắn đã giảm xuống thấp, Đỗ Hiểu Mạn lúc này đang cùng cô gái áo xanh đưa cô bé Tiểu Linh xuống xe. Bác sĩ, mau đến đây xem, đứa bé này rốt cuộc là bị gì vậy? Cô gái áo xanh đi đến trước mặt đám bác sĩ mặc áo trắng rồi lên tiếng nói. Tên mập thấy có người bệnh thì vung tay lên với đám bác sĩ ở phía sau, để bọn họ đưa đứa bé vào trong, mà bản thân hắn lại đi đến trước mặt Đỗ Hiểu Mạn hỏi. Hiểu Mạn, sao không thấy Chủ tịch, anh ấy đâu? Đang đứng trước mặt bí thư mà hỏi Chủ tịch, rõ ràng không nể mặt bí thư, nhưng điều này cũng khó trách tên mập, vì Vương Tử Quân tiền nhiệm nhiều ngày nhưng còn chưa đến địa bàn của hắn để thị sát, đám chư hầu các đơn vị cũng chưa từng chủ động đến báo cáo công tác với bí thư, không biết nhau chỉ là thường tình. Nếu như không phải thấy Vương Tử Quân cho Triệu Tứ Dược một tát thì sợ rằng Đỗ Hiểu Mạn sẽ trả lời vấn đề của tên mập không chút do dự. Nhưng sau khi thấy bí thư biểu hiện uy nghiêm, trong lòng nàng thầm cảm thấy không yên. Nếu Đỗ Hiểu Mạn trả lời không tốt, để cho bí thư ghi nợ, sau này sẽ không có lợi cho sự phát triển của mình. Nhưng nếu trả lời quá mức, lời nói của mình rơi vào trong tai của Chủ tịch Triệu, mà Chủ tịch Triệu cũng không phải đèn cạn dầu, thỉnh thoảng cho người chèn ép mình, sợ rằng mình cũng không thể nào thừa nhận được. Đỗ Hiểu Mạn dù công tác ở ủy ban không quá lâu nhưng thật sự hiểu rất nhiều vấn đề, nàng biết mình chỉ là một nhân vật na ho. Không thể nào chịu được lửa giận từ hai vị lãnh đạo. Làm sao bây giờ, nên làm sao bây giờ? Khi Đỗ Hiểu Mạn còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Vương Tử Quân đã mở miệng. Chủ tịch Triệu có việc cần xuống thôn, chúng tôi đi nửa đường thì gặp một cô bé sinh bệnh, thế cho nên tiện đường đưa đến đây. À, Chủ tịch Triệu đi xuống thôn, lại dùng xe chở học sinh có bệnh đến trạm y tế, những năm qua chuyện tốt thế này cũng không có nhiều, đúng là công bộc của dân có khác. Tên trạm trưởng bắt tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng cảm khái nói. Đỗ Hiểu Mạn nhìn tên trạm trưởng mập đang vuốt mông ngựa mà khóe miệng cong lên, thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Nàng thầm nghĩ, mập ơi là mập, lần này dù anh có nói tung tóe bao nhiêu nước miếng, chỉ sợ rằng vỗ mông ngựa sẽ xuống đùi ngựa. May mà những năm qua nàng công tác cơ quan đã có kinh nghiệm, vào những trường hợp như thế này cũng biết áp chế cảm xúc, không dám cười. Bàn tay tên trạm trưởng mập đầy mồ hôi, có cảm giác ướt. Nắm vào giống như cầm một khối thịt, cảm giác đầy mỡ. Vương Tử Quân tuy có chút phản cảm nhưng trên mặt lại không có biểu lộ gì khác thường, lúc này hắn là một Vương Tử Quân phong trần nhiều năm, không còn là Vương Tử Quân non trẻ năm xưa. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn tên trạm trưởng, trên mặt nở nụ cười khéo léo, điều này làm cho tên trạm trưởng cảm thấy thoải mái, hắn lại nói vài câu nịnh hót Chủ tịch Triệu, sau đó khách khí hỏi Vương Tử Quân. Này cậu em, nhìn cậu lạ mặt như vậy. Có phải vừa đi làm chưa lâu không?
Đúng vậy, tôi vừa mới đến chưa lâu. Vương Tử Quân muốn nhân cơ hội rút tay ra, nhưng tên mập bắt tay quá nhiệt tình, nắm rất chặt, hắn cũng không thể rút ra, thế cho nên cứ để cho tên mập giữ lấy. Chủ tịch Triệu quả nhiên là mắt sáng như sao nhìn thấu nhân tài, lái xe cho lãnh đạo rõ ràng là người tai thính mắt tinh, làm việc nhanh nhẹn. Tôi thấy cậu còn trẻ mà có thể là lái xe cho chủ tịch Triệu, xem ra sau này tương lai vô lượng, đến ngày phát đạt cũng đừng quên anh đây nhé. Tên trạm trưởng thật sự là một kẻ khéo ăn nói, mới đó đã trở thành anh của Vương Tử Quân. À, tuyệt đối sẽ không. Vương Tử Quân muốn nói vài câu đơn giản cho qua, lúc này tên trạm trưởng cứ nhiệt tình khách sáo, hắn không khỏi nhíu mày. Hành động của Vương Tử Quân không làm cho tên trạm trưởng phát hiện ra, nhưng Đỗ Hiểu Mạn đứng bên cạnh tên mập lại thấy rõ ràng. Thì ra vị bí thư Vương kia không thích người ta quá nhiệt tình, chính mình cần nên nhớ cho kỹ. Đôi khi có vài việc nhỏ nhặt sẽ phạm vào điều kiêng kỵ của lãnh đạo, sẽ gieo xuống mầm tai họa phản cảm, ngày nào đó bị chèn ép cũng không biết nguyên nhân ở nơi nào. Cậu em, chút nữa có đi đón chủ tịch Triệu không? Nếu không có gì gấp thì chút nữa anh mời cậu uống vài ly nhé. Tên mập trạm trưởng kéo tay Vương Tử Quân, lại dùng sức lắc qua lại, thái độ thành thật đến mức làm cho người ta khó thể nào chối từ. À, thật sự xin lỗi, tôi còn có việc khác, hôm nào rồi nói sau, tôi đi trước. 20 năm thăng trầm khốn khổ đã sớm tạo ra cho Vương Tử Quân thói quen che giấu những góc cạnh của mình, dù hắn rất chán ghét viên trạm trưởng này nhưng cũng không có chút biểu hiện nào khác. Trạm trưởng, người bệnh đã được đưa lên bàn giải phẫu nhưng chưa giao nộp đủ tiền viện phí, bây giờ phải làm sao? Một tên bác sĩ hơn 30 tuổi vội vàng chạy ra, sau đó lớn tiếng nói với tên trạm trưởng. Không đủ tiền thì để cho bọn họ gom góp, quy định này mà cũng không hiểu sao. Tên trạm trưởng có vẻ rất khách khí với Vương Tử Quân nhưng trước mặt thuộc hạ lại cực kỳ có khí thế. Khi tên trạm trưởng mở miệng mắng người thì cô gái áo xanh vừa rồi đi theo vào bên trong lại chạy ra. Trạm trưởng, tôi là cô giáo của thôn Hồng Lĩnh, bác sĩ nói đứa bé bị viêm ruột thừa cấp tính, cần tranh thủ giải phẫu ngay. Anh xem, có thể coi đây là trường hợp đặc biệt, sắp xếp mổ trước, sau đó tôi sẽ đi gom tiền đưa sau được không? Điều này... Tên trạm trưởng vừa nói vừa nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, vẻ mặt chợt biến đổi, hắn cười sáng lạn rồi dùng giọng khách khí nói. Ha ha, xem cô nói kìa, chưa nói đến những thứ khác, lần này người của chủ tịch Triệu tự mình đưa bệnh nhân đến, trạm y tế sẽ dùng toàn lực để đối phó. Tiểu phó, cậu tranh thủ sắp xếp cho người giải phẫu, viện phí tính sau. Sau khi nghe xong lời sắp xếp trước sau khác biệt của vị trạm trưởng, tên bác sĩ hơn 30 tuổi cũng không nói lời nào. Hắn lập tức lên tiếng đồng ý, sau đó nhanh chân chạy về phòng cấp cứu. Có lẽ vì quá sốt ruột nên bác sĩ tiểu phó chạy vào trong hành lang và đụng vào một người, dù hai bên không ai té ngã nhưng xem ra va chạm cũng khá mạnh. Tiểu phó ơi là tiểu phó, anh đã hơn 30 tuổi, sao còn vội vội vàng vàng không chút ổn định như vậy? May mà anh đụng vào tôi, nếu đụng phải một người già, chẳng phải sẽ sinh bệnh sao? Người bị đụng dùng tay ôm đầu rồi mở lời trách cứ tiểu phó. Tiểu phó cũng bị đau không nhẹ, nhưng khi thấy rõ người đến cũng không dám lên tiếng cãi lại, chỉ liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, anh Ngân Thương, em đang có một ca giải phẫu rất gấp, vì vội vàng mới như vậy, mong anh bỏ qua cho. Anh là một vị bác sĩ phẫu thuật, làm gì cũng phải trầm ổn bình tĩnh, như vậy mới làm cho người bệnh tin tưởng. Ngân Thương còn định dạy bảo tiểu phó vài câu, đúng lúc ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân, bàn tay đang xoa đầu nhanh chóng hạ xuống. Bí thư Vương, sao anh lại đến đây? Khi đối phương gọi mình là Bí thư Vương, Vương Tử Quân cũng nhận ra đối phương là ai. Người này tên là Tôn Ngân Thương, là phó tổ trưởng tổ công tác phía Tây xã Tây Hà Tử, hắn có hơn kinh nghiệm công tác hơn 20 năm, coi như là lão quan trường, chỉ cần xét theo điểm này cũng đủ làm cho người ta không dám xem nhẹ, dù đứng trước mặt chủ tịch Triệu cũng rất có thể diện. À, thì ra là anh Tôn, tôi đưa bệnh nhân đến đây, anh cũng đến khám bệnh sao? Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tôn Ngân Thương, lại dùng giọng quan tâm hỏi. Sau khi nghe được câu trả lời của Vương Tử Quân thì Tôn Ngân Thương có hơi ngây người, hắn công tác ở xã 20 năm, có dạng lãnh đạo nào mà chưa từng gặp qua. Sau khi thấy mặt Vương Tử Quân thì hắn cho ra đánh giá sơ lược, đây là một vị lãnh đạo yếu đuối thư sinh, căn bản không là đối thủ của Chủ tịch Triệu. Lúc này hai bên chào hỏi nhau, dựa vào những gì Tôn Ngân Thương biết. Hắn nghĩ rằng vị bí thư này cùng lắm là nói vài lời cho qua, nhưng không ngờ đối phương lại quan tâm đến tình trạng bệnh tình của mình, hơn nữa thái độ rất tự nhiên, căn bản không phải tỏ ra giả vờ.
chỉ là bệnh cũ mà thôi, tập thể dục đều đặn sẽ khá hơn, không chết được. Tôn Ngân Thương dù sao cũng có chút kinh nghiệm thế sự, những lời buồn bực cũng không nói ra khỏi miệng. Anh Tôn, thái độ qua loa cho xong như anh là không được, sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, anh liều mạng làm việc cũng không quá tốt. Hai ngày nữa anh lên huyện kiểm tra cho tôi, những thứ gì nên điều trị thì chữa cho tốt, đây là công tác, nếu trễ nãi thì tôi sẽ giữ tiền lương của anh. Vương Tử Quân không để cho Tôn Ngân Thương tiếp tục lên tiếng. Vương Tử Quân nói đến việc giữ tiền lương rất khí phách, điều này làm cho Tôn Ngân Thương cảm thấy được quan tâm, có chút ấm áp, trong lòng có hơi cảm động, thật sự vui vẻ. Chương 5, chó sủa không cắn người, chó không sủa cắn người. Lúc này tên trạm trưởng Mập ở bên cạnh đã phát hiện ra vấn đề, vẻ mặt trở nên âm tình bất định, hắn nghĩ đến tình huống mình kéo tay bí thư để nói lời nịnh hót về chủ tịch, thầm cảm thấy có chút khốn khổ. Tên Mập cảm thấy hôm nay mình mới ra khỏi cửa đã gặp bất lợi, nhưng khá tốt, tên bí thư kia chỉ là một con rối, cũng không phải mình chẳng còn dư âm quay đầu. Tên Mập nghĩ đến đây thì tranh thủ tiến lên dùng giọng hối lỗi nói. Ôi, thì ra là bí thư Vương, anh xem ánh mắt của tôi kìa. Thời gian gần đây tôi đang rất bận, nhiều việc cần xử lý, thế cho nên gặp mặt cũng không nhận ra bí thư. Bí thư Vương, anh cứ bể bộn, tôi xin lỗi không thể tiếp. Tên Mập lên tiếng xong cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời, hắn nhanh chóng bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn tên Mập còn chạy nhanh hơn thỏ mà thầm ý thức được một vấn đề, trong mắt lóe lên hàn quang. Cô gái giáo viên áo xanh cũng không quá mức quan tâm đến thân phận của Vương Tử Quân, nàng thấy vị trạm trưởng đã đi thì nhanh chóng thúc giục viên bác sĩ tiểu phó. Này, anh nhanh chân lên, học sinh của tôi vẫn đang chờ giải phẫu. Đối với đa số đàn ông thì đối mặt với những câu nói dịu dàng nhờ vả của phụ nữ đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là không đành lòng từ chối. Bác sĩ tiểu phó này tuy đã kết hôn nhưng đối mặt với phụ nữ đẹp cũng rất vui vẻ tiến lên làm hộ hoa sứ giả, vì vậy mà lúc này hắn cũng không khỏi tỏ ra có chút thương tiếc. Nhưng tiểu phó nghĩ đến ánh mắt đầy ý nghĩa của vị trạm trưởng trước khi bước đi, đồng thời năm nay hắn còn phải thi công chức, thế nên gương mặt tỏ ra khó xử, hắn đau khổ nói. Không phải tôi không đi, mà quyền hạn của tôi không đủ, tiền viện phí các người còn chưa đóng. Không phải vừa rồi trạm trưởng đã nói trước tiên cứ giải phẫu rồi thu tiền sau sao? Cô giáo kia cũng không nhìn ra vấn đề bên trong, lúc mở miệng thì vẻ mặt chợt biến đổi, nhanh chóng đỏ bừng. Trạm trưởng nói như vậy, nhưng trước khi giải phẫu còn cần trạm trưởng cao ký tên, nếu không thì nhà thuốc cũng không xuất thuốc, không thể tiến hành giải phẫu. Tiểu phó lúc đầu còn có hơi khó khăn, nhưng những lời sau đó lại có vẻ rất lưu loát. Cô giáo áo xanh tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Bộ ngực cao ngất cũng vì kích động mà phập phồng lên xuống, rung động dữ dội, trên gương mặt bùng lên một tầng băng lạnh, sau đó dùng giọng không chút khách khí nói. Trong mắt đám bác sĩ các anh còn gì quan trọng hơn sống chết của một con người chứ? Có làm giải phẫu hay không thì nhìn vào tiền viện phí đã đóng đủ chưa mà không xem xét tình huống của bệnh nhân sao? Trị bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ, tôi hỏi các anh có còn nhân tính nữa không? Cô gái lên tiếng trách móc làm cho viên bác sĩ tiểu phó kia nghẹn họng không biết nói gì hơn, hắn chỉ có thể giải thích. Không phải tôi không muốn hỗ trợ, nhưng không có chữ ký của lãnh đạo thì tôi cũng không làm gì được. Một tiếng rên rỉ từ trong phòng bệnh vang ra, vẻ mặt cô gái áo xanh càng thêm khó coi, trong mắt là cái nhìn oán hận, quẫn bách, còn có chút bất đắc dĩ. Sau đó nàng ném ánh mắt yêu cầu giúp đỡ lên người Vương Tử Quân. Người kia hình như rất quen thuộc trạm trưởng trạm y tế. Đồng thời còn có xe hơi, biết đâu van xin hắn sẽ có tác dụng. Cô gái kia mang theo chút hy vọng cuối cùng để chạy đến trước mặt Vương Tử Quân, nàng chụp lấy tay hắn rồi dùng giọng cầu khẩn nói. Anh hảo tâm, anh cũng đã thấy tình huống của Tiểu Linh, van xin anh cứu đứa bé kia, bây giờ nếu không giải phẫu thì đứa bé nó. Nó mới 12 tuổi, cuộc đời còn dài. Bàn tay không xương của cô gái mềm như ngọc, nó giống như một đóa sen tinh khiết giữa mùa hè, khoảnh khắc khi giữ lấy tay của Vương Tử Quân. Hắn nhìn vào ánh mắt dịu dàng thanh tịnh của nàng, gương mặt trang nhã của nàng hình như có chút đau thương, thế là trái tim có hơi gia tốc. Một mùi hương nhàn nhạt bùng lên, dù biết hành động của mình có chút lỗ mãng nhưng Vương Tử Quân vẫn không kìm lòng được hít vào một hơi, sau đó mới nhanh chóng tỉnh táo. Đã bao nhiêu năm qua Vương Tử Quân chưa biết động lòng là gì, nhưng lúc này cảm giác tuổi trẻ xúc động đã quay trở lại. Tên Mập kia mượn cớ bỏ đi do ràng đã ra hiệu cho tên bác sĩ tiểu phó kia. Vương Tử Quân biết rõ tên trạm trưởng không coi mình ra gì, nếu không cũng sẽ chẳng bỏ đi và phát sinh tình huống này. Nếu như mình mở miệng ép tên tiểu phó này cứu người,
đối phương sẽ tiếp tục đổ sự việc lên đầu trạm trưởng, chính mình nếu đi tìm tên trạm trưởng sẽ khó thể gặp mặt, như vậy thì cô gái đang giải phẫu sẽ phát sinh nguy hiểm. Một tên trạm trưởng trạm y tế xã nho nhỏ mà dám chơi trò này với mình, nếu không nhìn rõ vấn đề này thì cũng không cần tiếp tục ở lại xã Tây Hà Tử. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn cô gái áo xanh, sau đó đưa tay vào trong túi quần lấy bóp. May mà Vương Tử Quân cũng coi như không thiếu tiền, hắn đưa tay vào lấy ra một xấp tiền, đếm qua cũng hơn 200. Hắn thấy số tiền này có lẽ không đủ, thế cho nên nhìn về phía Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn nói. Anh Tôn, Tiểu Đỗ, hai người có mang theo tiền không? Nếu có thì cho tôi mượn, sau này sẽ trả lại. Sau khi tên trạm trưởng mập rời khỏi chỗ này thì Tôn Ngân Thương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Vương Tử Quân, khi thấy đối phương đứng đó không nóng vội, không mắng chửi chó má, giống như không có gì xảy ra thì loáng thoáng ý thức được sự việc thật sự không quá tốt. Vương Tử Quân kia rõ ràng không dùng quyền lực trong tay để ép buộc bác sĩ ở trạm y tế ra tay giải phẫu, lại xoay người mượn tiền của mình và Đỗ Hiểu Mạn, Tôn Ngân Thương thầm sinh ra một dự cảm tên mập kia chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Chó sủa không cắn người. Chó cắn người sẽ không sủa, vị bí thư không nóng không lạnh này làm cho Tôn Ngân Thương sinh ra cảm giác như vậy, đừng thấy đối phương điềm tĩnh như không mà xem thường, người ta căn bản không thèm nhìn bóng lưng tên mập trạm trưởng bỏ đi, nhưng chỉ cần vung tay một cái cũng đủ cho tên mập kia khốn khổ. Tôn Ngân Thương thầm cảm thấy mình sống 40 năm uổng phí, gần đây cảm thấy ánh mắt của mình là không sai, sao lại nhìn lầm bị bí thư này. Xem ra xã Tây Hà Tử này không biết sẽ do ai định đoạt, sau này mình nên nhìn kỹ rồi hãng nói. Khi Tôn Ngân Thương đang trầm tư suy nghĩ thì Đỗ Hiểu Mạn đã lấy tiền của mình đưa cho Vương Tử Quân, Tôn Ngân Thương chợt thấy Vương Tử Quân nhìn về phía mình, thế nên hắn nhanh chóng cho ra lựa chọn thức thời nhất, hắn vỗ vào túi áo cười hì hì nói. Bí thư Vương vay tiền tôi cũng coi như trùng hợp, giống như có chuẩn bị sẵn vậy, hôm nay tôi đến đây kiểm tra đã đặc biệt mang theo chút tiền. Tôn Ngân Thương vừa nói vừa lấy tiền trực tiếp đặt vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lặng lẽ đếm tiền của Tôn Ngân Thương. Sau đó hắn cười nói. Anh Tôn, chúng ta còn nhiều thời gian, tiền nợ anh tôi sẽ không quên. Vương Tử Quân nói lời nhẹ nhàng nhưng rơi vào trong tai Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn lại giống như bí thư cho ra một lời hứa hẹn vậy. Chương 6, không đánh kẻ chịu khó, không đánh kẻ lười nhác, chỉ đánh loại người không có mắt. Cô cầm lấy số tiền này đi, có lẽ đủ cho đứa bé làm giải phẫu. Vương Tử Quân nói rồi đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh. Khi Vương Tử Quân đặt tiền vào trong tay cô gái áo xanh cũng không có ý nghĩ gì khác, thế nhưng lúc hai bàn tay chạm vào nhau, hắn cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác giật mình. Nhưng cũng may kiếp trước Vương Tử Quân trải qua nhiều tang thương, cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc, hắn cũng không có biểu hiện gì khác. Cô gái cũng không nhận ra những biểu hiện khác thường của Vương Tử Quân, nàng lúc này chợt có chút cảm động, đại khái là bị những hành động của Vương Tử Quân làm cho cảm động. Nước mắt không khỏi bừng lên, nàng tranh thủ dùng tay lau mắt rồi nói. Tôi là Y Phong, là giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh, nhất định. Cô gái nói rồi chạy đến trước mặt tên bác sĩ tiểu phó. Tiền giải phẫu đã có đủ, bây giờ mong anh tranh thủ đi cứu người. Vương Tử Quân nhìn cô gái vội vàng chạy đi mà không nhịn được phải nói. Đúng là vội vội vàng vàng. Đỗ Hiểu Mạn đứng bên cạnh thấy Vương Tử Quân nở nụ cười, thế là không khỏi có chút sững sốt. Nụ cười của vị bí thư này khá đẹp mắt. Vương Tử Quân không phát hiện Đỗ Hiểu Mạn đang ngây người, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Tôn Ngân Thương. Anh Tôn, anh đi đâu vậy? Tôi đưa anh đi. À, bí thư Vương, tôi cũng không dám làm anh nhọc lòng, tôi ở trấn trên, chỉ đi vài bước là đến mà thôi, anh cứ tranh thủ làm việc đi. Tôn Ngân Thương dù giữ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh nhưng trong mắt lóe lên chút tôn trọng. Thái độ của Tôn Ngân Thương làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thoải mãn, thế là hình tượng của đối phương vào kiếp trước chợt hiện lên trong mắt hắn. Trong ký ức của hắn thì Tôn Ngân Thương gặp mình cũng luôn miệng chào bí thư Vương, nhưng hắn thấy trong lời nói của đối phương ngoài trêu tức còn có chút hèn mọn. Cảm giác giống như người ta thấy một con khỉ, nhưng bây giờ Tôn Ngân Thương lại tỏ ra tôn trọng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng cảm thấy có chút hưởng thụ với sự thay đổi thái độ của Tôn Ngân Thương, đây rõ ràng là một thành công đầu tiên của hắn, cái hắn muốn chính là án binh bất động, muốn xúc tích lực lượng để Đông Sơn tái khởi. Triệu Liên Sinh, anh đã công tác ở xã Tây Hà Tử nhiều năm thì thế nào? Vương Tử Quân tôi đây chỉ cần còn ngồi trên vị trí bí thư xã, anh đừng tơ tưởng dùng trăm phương ngàn kế cho tôi ra rìa như năm xưa. Tôi nói cho anh biết,
nếu tôi và anh đều là một cây cỏ, anh cũng đừng hòng muốn sinh trưởng nhanh hơn tôi. Khi trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy thì Vương Tử Quân ngại ngùng nói. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không tiễn chân anh. Anh Ngân Thương, hai ngày sau tôi mời anh uống vài ly, hôm nay thật sự không được, vì trong túi cũng không còn tiền. Tôn Ngân Thương nhìn chiếc xe Jeep chạy đi, một lúc lâu hắn mới trở nên bình thường. Hắn thật sự không tin người vừa rồi chính là vị bí thư sinh viên nổi tiếng nhát gan nhu nhược, dù có tiến lên đánh mắng cũng không có phản ứng. Nếu như một cái đèn luôn sáng thì anh sẽ không chú ý, nhưng nếu nó chợt sáng chợt tắt thì không thể không quan tâm, nếu như những biểu hiện vừa rồi của đối phương là thật, rõ ràng đây là kẻ ẩn giấu sâu sắc, thâm tàng bất lộ, chỉ sợ sau này cuộc sống của vị chủ tịch Triệu kia cũng không dễ dàng gì. Tôn Ngân thường ý thức được điều này thì trong lòng chợt sinh ra chút cảm giác lo sợ và nghi hoặc, nhưng rốt cuộc là vì điều gì thì hắn cũng không thể nào trả lời cho rõ. Anh Tôn, tên kia đâu? Không biết tên mập trạm trưởng với gương mặt như Phật Di Lặc xuất hiện bên cạnh Tôn Ngân Thương từ khi nào, lúc này ánh mắt hắn sáng ngời như điện, vừa lấp lánh vừa đắc ý. Tôn Ngân Thương nhìn vẻ mặt tên mập mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác chán ghét khó thể giải thích, hắn liếc xéo tên mập rồi dùng giọng không khách khí nói. Cao mập, hôm nay anh làm việc không chính đáng, sau này nên ngậm bồ hòn làm ngọt, đừng trách anh Tôn không nhắc nhở cậu. Chỉ bằng vào hắn, hắn dám sao, anh Tôn. Không phải anh bị hắn lừa gạt rồi đấy chứ? Trong xã có một câu như thế này, không đánh kẻ siêng năng, không đánh kẻ lười biếng, chỉ đánh loại người không có mắt, anh cũng nên cẩn thận, đừng nên làm sai. Cao Mập cũng nói ra lời không dễ nghe với Tôn Ngân Thương. Tôn Ngân Thương thấy tên Mập không chịu lĩnh tình thì càng không thoải mái, hắn khoát tay nói. Cậu rất có khả năng, rất có ánh mắt sao? Tên Mập thấy Tôn Ngân Thương tức giận thì chợt nở nụ cười. Được rồi, anh Tôn, đừng nói những lời thế này nữa, tôi có một người thân đưa đến cho vài miếng thịt chó, đi, đến chỗ tôi làm vài ly. Tôn Ngân Thương này trước kia nếu không làm gì thường thích đi làm vài ly rượu, nếu là trước đó thì hắn sẽ vui vẻ tham gia, nhưng bây giờ trong đầu hắn đều là những tình huống vừa rồi, thế là hắn mở miệng nói. Thôi khỏi, tôi còn có việc, sau này có thời gian sẽ đến ăn một bữa. Tên mập nhìn Tôn Ngân Thương bỏ đi với vẻ mặt ngưng trọng mà không khỏi dậm chân thầm nghĩ. Hừ, có rượu thịt thì không ăn, đúng là ngu ngốc, không ăn thì thôi, đỡ tốn. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, đúng là mùa xuân, khí lạnh đã bị hòa tan, không gian đầy khí tức cây cỏ. Tên mập cảm thấy hôm nay mình khá cao tay, coi như có một đề tài để khoe khoang trước mặt chủ tịch Triệu, thế cho nên lúc này hắn vừa đắc ý vừa khẽ hát một bài, lại đi về phía phòng làm việc của mình. Chương 7, đời người sao chẳng gặp lại. Mẹ, chân của mẹ còn đau không? Khoảng thời gian này vào mùa mưa, mẹ nên chú ý một chút, việc gì nặng nên nhờ người làm giúp, nếu không thì chờ con về sẽ làm cho. À, con ở chỗ này rất tốt, đồng sự cũng không tệ, không khí dưới xã rất tươi mát, vài ngày nữa chờ mẹ và bố được nghỉ, con sẽ đón đến ở 2 ngày, bảo đảm bố mẹ sẽ cảm thấy rất thoải mái. Mẹ, con được điều đến chỗ này cũng không thể trách bố được. Ông ấy cũng là không thể nào tự chủ được, lúc đầu con cũng không nghĩ thông, nhưng bây giờ con đã không còn nghĩ như vậy nữa. Con cảm thấy công tác ở xã Tây Hà Tử thật sự rất phong phú, mẹ cứ yên tâm, con đã là người hơn 20 tuổi, sao không thể tự lo cho chính mình được. Vương Tử Quân gọi điện thoại về nhà mà vẻ mặt vẫn còn có chút hoảng hốt và mơ màng, hắn có thể nghe thấy tiếng chống ngực của mình, đồng thời cũng mơ hồ có chút đau xót. Đã bao nhiêu năm rồi hắn lại được nghe giọng nói của mẹ. Vẫn là những câu đầy tình cảm, rất ngưng trọng, thật sự khó quên. Phụ nữ tốt là một người biết hy sinh, chịu khó, có thể làm cho đàn ông ấm lòng, đứng phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Mẹ của Vương Tử Quân hoàn toàn xứng đáng là một người phụ nữ như vậy, nhưng phương diện sắp xếp công tác cho con trai lại sinh ra tranh chấp. Vương Tử Quân hoàn toàn có thể nghe thấy từ trong lời nói của mẹ có chút cảm giác canh cánh trong lòng vì chuyện con trai bị điều đến một xã thâm sơn cùng cốc. Vương Tử Quân vừa rồi gọi điện thoại về nhà, hắn chợt phát hiện âm thanh dịu dàng của mẹ mình hình như có chút cảm giác phong sương, trong lòng sinh ra cảm giác bóp chặt, cảm giác đau nhức bùng lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Xem ra mẹ hắn đã già rồi, sao trước kia mình không có nhận thức như vậy? Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn thầm cảm thấy chua xót, kiếp trước không ra gì đã làm mẹ phải khổ sở, kiếp này hắn nhất định phải phát triển tốt đẹp hơn. Vương Tử Quân đứng người lên khỏi chiếc ghế quen thuộc. Hắn chợt ý thức được lúc này bên ngoài phòng làm việc trời đã tối. Diện tích ủy ban xã Tây Hà Tử cũng không nhỏ,
có 3 khoảng sân nhỏ và 5-60 phòng, gần đủ cho cả 100 tên cán bộ xã sử dụng. Tuy trong ủy ban có rất nhiều người không xem vị bí thư này ra gì, nhưng cũng có vài người tỏ ra tôn trọng, thế cho nên đãi ngộ đối với một vị bí thư cũng không thiếu. Gian phòng của Vương Tử Quân là một phòng hai gian, bên ngoài là phòng làm việc, bên trong chính là phòng ở, hai gian tuy bài trí sơ sài giản đơn nhưng lại mộc mạc hào phóng, rất thoải mái. Vương Tử Quân cảm thấy đói bụng, hắn cầm lấy chìa khóa rời khỏi phòng làm việc của mình. Xã Tây Hà Tử cũng như những xã khác, đều có nhà ăn của riêng mình, chuyện ăn uống của hắn vào những ngày trước đó đều được giải quyết ở nhà ăn trong ủy ban. Nhớ đến nhà ăn thì Vương Tử Quân chợt nhíu mày, vẻ mặt hai tên đầu bếp trong nhà ăn chợt xuất hiện trong mắt, trong hai tên kia có một người là Lý Tam Thái, là cậu em vợ của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, còn một người tên là Trương Thuận, không biết có quan hệ với ai. Khi Vương Tử Quân mới đến thì hai người kia còn có chút tôn kính, nhưng khi thấy Vương Tử Quân thật sự quá yếu kém, uy vọng dần giảm xuống, hai tên gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói giọng quỷ đã bắt đầu bằng mặt không bằng lòng với bí thư Vương, cũng không còn nhiệt tình như xưa. Vương Tử Quân thấy lúc này trời đã tối, nếu đến nhà ăn thì cũng có thể tìm cho mình được vài món, nhưng nghĩ đến biểu hiện của hai tên đầu bếp thì hắn cũng không muốn ăn, thế là dứt khoát ra ngoài dùng bữa. Khu vực ủy ban xã cũng chính là một thôn lớn của xã Tây Hà Tử, những năm qua có nhiều làn gió tươi mát ùa đến, thế cho nên trên đường cái là nhà cửa san sát, thương nhân tụ tập. Mỗi tháng cứ đến phiên chợ thì người lại càng hối hả tấp nập, rất chen chúc, đây chính là địa điểm tập kết hàng cho những nhân dân ở các thôn sâu bên trong. Ánh đèn neon bừng lên cả con đường, thật sự bừng bừng sức sống, cũng làm cho xã Tây Hà Tử có thêm chút khí thức hiện đại hóa. Dòng người ban ngày là khá đông, nhưng lúc này đã tối, gió cũng có hơi se lạnh, thế cho nên đường cái cũng không có mấy người. Vương Tử Quân đi trên đường, hắn vừa đi vừa nhìn những gian hàng ở hai bên, ký ức năm xưa lại quay về dung hợp với hiện tại. Hắn nhìn khung cảnh xuất hiện vào thời điểm 20 năm trước, cảm thấy mình giống như đang đi trong mơ. Vương Tử Quân tìm đến một quán ăn theo trí nhớ kiếp trước, lúc này đã muộn, hắn đã đói đến mức bụng ồn ào réo gọi. Một quán ăn nhỏ với ánh đèn hơi u ám xuất hiện trước mặt. Quán ăn không lớn, ông chủ là một ông lão hơn 60, đầu cạo trọc, ăn mặc quần áo sạch sẽ, người phụ trách làm công việc lặt vặt chính là bà vợ. Trong cửa hàng chỉ có hai chiếc bàn lớn, một cái bàn đã có người ngồi, một chiếc bàn trống. Trước cửa hàng là một khung sắt tam giác, bên trên có một cái nồi bốc khói nghi ngút, Vương Tử Quân đưa mũi lên hít hà, cảm thấy rất có hương vị, thế là cảm giác đói càng cồn cào. Chủ quán, có món gì thế? Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế của mình rồi hỏi. Súp thịt dê, mì bò, bánh bao hấp, sủi cảo thủ công. Ông chủ thấy có khách thì tươi cười tiến ra chào đón, vừa nói ra vài món vừa dùng khăn lau sạch bàn Vương Tử Quân đang ngồi. Trước tiên đưa đến một tô mì bò. Vương Tử Quân cũng không để ông chủ quán nói thêm, hắn phất tay lên tiếng. Được rồi, cậu cứ ngồi nghỉ một lát, xong ngay đây. Ông chủ quán vui sướng lên tiếng, sau đó bắt đầu bận rộn. Vương Tử Quân nhàn rỗi ngồi trên ghế đưa mắt đánh giá khắp chung quanh, lúc này chợt thấy hai tên đàn ông với vẻ mặt ngăm đen đang hạ thấp âm thanh nói chuyện với nhau ở bàn bên cạnh. Anh, con của anh đã được thả ra chưa? Một người đàn ông nhìn khắp chung quanh rồi khẽ hỏi, nhưng âm thanh thô kệch lại khó thể nào giảm xuống thấp. Đã ra rồi, phạt 200 đồng, cuối cùng thì cũng xong. Con của tôi bị đánh, trái lại còn bị phạt tiền, cậu nói xem thế đạo bây giờ là sao? Người đàn ông trung niên hơn 40 mở miệng than thở, trên mặt người này đã sớm khắc lên dấu vết của năm tháng thăng trầm. Người đàn ông ngồi ở đối diện nghe xong lời phàn nàn thì đặt chén sứ lớn trong tay xuống, lại an ủi. Đại ca, anh cũng nên bỏ qua cho rồi, dùng tiền để giải quyết cho xong, coi như ném đi cái rủi ro. Người ta là em vợ của chủ tịch xã, bỏ ra 200 đồng có thể thả người, như vậy cũng coi là may mắn rồi. Tôi nghe nói xã chúng ta mới đến một vị bí thư, chúng ta có thể đến tố cáo với anh ta không? Người đàn ông trung niên kia vẫn không cam lòng. Hắn rút ra một điếu thuốc rồi hỏi. Tìm hắn sao? Tên bí thư này căn bản chỉ là một sinh viên chẳng ra gì, nghe nói trong xã không ai nghe lời tên này, tôi nghe trưởng thôn nói tên bí thư kia mở miệng thậm chí còn không có tác dụng bằng một cán bộ thôn. Ít nhất thì cán bộ thôn cũng có quen biết với thôn dân, còn tên bí thư kia căn bản nói ra thì không ai có phản ứng. Không bằng một tên cán bộ thôn. Không thể nào, tốt xấu gì hắn cũng là một bí thư đảng ủy xã, một bí thư chẳng lẽ vô dụng đến mức như vậy? Người đàn ông trung niên chợt giật mình há hốc miệng, hàm răng trắng như ẩn như hiện dưới ánh đèn u ám.
anh còn không tin sao? Sự việc của anh nên bỏ qua cho rồi, coi như dùng tiền mua một bài học, nếu như anh náo loạn làm cho sự việc rối lên, sợ rằng sẽ không xong. Người đàn ông kia lên tiếng, lại đặt chén sứ xuống. Ôi, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Người đàn ông trung niên nói lời này thật sự rất chua xót và bất đắc dĩ. Vương Tử Quân nghe thấy hai người đàn ông ở bên cạnh nói chuyện với nhau mà cảm thấy giống như gió lạnh thổi vào xương, hai người kia đang đánh thức ký ức của mình, khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì ông chủ quán đã đưa tô mì đến. Trên bàn còn có một dĩa rau thơm, màu xanh tươi mắt làm cho khẩu vị của Vương Tử Quân chợt mở rộng, hắn cũng không quan tâm đến gì khác mà bắt đầu cúi xuống ăn từng miếng lớn. Ngon, đúng là rất ngon, không biết có phải vì nguyên nhân đói bụng không mà Vương Tử Quân cảm thấy tô mì vào niên đại này rất ngon. Hương vị thuần khiết. Chỉ sau một lát thì toàn thân hắn đã đổ đầy mồ hôi. Ông chủ, cho hai tô sủi cảo, một tô nhỏ thôi. Một âm thanh trong trẻo chợt vang lên bên trai Vương Tử Quân, hắn vô thức quay đầu, đúng lúc thấy có hai người ngồi xuống đối diện với mình. Âm thanh này sao quen tai như vậy? Vương Tử Quân ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cô giáo của thôn Hồng Lĩnh tự xưng là Y Phong gặp mặt hôm nay đã ngồi xuống trước mặt mình. Lúc này Y Phong mặc một chiếc áo tay ngắn màu đỏ. Mái tóc dài đen bóng mượt, dáng người đầy đặn mượt mà và hai chân thon dài càng làm cho nàng thêm gợi cảm, rung động lòng người. Vương Tử Quân nhìn về phía Y Phong thì đúng lúc Y Phong nhìn về phía hắn, ngay sau đó ánh mắt hai người chợt giao hòa. Hai bên cũng không có ý lảng tránh, nhìn một lúc lâu, đến khi Y Phong ý thức mình thất thố mới lúng túng di chuyển ánh mắt. Chương 8, người sắt không ăn cơm cũng đói bụng. Cô ơi! Nhìn kìa, đây là chú đã lái xe đưa chúng ta đến trạm y tế xã. Nhị Hổ ngồi bên cạnh Y Phong dùng giọng vui vẻ nói với Y Phong. Vương Tử Quân vốn định chủ động chào hỏi hai cô trò, nhưng tình huống vừa rồi vẻ mặt Y Phong có chút xấu hổ, mà chính hắn cũng cảm thấy bàn tay vã đầy mồ hôi khó khống chế. Cũng may mà Nhị Hổ nói một câu làm cho hai người trở lại như bình thường, Vương Tử Quân cố gắng áp chế tâm tình, hắn gật đầu thoải mái với Y Phong. Chào cô. Chào. Chào anh, Vương, đại ca, hôm nay thật sự, cảm ơn anh. Y Phong vẫn còn có hơi xấu hổ, vì thế mà lời nói lúc này có hơi rối. Đèn trong quán ăn khá mờ và tối, nhưng Vương Tử Quân vẫn có thở mơ hồ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Y Phong. Lúc này Y Phong thật sự cảm thấy trái tim đập loạn, nàng vô tình nhìn qua gương mặt với nụ cười khẽ nhếch miệng của Vương Tử Quân, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Nàng nghĩ về tình huống thất thố của mình trước đó mà thầm bực bội. Trước kia dù thế nào thì nàng cũng luôn tỏ ra bình tĩnh, sao bây giờ gặp mặt người đàn ông mới chỉ một lần tiếp xúc này lại phát sinh tình huống đáng xấu hổ như thế. Nhị Hổ căn bản không thấy gương mặt khổ sở của cô giáo, nó nhìn Vương Tử Quân đã ăn hết nửa tô mì, sau đó nuốt nước miếng nói. Chú, sao chú cũng đến đây dùng cơm? Ha ha, cháu là Nhị Hổ đúng không? Dù là người sắt nếu không dùng cơm cũng đói bụng, chú không phải người sắt, cũng đói bụng, sao không ăn cơm cho được? Vương Tử Quân mỉm cười nói đùa với Nhị Hổ. Nhị Hổ nghe lời nói của Vương Tử Quân thì thật sự cảm thấy khó hiểu và có chút thú vị, sau đó nó chỉ gãi đầu nở nụ cười. Vương Tử Quân nhìn Nhị Hổ ngây thơ khờ dại mà hỏi. Lúc này đứa bạn của cháu, cô bé Tiểu Linh kia thế nào rồi? Có phải đã tốt hơn rồi không? Nhị Hổ nghe nhắc đến Tiểu Linh thì cuống quýt gật đầu nói. Sau khi giải phẫu thì khá hơn, nghe bác sĩ nói may mà đến kịp, nếu không thì phiền toái. Không biết có phải là tâm tình đã phục hồi như cũ hay không, lúc này gương mặt đỏ ửng của Y Phong đã chậm rãi biến mất, nàng thấy Nhị Hổ nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, cũng không khỏi dùng tay khẽ đụng vào người nó nói. Nhị Hổ, đừng làm ảnh hưởng đến lúc chú dùng cơm. Không có gì, không có gì, lúc dùng cơm nói chuyện cũng tốt cho tiêu hóa, Nhị Hổ cũng không làm ảnh hưởng đến tôi, lại giúp tôi ăn được nhiều hơn ấy chứ. Vương Tử Quân khoát khoát tay không cho là đúng rồi dùng giọng khôi hài nói. Có thật là vậy không? Thế thì chút nữa chú nói chuyện với cô của cháu thêm một chút, vì cô ăn còn không nhiều bằng cháu. Nhị Hổ còn cho rằng lời nói thuận miệng của Vương Tử Quân là thật, nó dùng giọng nghiêm trang nói. Gương mặt Y Phong đỏ như lá cờ, nàng chỉ nở nụ cười không một tiếng động, dù lúc này Vương Tử Quân đã có sức miễn dịch nhưng vẫn có hơi thất thần. Nhị Hổ, đừng nói nhảm. Vẻ mặt Y Phong lúc này có chút buồn phiền, nàng khẽ mở miệng ngăn cản Nhị Hổ. Y Phong tỏ ra nghiêm túc, như vậy làm cho Nhị Hổ sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng nó rơi vào trong mắt Vương Tử Quân lại làm hắn sinh ra xúc động muốn xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của nàng vài cái. Ôi,
Có phải là hắn đã quay về thời điểm năm xưa, tuy tinh thần có vẻ già dặn hơn nhưng cơ thể vẫn là thanh niên, vẫn phản ứng khá mạnh và không có nhiều định lực sao? Kiếp trước Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử thì trải qua một cuộc sống đơn giản, tuy không có gì đáng nói nhưng lại rất kiêu ngạo về định lực của mình. Hắn không tin vào tình huống yêu đương sét đánh, cảm thấy tình yêu lãng mạn truyền kỳ chỉ thuộc về những phụ nữ hay mơ mộng, nhưng khi gặp mặt cô gái Y Phong này trong lòng hắn chợt bùng lên chút xúc động khó hiểu. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ ngợi miên man thì ông chủ đã đưa đến hai tô sủi cảo, nhị hổ có lẽ đã rất đói bụng, nó cầm lấy một tô và ăn như sói như hổ. Nếu so sánh với nhị hổ thì Y Phong thật sự giống như một con mèo nhỏ, thật sự quá thanh tú, mười ngón tay thon dài cầm lấy đôi đũa, gắp từng miếng, nhai nuốt cẩn thận và từ tốn. Thấy sủi cảo trong tô của nhị hổ đã giảm hơn phân nửa, Y Phong vội vàng chút hơn phân nửa sủi cảo của mình cho nó, nàng dùng ánh mắt yêu thương nhìn bộ dạng tham lam của nhị hổ rồi khẽ nói. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn, sáng mai cô sẽ làm món bánh bông lan và thịt kho tiêu cho trò. Vương Tử Quân thấy hai cô trò kia bắt đầu dùng cơm thì cũng nhanh chóng chút hết nửa tô mì còn lại vào bụng, sau đó mới cảm thấy thư thái hơn. Quán ăn này có vẻ nấu rất có hương vị, lúc này Vương Tử Quân cũng không còn nhiều thời gian, hắn muốn về phòng ngủ một giấc, ngày mai còn có một trận chiến cần phải đánh. Vương Tử Quân bỏ tay vào trong túi áo, hắn chợt trợn tròn mắt, bên trong không có tiền. Khoảnh khắc này hắn chợt ngây người, hắn là một người đàn ông, là một người đàn ông còn trẻ. Tất nhiên rất quan tâm đến sĩ diện, nhưng lúc này không có một phân tiền nào trên người. Sau khi đưa tất cả số tiền mình có cho Y Phong thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc lại quên đi tất cả, cũng quên lấy tiền bổ sung, lúc này không hết tiền mới là lạ. Chẳng lẽ bữa cơm đầu tiên khi sống lại của mình lại là ăn chùa? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cảm thấy tay chân luống cuống, không khỏi cười khổ. Y Phong ở bên cạnh chậm rãi dùng cơm. Trong lòng thầm nghĩ người đàn ông kia đã làm cho mình sinh ra nhiều hảo cảm, trước tiên đưa Tiểu Linh đến trạm y tế xã, sau đó hùng hồn quyên góp tiền đóng viện phí cho Tiểu Linh. Y Phong nghe tên mập trạm trưởng gọi người kia là Vương Bí Thư, nàng nghĩ đến điều này và khẽ mỉm cười. Đối phương có vóc dáng đường đường, khá uy vũ, nhưng sao cái tên lại tục như vậy? Có lẽ người trong nhà muốn con cái mình sau này lớn lên tiến vào quan trường, vì vậy thuận miệng đặt tên con là Bí Thư, xem ra thật sự buồn cười. Cũng khó trách, xã hội bây giờ có bầu không khí như vậy, cha mẹ nào chẳng có thành kiến thế tục. Thế là lúc này tư duy của Y Phong chợt chuyển lên trên lớp học của mình. Trong hơn 40 đứa bé thì có 3 đứa tên là huyện trưởng, còn có 2 đứa là huyện ủy, nếu như tổ hợp bọn họ lại với nhau có thể mở được một hội nghị thường ủy. Ví dụ như Nhị Hổ, tên thật là Tôn huyện trưởng, nghe nói bố của nó đã suy nghĩ 7 ngày mới cho ra một cái tên dễ nghe lại dễ nhớ như vậy. Y Phong nghĩ đến tình huống mình cho vị huyện trưởng này làm bài tập, lại sai vị huyện ủy kia đi quét rác, còn có một lần 3 đứa huyện trưởng nghịch ngợm bị mình kéo lên dạy bảo, nàng thầm nở nụ cười. Vương Bí Thư, cái tên này có lẽ cũng có ý nghĩa như vậy, dù sao thì đảng cũng lãnh đạo tất cả. Y Phong nghĩ đến đây thì không khỏi nở nụ cười, trong lòng thầm cảm khái. Lúc này nàng vô thức nhìn về phía đối diện, thấy vị Vương Bí Thư kia đang nhìn mình chằm chằm. Chương 9, dân không chọc vào quan. Trong tô của anh ấy đã không còn gì, chẳng lẽ anh ta còn chưa no? Y Phong nghi ngờ như vậy, sau đó nàng tranh thủ dò hỏi. Bánh sủi cảo chỗ này làm rất ngon, anh có muốn nếm thử một chén không? Vương Tử Quân đang nghĩ xem nên nói ra tình huống đáng xấu hổ vào lúc này như thế nào, sau khi nghe xong lời của Y Phong thì lại càng không biết biểu đạt làm sao. Hi hi, Vương Lão Tam, cuộc sống có vẻ khấm khá nhỉ? Bây giờ còn ra ngoài ăn khuya. Một âm thanh chói tai chợt vang lên trong bóng tối, sau đó là hai tên đàn ông loạng choạng đi đến. Hai tên đàn ông này có một kẻ mặc áo choàng ngắn, một tên cởi trần, vừa nói vừa phun ra mùi rượu nồng nặc. Tên đàn ông vừa mở miệng đang cầm trong tay một điếu thuốc, dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía hai người đàn ông đang dùng cơm. Người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen khi nhìn thấy người vừa mở miệng thì trên mặt bùng lên vẻ giận dữ. Nhưng tất cả cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng trở nên bất đắc dĩ. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hai tên đang say rượu kia, không phải tên kia là đầu bếp trong nhà ăn của ủy ban xã, là Lý Tam Thái sao? Nếu Lý Tam Thái không phải là em vợ của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, như vậy sẽ có đơn vị nào tình nguyện nhận một kẻ chỉ biết ăn vào làm đầu bếp? Ôi, còn tưởng là ai, thì ra là anh Tam Thái, anh đến cũng vừa đúng lúc.
Vương Lão Tam đang thương lượng với tôi khi nào thì đến nhận lỗi chịu tội với anh, mong anh bỏ qua cho, bây giờ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc mọi người có thể gặp mặt nhau. Mong anh đại nhân đại lượng cho anh ấy một cơ hội, cho anh ấy mời anh vài ly, thế nào? Người đàn ông đi theo bên cạnh Vương Lão Tam thấy Lý Tam Thái đến với bộ dạng say rượu, không khỏi mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói. Người đàn ông này vừa nói vừa nở nụ cười với Lý Tam Thái, sau đó dùng sức đá vào chân Vương Lão Tam. Nhận lỗi với tao, ha ha ha, nói còn hay hơn hát, mày rõ ràng cái gì cũng có thể nói được. Vương Lão Tam, tao nghe nói mày còn không cam lòng phải không? Ông hôm nay nói thẳng với mày, ông không giỏi gì khác nhưng chuyên trị được những kẻ không chịu phục. Lý Tam Thái loạng choạng đi đến bên cạnh Vương Lão Tam, bàn tay mập khẽ vỗ lên mặt Vương Lão Tam hai cái không chút kiêng nể, lại dùng giọng tràn đầy khiêu khích nói. Mày hỏi bọn họ xem, hỏi mà xem, tất cả mọi người đều biết là tao đánh con mày, nhưng sự việc đưa đến đồn công an thì có kết quả thế nào? Không phải là con mày có lỗi sao? Ngược lại là con của mày đánh tao. Ha ha ha, Vương Lão Tam, mày không phải muốn tố cáo tao sao? Cứ tự nhiên, nhưng ông nhắc mày một câu. Trứng trọi đá mà thôi, dù mày có làm gì thì ông cũng vẫn bình yên như vậy. Anh Tam Thái, Vương Lão Tam chẳng qua chỉ là choáng váng đầu óc mà thôi, anh ấy là loại người không biết rõ lý lẽ như vậy, với sự độ lượng của anh, thì cần gì phải so đo với anh ấy làm gì. Chuyện lần này thật sự là anh ấy thiếu suy xét, anh nể mặt mọi người cùng xã cùng thôn, thôi thì dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người đàn ông đi theo Vương Lão Tam vẫn tiếp tục lên tiếng hòa giải, hắn nhìn qua có vẻ lớn hơn Lý Tam Thái cả chục tuổi thế nhưng giọng điệu rất cung kính, nịnh nọt kêu ba tiếng anh Tam Thái rất ngọt. Vẻ mặt Vương Tử Quân chợt biến đổi, những ý nghĩ khác lạ chợt hiện lên trong đầu, tên Lý Tam Thái kia quá ngang ngược, dù là công hay tư thì đều cần phải thu thập tên khốn này. Vương Tử Quân vốn đang định khai đao với tên mập trạm trưởng trạm y tế xã, hôm nay Lý Tam Thái lại tự đưa đến cửa. Cơ hội khó có được, thế nên hắn cũng không cần khách khí. Nhưng Vương Tử Quân còn chưa kịp đứng ra bênh vực kẻ yếu thì Y Phong giống như một mặt nước tĩnh lặng đã đứng lên, gương mặt nhỏ nhắn của nàng chợt căng cứng, nàng dùng giọng không khách khí nói. Anh làm sao vậy, đánh người mà còn kiêu ngạo như vậy sao? Ỷ mình có chút quyền thế thì ức hiếp người khác, xã Tây Hà Tử này cũng không phải địa phương mà anh một tay che trời. Y Phong lên tiếng làm cho tất cả mọi người chợt lắp bắp kinh hãi. Lý Tam Thái đang định tiếp tục giễu cợt Vương Lão Tam thì nghe thấy tiếng quát của Y Phong, khi hắn đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng thì biểu hiện ngạc nhiên trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi. Hi hi, tưởng rằng vị anh hùng nào đứng ra bênh vực kẻ yếu, thì ra là một tiểu nha đầu, có phải là sốt ruột vì chưa tìm được chồng không? Nhìn không được sao, vậy thì cứ đến với anh nhất định sẽ cho em thỏa mãn. Anh vô liêm sỉ. Gương mặt Y Phong vì tức giận mà đỏ bừng bừng. Nàng dùng ánh mắt căm tức nhìn Lý Tam Thái. Y Phong mắng tiếng vô liêm sỉ càng làm cho Lý Tam Thái thấy toàn thân ngứa ngáy rồi cười lên ha hả, hắn có bộ dạng xấu xí, hơn nữa càng là loại người vô sỉ, trước nay theo đuổi các cô gái trong thôn xã chỉ biết bày ra nhiều trò không ra gì. Lý Tam Thái thấy Y Phong mắc cỡ đỏ bừng mặt thì giống như được cổ vũ, hắn trực tiếp đi về phía Y Phong. Hắn cúi người, một tay đặt lên mặt bàn, một tay đặt lên lưng ghế. Bày ra bộ dạng giống như muốn đón ai đó nhào vào lòng. Sau đó hắn hít vào một hơi, ánh mắt nhìn lên người Y Phong. Thơm quá, em gái, nhà em ở đâu, anh đưa em về. Y Phong giống như một con trai thu mình vào vỏ, nàng căng thẳng ngẩng đầu nhìn Lý Tam Thái, ánh mắt giận dữ, tức giận run rẩy. Mong anh tôn trọng một chút, thật sự không biết xấu hổ. Hay, rất tốt, anh thích những cô em có chí khí như vậy. Hi hi. Này huynh đệ, có đứa nói anh không biết xấu hổ, cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào mới là không biết xấu hổ. Lý Tam Thái nghiêng mặt nhìn tên đàn ông cũng say lờ đờ đi cùng mình. Tên đàn ông kia rõ ràng cũng đã quá say, lúc này thấy Lý Tam Thái hỏi thì dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Y Phong, tuy bộ dạng của hắn thật sự khá hơn Lý Tam Thái nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được ý nghĩa tham lam. Tam ca, cô ấy nói như vậy rõ ràng là xúc phạm đến danh dự của anh. Dù anh đại nhân đại lượng không so đo nhưng tôi cần phải làm tròn chức trách, nếu như thấy mà không làm, mà bỏ qua, như vậy rõ ràng không làm tròn trách nhiệm. Người đàn ông kia vừa mở miệng nói vừa lảo đảo đi đến bên cạnh Y Phong, hắn dùng giọng nghiêm trang nói. Đồng chí, cô đột nhiên xâm phạm đến danh dự của anh ấy, vì vậy lúc này theo tôi đến đồn công an một chuyến. Vương Lão Tam mới vừa cảm thấy ấm áp vì Y Phong đứng lên bênh vực lẽ phải,
lúc này lại nghe đối phương nói sẽ đưa cô gái kia đến đồn công an, vì vậy không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói lời khuyên giải. Anh Tam Thái, đàn ông không đấu với phụ nữ, cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu, anh cũng đừng chấp nhất với cô ấy làm gì cả. Đúng vậy, cảnh sát Lưu, nha đầu kia đã mạo phạm đến anh, mong anh đừng chấp nhất, đến đây hút điếu thuốc. Tên đàn ông gọi Vương Lão Tam là đại ca vội vàng rút một gói thuốc đã có nhiều nếp gấp từ trong túi ra, sau đó mở miệng nói lời cầu xin. Tên đàn ông được gọi là cảnh sát Lưu nhận lấy điếu thuốc, sau đó nhìn rõ ràng dưới ánh đèn và thuận tay ném xuống đất, cuối cùng còn dẫm chân lên dùng giọng khinh thường nói. Hừ, một gói thuốc kim chung 5 phân tiền một điếu mà muốn đuổi anh đây đi sao? Mày cho rằng tao là ăn mày à? Người đàn ông kia dán mặt nóng lên mông lạnh, vẻ mặt lúc này rất xấu hổ. Kính người ta một điếu thuốc nhưng lại bị đối phương trào phúng, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không nhịn được. Hắn siết chặt hai nắm đấm, khớp xương bàn tay vang lên canh cách, từng đường gân xanh nổi lên, nhìn qua thấy có vẻ rất khủng bố. Sao, nổi giận à, muốn đánh nhau sao, tốt, tiểu tử mày nếu giỏi thì cứ lên đây mà đánh, hôm nay nếu không đánh thì mày chỉ là đứa cháu nội mà thôi. Trong lúc nói thì tên cảnh sát Lưu còn vỗ ngực rất lớn, rõ ràng là khiêu khích người đàn ông bên kia. Người đàn ông đứng bên cạnh Vương Lão Tam tức giận đến mức toàn thân phát run, nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay rũ xuống không còn sức lực. Hắn là một người dân không quyền không thế, không thể nào đấu lại quan gia, thế cho nên cơn tức này đành phải chịu đựng. Không dám sao, sợ rồi sao, ha ha ha, cháu nội, may mà đại gia hôm nay có tâm tình tốt, cho dù mày mạo phạm vào ông nội, như vậy ông nội cũng không so đo với mày. Nhưng mày nhớ kỹ cho ông, sau này nếu còn dám vung nắm đấm trước mặt ông, chú ý ông đây phế cả cánh tay của mày. Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay vỗ vài cái lên mặt người đàn ông trung niên mặt ngăm đen. Người đàn ông trung niên chỉ biết đứng yên, không nhúc nhích, hắn cũng chỉ có thể nén giận, nuốt uất ức vào bụng mà thôi. Biểu hiện của người đàn ông trung niên đều được tên cảnh sát Lưu nhìn thấy rõ ràng, thế là hắn đắc ý nở nụ cười, âm thanh vang vọng trong quán ăn không tiêu tán. Trong tiếng cười có ý mỉa mai, coi khinh, cũng giống như có vài phần hả hê. Này, tiểu nha đầu, cô em đi theo bọn anh, hay muốn anh bắt đi? Tên cảnh sát Lưu đẩy người đàn ông trung niên ra, sau đó đi về phía Y Phong, chiếc còng số 8 màu trắng được đeo bên thắt lưng có vẻ rất chói mắt. Y Phong cắn chặt môi, nàng chỉ là một cô gái có lòng chính nghĩa, lúc này đối mặt với đám người lưu manh ác ôn ngoài cảm giác khuất nhục, không cam lòng, còn có chút vô lực. Thế nào? Hối hận rồi sao, không dám nữa à, anh nói cho em biết, đã muộn rồi. Tên cảnh sát Lưu vừa nói vừa vung tay sang định giữ lấy Y Phong. Chương 10, cỏ đầu tường ngã theo chiều gió. Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào người tôi sẽ tự đi. Y Phong có chút hổn hển, nàng lớn tiếng nói, bàn tay vung vẫy giống như một con sư tử đang nổi giận. Vương Tử Quân ngồi đối diện với Y Phong. Hắn nhìn xuyên thấu qua ánh đèn mờ có thể thấy được trong mắt cô nàng đã mơ hồ có nước mắt. Rất mạnh mẽ, có hương vị, vừa vặn vài ngày qua Tam ca cảm thấy nóng trong người, muốn tìm một cô em để hạ hỏa. Lý Tam Thái không biết lấy đâu ra một cây tăm, hắn vừa xỉa răng vừa híp mắt nhìn con mồi trước mặt, cơ thể đong đưa giống như một tờ giấy, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua là bay đi mất. Ông chủ quán ăn tóc hoa dâm và hai người nông dân đang dùng cơm đối mặt với tình huống vừa xảy ra cũng chỉ biết giận mà không thể làm gì hơn, còn nhị hổ thì chợt đứng lên như một con nghe con. Các người đúng là loại vô sỉ, dám cậy đến đây dọa người sao? Một câu nói làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chợt vang lên phá vỡ bầu không khí căng cứng. Cảnh sát Lưu và Lý Tam Thái đang định đưa Y Phong đi cũng phải xoay người lại nhìn, bốn con mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Đúng là trong một cánh rừng thì chim gì cũng có, Tam ca, có phải thời gian qua hai anh em mình quá dễ dãi, thế cho nên đám chó mèo bên ngoài cũng quên đi anh em mình là ai rồi sao? Cảnh sát Lưu nhìn thấy Vương Tử Quân đang ngồi trên bàn, sau đó nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi, chiếc còng tay trên lưng lại càng có vẻ rung lắc dữ dội. Lý Tam Thái lúc này cũng đang say lờ đờ, hắn cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc nhưng thật sự không thể nào nghĩ ra ngay được. Nhưng hắn là một nhân vật đã quen bá đạo ở xã Tây Hà Tử, hắn nghe rõ ràng lời nói của cảnh sát Lưu, sao có thể chịu được. Huynh đệ nói đúng, thằng này trẻ tuổi khí thịnh, không biết phân biệt nặng nhẹ, bắt về luôn một thể. Chuyện này không liên quan đến anh ấy, tôi đi theo hai người là được. Y Phong thấy hai người kia lại tiếp tục muốn gây rối, cũng sợ người đứng lên nói thay cho mình phải chịu tội,
thế nên lớn tiếng nói. Ơ, con nhãi này đúng là, từng nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa thấy mỹ nhân cứu anh hùng bao giờ. Cô em che chở cho nó như vậy, chẳng lẽ là nhân tình của nó? Nếu thật sự là như vậy thì ông càng phải bắt nó đi. Cảnh sát Lưu mở miệng mắng, sau đó hắn nhảy đến sau lưng Vương Tử Quân, muốn chụp lấy tay Vương Tử Quân. Buông ra, Lý Tam Thái, anh cũng quá đủ uy phong rồi. Vương Tử Quân đánh văng bàn tay của tên cảnh sát Lưu, sau đó lớn tiếng khiển trách Lý Tam Thái. Một tiếng quát của Vương Tử Quân chính thức làm cho Lý Tam Thái chợt bừng tỉnh, ánh mắt mơ hồ cũng trở nên tỉnh táo hơn, hắn nhờ vào ánh đèn mờ mờ mà nhìn rõ một gương mặt vì quá tức giận mà đã biến dạng ở phía trước. Mày là thằng khốn nào từ đâu nhảy ra, dám nói như vậy với Tam ca, có tin ông tát cho vỡ mồm không? Tên cảnh sát Lưu thấy đối phương là một kẻ xa lạ, thế là khí thế càng hưng thịnh, vì nịnh nọt Lý Tam Thái mà giọng điệu càng thêm uy hiếp. Vương Tử Quân cũng không thèm nhìn sang tên cảnh sát Lưu, chỉ biết nói lời khiêu khích kia, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Tam Thái, ánh mắt lạnh băng làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dù anh rể Lý Tam Thái đã nói làm cho tên bí thư mới đến mất đi tất cả quyền lực, tên kia chỉ là một cái gối thêu hoa, nhưng dù sao đối phương cũng là lãnh đạo xã, thế cho nên hắn cũng có ba phần kiêng kỵ. Bí thư Vương, anh sao lại ở chỗ này? Lý Tam Thái cố gắng nặn ra nụ cười dùng giọng lắp bắp nói. Tôi sao lại ở chỗ này? Tôi đến đây xem anh uy phong thế nào. Cũng biết Lý Tam Thái anh là người bản lĩnh lớn, không ngờ lại quá lớn như vậy, coi như hôm nay cuối cùng cũng được biết. Vương Tử Quân nở nụ cười lạnh lùng, sau đó đứng lên khỏi ghế. Cảnh sát Lưu đang tiếp tục đi về phía Vương Tử Quân, hắn nghe được những lời này thì hai chân chợt dừng lại, tình cảnh vừa xảy ra khi chiều chợt xuất hiện trong lòng hắn. Buổi chiều bí thư Lưu bưng trà ngon đến đón đồn trưởng Triệu. Hắn chợt giật mình phát hiện trên gương mặt trắng nõn của đồn trưởng có một dấu bàn tay đỏ hòn. Lúc đó hắn thầm kinh hãi, cố tình hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ấp úng một lúc lâu cũng không dám đặt câu hỏi. Đợi đến khi đồn trưởng Triệu trầm mặt đi vào phòng làm việc thì cảnh sát Lưu mới hỏi được nguyên nhân sự việc từ trong miệng viên cảnh sát đi theo đồn trưởng. Trước đó hắn cũng có nghe nói về viên bí thư con rối trong xã, nhưng sau khi nghe rõ sự kiện đồn trưởng bị bí thư cho một tát, hắn chợt cảm thấy giống như thời tiết trong xã Tây Hà Tử này sắp thay đổi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cảnh sát Lưu chợt có quyết định, mình chỉ là một nhân viên tạm thời của đồn công an, bí thư và chủ tịch xã bằng mặt không bằng lòng là chuyện trên trời, hắn cũng không ngốc mà tham gia vào bên trong. Hắn nên là một ngọn cỏ trên đầu tường, gió bên nào lớn thì ngã sang bên đó, sau này nếu có gặp vị bí thư Vương này cũng nên khách khí một chút. Biết đâu một ngày nào đó đối phương cao hứng sẽ cho mình một biên chế nhân viên chính thức trong ủy ban xã. Lúc chiều sau khi nghe sự kiện đồn trưởng Triệu bị đánh thì cảnh sát Lưu đã có ý nghĩ như vậy, nhưng không ngờ mới đến tối hắn đã làm ra thiêu thân, như vậy phải làm sao bây giờ? Thế là lúc này hắn cảm thấy nôn nóng đến mức đầu vã đầy mồ hôi, cảm thấy đầu óc giống như muốn nổ tung. Bí thư Vương, điều này, đây chỉ là hiểu lầm. Cảnh sát Lưu muốn mở miệng giải thích nhưng không biết nên nói gì cho tốt. Không phải anh muốn bắt tôi về đồn công an sao? Bây giờ tôi đi theo anh, tôi cũng muốn xem Triệu Tứ Dược là một cảnh sát nhân dân và chấp pháp như thế nào. Vương Tử Quân cũng không thèm quan tâm đến những lời nói lắp bắp của đối phương, hắn lạnh lùng nói. Cái gì mà đưa đến đồn công an? Trừ khi là cảnh sát Lưu muốn cuốn gói rời khỏi đồn công an. Hắn nghĩ đến tình huống mình sẽ phải rời khỏi đồn công an mà chợt run rẩy. Cảm giác sai chợt bay đi vài phần. Bí thư Vương, tôi sai rồi, tôi thừa nhận sai lầm, hôm nay tôi uống nhiều rượu và đầu óc mơ hồ, bí thư Vương đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Lý Tam Thái tuy trong lòng có chút kiêng kỵ nhưng dù sao cũng có anh rể làm chỗ dựa, còn không đến mức sợ đến mức toàn thân run rẩy như cảnh sát Lưu. Vì thế hắn nhanh chóng tự chấn định tâm thần, vội vàng rút thuốc từ trong túi áo ra, sau đó cười nói. Bí thư Vương, anh Tử Quân, anh xem. Vừa rồi tôi uống nhiều quá cho nên mới làm trò cười cho mọi người. Nước lớn trôi miếu Long Vương, người cùng nhà cũng không nên làm khó nhau, mọi người đến đây làm điếu thuốc, xin bớt giận. Lý Tam Thái là em vợ của Triệu Liên Sinh, tuy chỉ là một đầu bếp nhà ăn ủy ban xã, ngày thường ngang ngược phách lối nhưng trong xã cũng có nhiều người nể mặt, dù sao thì đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, thế cho nên đám cán bộ cấp phó khoa cũng phải khách khí xưng anh em với hắn. Lúc này hắn đã lấy thuốc ra mời. Xem như đã rất nể tình rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình thường của Lý Tam Thái, hắn cũng không nhận thuốc, chỉ cười nhạt một tiếng. Uống rượu mới gây rối.
Vậy các anh tranh thủ làm cho mình tỉnh táo lại, ngày mai xử lý việc này. Bí thư Vương, anh Tử Quân, anh nói rất đúng, ngày mai sẽ xử lý, hai chúng tôi đi trước. Lý Tam Thái thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì giống như được đại xá, trên mặt lập tức nở nụ cười như hoa, nhanh chóng kéo tên cảnh sát Lưu đang hoảng sợ ở bên cạnh chạy đi như bay. Chương 11, đánh rắn dập đầu, ra tay chuẩn và hung ác. Vương Tử Quân nhìn hai bóng người biến mất trong bóng đêm mà không lên tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu có nhiều chuẩn bị. Vương Tử Quân là người từng trải, hắn biết rõ tuổi trẻ khí thịnh, chỉ sau phút chốc đã sôi máu chính là những biểu hiện chưa trưởng thành, khi chưa đến đúng thời cơ thì dù cảm thấy khó chịu thế nào cũng phải bình tâm tĩnh khí, án binh bất động. Một khi đã đúng thời cơ, như vậy sẽ ra tay quyết đoán, nhanh chóng chọc kiếm, một đòn tan vàng nát đá. Đánh rắn phải nhằm vào vị trí cách đỉnh đầu bầy tấc. Ra tay phải ổn, chuẩn, hung ác, một gậy đánh chết tươi, không cho phát sinh dư âm khởi tử hồi sinh. Nhân sinh giống như đang bơi dưới nước, khi rơi vào nghịch cảnh, không phải người ta thiếu năng lực trồi lên mặt nước, chính là thiếu đi sự kiên nhẫn và vững vàng khi phải hụp lặn dưới nước. Vương Tử Quân tin tưởng, hắn vững tin rằng mình sẽ có thể trồi lên mặt nước, hắn thầm động viên mình như vậy. Anh thật sự là bí thư Vương sao? Người đàn ông trung niên được gọi là Vương Lão Tam mang trên mặt vẻ bán tín bán nghi, hắn dùng giọng nghi ngờ hỏi Vương Tử Quân. Tôi chính là Vương Tử Quân, đại ca, tố chất của nhân viên trong ủy ban không cao, trước đó nhận nhân viên đã không quan tâm đúng mức, đã làm anh phải chịu uất ức. Vương Tử Quân thoải mái bắt tay Vương Lão Tam, sau đó dùng giọng chân thành nói. Đại ca, anh cứ tin tôi, anh nói rõ sự việc con anh bị đánh thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ cố gắng cho anh một câu trả lời phù hợp nhất. Vương Tử Quân lại ngồi xuống ghế, hắn dùng giọng tươi cười nói. Vương Lão Tam nhìn người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện không nóng không vội trước mặt, trong lòng chợt bùng lên cảm giác tín nhiệm, hắn há miệng nhưng lại khó nói nên lời. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì những biểu hiện của Vương Lão Tam, hắn chỉ mỉm cười nhìn đối phương, cũng không nói một câu thúc giục. Ôi, anh Tam, những năm nay chỉ thấy quan viên bao che cho nhau, nào có người nào đứng ra làm chủ như bí thư Vương. Anh còn đứng ngây đó làm gì, mau nói ra những oan khuất của mình đi thôi. Người đàn ông đứng bên cạnh thấy Vương Lão Tam ngây người một lúc lâu không nói lời nào, thế là không khỏi sốt ruột lên tiếng. Vương Lão Tam được đồng bạn nhắc nhở thì nhổ mạnh một bãi nước miếng, hắn dùng giọng căm giận nói. Con bà nó, cứ giữ uất ức trong lòng không bằng liều mạng với đám khốn nạn kia. Vương Lão Tam mở miệng mắng chửi chó má, đồng thời nâng cái tô ở bên cạnh lên. Bắt đầu húp phần canh còn thừa bên trong vào bụng. Vương Lão Tam chính là một nông dân của thôn Vương Trang phụ cận, cũng không có liên quan gì đến Lý Tam Thái, sở dĩ phát sinh gút mắc cũng là vì vài đứa con của hắn những ngày trước lên đây mua đồ, đi ngang qua ủy ban xã bị chó của Lý Tam Thái đuổi cắn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xách đá đuổi con chó kia đi. Không may chính là tình huống đám trẻ xách đá đuổi chó lại bị Lý Tam Thái đang đi mua thức ăn trên phố thấy được. Lý Tam Thái là một kẻ yêu chó như mạng. Hắn còn quý trọng con chó kia hơn bất cứ kẻ nào khác, thế cho nên thấy tình cảnh như thế thì tiến lên cho đứa con của Vương Lão Tam vài đấm. Nhưng hắn cũng không cảm thấy hết giận, cuối cùng còn đập đầu đứa bé xuống đất, đánh cho đầu rơi máu chảy, gãy hai cái răng cửa mới chịu bỏ qua. Vương Lão Tam biết rõ con mình bị đánh, trong lòng tất nhiên sẽ nổi giận, thế nên hắn mới đến báo cáo với đồn công an. Ngoài dự đoán của hắn, chính là không tố cáo thì chẳng sao, tố cáo thì Lý Tam Thái cắn ngược trở lại. Nói rằng con trai của Vương Lão Tam trộm chó, hắn đánh kẻ bắt chó chỉ là tự vệ. Sau đó sự việc bị đổi ngược, con trai của Vương Lão Tam biến thành kẻ trộm chó, kết quả xử lý của đồn công an chính là Vương Lão Tam phải bồi thường 200 đồng tổn thất tinh thần cho Lý Tam Thái, hoặc là đồn công an sẽ giữ đứa con của Vương Lão Tam ở lại vài ngày. Còn có chuyện như vậy xảy ra sao? Rõ ràng là đổi trắng thay đen, quá đáng giận. Y Phong nghe thấy như vậy thì cũng trợn mắt há mồm, nàng tức giận nói. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt một tiếng với biểu hiện của Y Phong, tiểu nha đầu này quá lanh mồm lẹ miệng, tinh thần trọng nghĩa quá nặng nề, biết đâu phải trải qua tình huống như vừa rồi mới thấy rõ xã hội cũng không phải như tưởng tượng. À, anh đã viết đơn tố cáo chưa? Vương Tử Quân nhìn gương mặt nổi giận của Vương Lão Tam, hắn khẽ hỏi. Có, tôi đã sớm viết, tôi muốn đi tìm anh, nhưng tôi nghe nói anh vừa đến nhận công tác, không có quyền, không. Không phải, tôi... Vương Lão Tam vừa mở miệng nói tình hình thực tế, lại đột nhiên ý thức tình huống không ổn, thế cho nên thẹn thùng gãi đầu, hắn lúng túng một lúc lâu cũng không nói câu sau cho rõ ràng.
Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Vương Lão Tam muốn nói gì, hắn cười nói. Nói tôi không thể làm gì được phải không? Vẻ mặt Vương Lão Tam có hơi lúng túng, hắn vội vàng khoát tay nói. Không phải, tôi muốn lên huyện tố cáo, bây giờ thì tốt, có một bí thư như anh làm chủ, tôi cũng không cần phiền toái như vậy. Vương Lão Tam hạ quyết tâm và đưa tay vào trong túi quần lấy một lá đơn cực kỳ hợp quy tắc đưa sang cho Vương Tử Quân. Chữ viết trong lá đơn khá xiên xẹo nhưng lại ghi rõ ràng sự việc, Vương Tử Quân nhìn qua một chút, sau đó cất tờ đơn vào trong túi áo. Thấy Vương Tử Quân thu tờ đơn tố cáo của mình thì Vương Lão Tam cảm thấy tảng đá trong lòng đã hạ xuống, hắn nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, sau đó cùng người đàn ông ở bên cạnh đi ra khỏi quán. Chú Vương, chú còn trẻ như vậy mà đã là bí thư rồi sao? Nhị Hổ đi theo Y Phong dùng cơm, chính là đứa bé Tôn huyện trưởng dùng giọng kính để hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu Nhị Hổ, hắn cũng không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười. Y Phong nhìn Vương Tử Quân, nàng tuyệt đối không ngờ đối phương sẽ là bí thư của xã, nhưng nụ cười trên mặt đối phương lại rất thật, cũng rất thân thiết và hiền hòa. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, lúc sau mới nhớ mình còn nghĩ rằng đối phương tên là Vương Bí Thư, là một cái tên rất tục, thế là mặt phấn có hơi đỏ, một lúc sau mới mở miệng nói. Bí Thư Vương, anh xem, tôi luôn mang đến phiền toái cho anh. Đúng là không biết làm sao để cảm ơn anh. Y Phong đứng dưới ánh đèn u ám vẫn rất xinh đẹp, gương mặt trắng nõn có vẻ ngượng ngùng. Vương Tử Quân thấy Nhị Hổ đã ăn no, trong túi mình lại không có xu nào, thế nên hắn nói một câu. Nếu cô muốn cảm ơn tôi, như vậy trả tiền giúp tôi, lúc này tôi quên mang tiền. Chương 12, Vùng Kiếm Thượng. Quảng đường 1 km không tính là ngắn đối với Vương Tử Quân, hắn chạy một mạch. Dù mệt mỏi dã rời toàn thân đổ mồ hôi nhưng rất thoải mái. Chẳng lẽ sau khi trọng sinh thì tố chất cơ thể cũng đề cao hơn? Nghĩ đến thân hình gầy yếu của mình vào kiếp trước, Vương Tử Quân thật sự cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay cả chuyện trọng sinh cũng đã xảy ra, vậy thì những chuyện kỳ dị khác kèm theo cũng không có gì là khác lạ. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn lau mồ hôi vã ra trên trán, sau đó bắt đầu tập chạy bộ. Vương Tử Quân chạy về ủy ban xã, hắn quay lại phòng làm việc của mình. Tắm rửa một lượt làm cho toàn thân nhẹ nhàng sung sướng, sau đó mới đi về phía nhà ăn. Tam đệ, hôm qua cậu lại uống say sao? Vương Tử Quân còn chưa đi đến nhà ăn đã nghe thấy chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã Vương Lục Thuận đang trêu chọc Lý Tam Thái. Vương Lục Thuận chính là tâm phúc của chủ tịch xã Triệu Liên Sinh, có mối quan hệ cũng không tính là thân thiết theo kiểu bình thường với Lý Tam Thái. Nào có, tôi chỉ là một kẻ đầu to cổ ngắn, chỉ là một tên phu quét dọn, sao có thể so sánh với chủ nhiệm Vương được? Uống rượu mỗi ngày cũng chỉ làm hư dạ dày mà thôi, mà tôi có muốn uống rượu cũng không có người cho uống miễn phí. Vương Lục Thuận cầm một quả dưa lên nhai hai cái, sau đó hắn nói. Hừ, Lão Tam, không phải muốn chơi khăm tôi sao? Cậu chỉ biết phỉnh mông lên, còn tôi đây lại là kẻ thu dọn. Trưa nay cậu có rảnh không, nếu rảnh thì tôi mời khách. Coi như xong, chủ nhiệm Vương mời khách thì tôi thật sự không dám đi. Người nào không biết ngài 10 đời 8 hoánh chưa từng mời khách kẻ nào, bây giờ có dịp uống nhiều rượu, đến lúc đó say đến bất tỉnh nhân sự, chưa nói đến chuyện phải đưa người về nhà, thậm chí còn phải tự mình tính tiền. Lý Tam Thái cũng không nể mặt Vương Lục Thuận, nói xong thì cười lên ha hả. Trong phòng ăn cũng không thiếu người, sau khi nghe được Lý Tam Thái nói như vậy thì ai cũng cười lớn. Bình thường thì Vương Lục Thuận có một câu danh ngôn kinh điển, nghe lời vợ và đi theo đảng. Bình thường ở đơn vị thì cực kỳ keo kiệt. Có một hôm trời mưa to, vài đồng sự có quan hệ tốt dùng trăm phương ngàn kế ép hắn phải mời khách, hắn khó thể nào thoát thân được, thế cho nên dứt khoát tham gia, thậm chí còn uống rất mạnh trên bàn tiệc. Kết quả là bữa tiệc còn chưa tiến hành được phân nửa thì hắn đã ngã ngựa, thế cho nên chuyện tính tiền không còn liên quan đến hắn. Vương Tử Quân nghĩ đến những trò của Vương Lục Thuận mà cũng không khỏi nở nụ cười đi vào nhà ăn. Cán sự ủy ban xã Lý Minh Hiên đang ngồi ở gần ngoài cửa thấy hắn đi vào thì vội vàng cười nói. Bí thư Vương đến dùng cơm. Những người đang dùng cơm cũng quay đầu nhìn, sau đó khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân này chỉ là một con rối trong mắt mọi người, nhưng dù sao thì đối phương cũng là lãnh đạo, ít nhất cũng phải có lễ phép tối thiểu. Lý Tam Thái đang nói chuyện với Vương Lục Thuận, khi thấy Vương Tử Quân tiến vào thì tranh thủ thời gian chạy đến với tốc độ nhanh chưa từng có. Không những dọn cơm đến trước mặt Vương Tử Quân, còn đặc biệt bưng ra một dĩa đậu xào trứng trước mặt Vương Tử Quân. Trước kia thái độ của Lý Tam Thái với Vương Tử Quân là không coi ra gì, bây giờ thấy Lý Tam Thái giống như biến thành một người khác,
trở nên xum xoe biết nghe lời, điều này không khỏi làm cho cả đám trợn mắt há mồm. Chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận không khỏi đưa tay sờ lên đầu, càng tỏ ra khó thể hiểu. Biểu hiện của mọi người tất nhiên sẽ rơi vào trong mắt của Vương Tử Quân, hắn giả vờ hồn nhiên như chưa phát hiện ra, hắn đẩy dĩa đậu xào trứng ra giữa bàn rồi sảng khoái nói. Mọi người cùng nếm thử, món này cũng không tệ. Lý Tam Thái nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân mà gương mặt lo âu chợt xuất hiện nụ cười, dù sao đây cũng là một điểm tốt, chuyện xấu hổ ngày hôm qua xem như đã trôi qua. Vương Tử Quân dựa theo ký ức kiếp trước mà vừa dùng cơm vừa thuận miệng hỏi những người xung quanh về các chuyện về nhà cửa, sau khi hắn dùng cơm xong thì trong lòng mọi người như vừa nuốt vào một tảng đá, cảm thấy nặng trịch. Đến lúc hắn đứng lên thì tất cả mọi người càng đứng lên theo bản năng. Trong xã Tây Hà Tử thì dù là phó bí thư cũng không được nhận lễ tiết đứng lên tiến chân lãnh đạo, trong ủy ban xã, chỉ có duy nhất một vị được hưởng đãi ngộ này, chính là chủ tịch xã Triệu Liên Sinh. Sau khi Vương Tử Quân bỏ đi, Vương Lục Thuận cũng nhanh chóng ăn hết cơm của mình, sau đó vội vàng chạy về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Ủy ban xã Tây Hà Tử tuy không lớn nhưng cũng có 7-80 người, vì đảm bảo công tác tự động triển khai và mở rộng nên mỗi ngày cứ vào lúc 8 giờ thì tất cả nhân viên công chức đều phải tập trung trong phòng họp lớn. Phó Bí thư Trương Dân Cường được phân công chủ quản công tác chính trị sẽ là người đứng ra điểm danh, sau đó chờ Bí thư và Chủ tịch xã cho ra sắp xếp về công tác trong ngày. Trước kia Vương Tử Quân cũng không thường tham gia những cuộc họp đã trở thành thông lệ vào mỗi ngày như thế này, nhưng bây giờ hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ cơ hội nào để mình có thể lập uy. Những tiếng chuông chói tai vang lên, tất cả cán bộ xã lục tục đi đến phòng họp lớn ở lầu 3. Chào Chủ tịch Triệu, chào Chủ tịch Triệu. Triệu Liên Sinh vóc người cao lớn vừa đi ra khỏi phòng làm việc thì đụng mặt đám cán bộ đang đi lên phòng họp điểm danh, những âm thanh chào hỏi liên tục vang lên. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu không mấy quan tâm, bộ dạng 10 phần là lãnh đạo, giống hệt như lãnh đạo cấp quốc gia đang đi tiếp kiến chính khách ngoại quốc vậy. Nếu so sánh với Triệu Liên Sinh thì phía Vương Tử Quân có chút khó nhìn, ngoài vài người như Đỗ Hiểu Mạn và Tôn Ngân Thương thường xuyên mở miệng bắt chuyện, căn bản những người khác đều giống như dưới chân có tên lửa, đều nhanh chóng đi qua bên cạnh mà không thèm quan tâm. Phòng họp lớn của xã Tây Hà Tử rộng bằng 5 phòng nhỏ, trên đài chủ tịch có 6 cái bàn, trên mặt bàn trải khăn nhung. Dưới đài chủ tịch là vài chục chiếc ghế dựa, chính là chỗ ngồi của cán bộ nhân viên. Vương Tử Quân ngồi trong một phòng họp vừa quen thuộc vừa xa lạ mà không tự chủ được nhớ về những tình huống trước đó. Năm xưa hắn cảm thấy ngồi chỗ này như một con khỉ, há miệng vung tay nhấc chân đều cảm thấy bức bối, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy. Chào Bí thư Vương. Triệu Liên Sinh và Vương Lục Thuận cùng đồng hành đi đến phòng họp, khi thấy Vương Tử Quân đến điểm danh với thái độ khác thường. Hắn có hơi trố mắt ngây người nhưng nhanh chóng có phản ứng, nhanh chóng bắt chuyện với Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Triệu, hôm nay khí sắc của Chủ tịch trông rất tốt, có phải có chuyện gì vui không? Vương Tử Quân vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra ném cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh khẽ vươn tay nhận lấy điếu thuốc, nhưng hắn cũng không châm lửa, chỉ nở nụ cười không tiếng động với Vương Tử Quân, nụ cười này thật sự là không kiêu ngạo không xu nịnh. Khi giọng điệu có hơi khàn của Phó Bí thư Trương Dân Cường vang lên thì đám cán bộ công nhân viên đang ồn ào bên dưới đã bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại những âm thanh đáp trả mà thôi. Khi Trương Dân Cường điểm danh, Vương Tử Quân ném ánh mắt về phía đối phương. Vị Phó Bí thư kia hơn 40 tuổi, gương mặt vuông ngăm đen, có xuất thân tham gia quân ngũ, bộ dạng đứng thẳng sẽ giống như một cây trụ sắt không thể nào lay đổ. Trương Dân Cường là người bản địa, cũng coi như là một lực lượng trong ủy ban xã. Cũng chính vì lực lượng cán bộ bản địa như thế này mà Triệu Liên Sinh mới có thể đứng vững bàn chân, nói 102. Nếu muốn hoàn toàn khống chế được quyền lực nhất định phải đẩy Trương Dân Cường này đi, Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, thế cho nên trong mắt lóe lên hàn quang kiên quyết không nương tay. Chủ tịch Triệu, ngoài hai cán bộ xin nghỉ thì tất cả đều đã đến đông đủ. Trương Dân Cường gấp quyển sổ điểm danh lại báo cáo cho Triệu Liên Sinh. Dù Trương Dân Cường nói tùy ý giống hệt như ngày thường nhưng trong lời nói cũng có ẩn ý. Đáng lý ra có lãnh đạo đứng đầu là bí thư ở chỗ này, hắn sao có thể báo cáo công tác cho vị lãnh đạo thứ hai. Nhưng hắn làm như vậy, hơn nữa lại không có chút biểu cảm, trực tiếp vượt qua Vương Tử Quân để báo cáo cho Triệu Liên Sinh. Cũng may đây là một trình tự bình thường ở xã Tây Hà Tử, chưa nói đến đám cán bộ cấp phó khoa, dù là cán bộ nhân viên bình thường cũng thấy chẳng có gì khác lạ. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu một cái với Trương Dân Cường, sau đó hắn bắt đầu phát biểu, đơn giản là tổng kết công tác của ngày hôm qua, sau đó sắp xếp công tác xuống thôn ngày hôm nay.
Những năm qua quốc gia công khai những chính sách nhằm vào phương diện tam nông, nông nghiệp, nông thôn, nông dân chỉ cần liên quan đến tam nông, dù không rõ chi tiết nhưng các đơn vị và cán bộ trong xã cũng phải xuống thôn chứng thực, đồng thời phải làm sao cho có hiệu quả. Sau khi nghe Triệu Liên Sinh sắp xếp thì Vương Tử Quân thầm gật đầu, người này xem ra có vài phần bản lĩnh, có thể sắp xếp rõ ràng hợp lý như vậy cũng cần có năng lực. Nếu Vương Tử Quân chấp chính ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh kia lại biết cách phối hợp cho tốt, như vậy nhất định sẽ giảm đi rất nhiều áp lực. Nhưng hắn nghĩ đến thủ đoạn mà Triệu Liên Sinh áp dụng để đối phó với mình vào kiếp trước, thế là chút cảm giác thoải mái vừa rồi đã biến mất, tâm tình trầm xuống. Bí thư Vương, anh có gì cần nói không? Triệu Liên Sinh nói xong thì khẽ hỏi Vương Tử Quân giống hệt như ngày thường. Chương 13, Vùng Kiếm Trung. Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ lắc đầu không nói gì, sau đó mọi người sẽ tản đi. Lúc này đám cán bộ công nhân viên nghe thấy Triệu Liên Sinh tiếp tục đặt câu hỏi như thường ngày, đã có vài người đứng lên chuẩn bị bỏ đi, ai ngờ lúc này Vương Tử Quân lại lên tiếng. Tốt, các đồng chí, tôi có vài lời muốn nói. Chủ tịch Triệu sắp xếp công tác rất đúng chỗ, tôi hoàn toàn đồng ý, tôi hy vọng mọi người được phân công công tác phải thấy rõ trách nhiệm của mình, mau chóng chứng thực công tác đúng chỗ. Vương Tử Quân chỉ chờ cơ hội như thế này, Triệu Liên Sinh đặt câu hỏi như vậy thì hắn sao có thể khách khí. Vương Tử Quân nói hai câu khách sáo, sau đó tiếp tục lên tiếng. Các đồng chí, tôi đã đến xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, trong thời gian qua cũng không tiến hành trao đổi nhiều với các đồng chí, đây là trách nhiệm của tôi. Có đồng chí còn nói cả tháng qua tôi ở trong phòng làm việc để làm gì, bây giờ tôi sẽ nói rõ với mọi người. Một tháng qua tôi đã làm rõ ba vấn đề, một là tôi đang nghĩ gì, hai là tôi đang làm gì, ba là tôi sẽ làm như thế nào. Thông qua một tháng tìm hiểu, tôi đã xem như hiểu rõ đại khái về xã Tây Hà Tử, bây giờ tôi có một vài vấn đề cần tham khảo các vị đồng chí. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì có không ít người tỏ ra ngưng trọng, một vài người đang chuẩn bị chờ Vương Tử Quân nói xong thì bỏ đi cũng ngồi nghiêm trang, tranh thủ thời gian yên tĩnh trở lại. Vương Tử Quân lên tiếng cũng thật sự nằm ngoài dự đoán của Triệu Liên Sinh, quyển sổ vừa khép lại đã được mở ra, sau đó hắn duỗi lưng mệt mỏi, hai mắt khẽ híp lại, bên trong ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ. Những động tác liên tiếp của Triệu Liên Sinh thật sự giống như một tín hiệu với đám cán bộ ở bên dưới, đám người tỏ ra kinh ngạc cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cả đám dựa lưng ra sau ghế với vẻ mặt không cho là đúng, yên lặng chờ Vương Tử Quân mở miệng. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ thấy rõ hành vi của đám người bên dưới, trong lòng thầm cười lạnh nhưng trên miệng lại nói. Hôm nay tôi chỉ nói về hai vấn đề, thứ nhất là tôi rất hài lòng với công tác của xã Tây Hà Tử. Mọi người đều biết chúng ta là cấp chính quyền cơ sở nhất. Mỗi ngày đều phải liên hệ với nhân dân, chúng ta muốn hoàn thành công tác thì đều phải nói mỏi miệng, chạy gãy chân, ai cũng chịu mệt nhọc. Thế cho nên chúng ta mới có thành tích là năm đảng ủy đứng đầu, là đơn vị văn minh trong huyện. Điều này nói rõ đội ngũ chúng ta vào thời điểm mấu chốt đều phát triển tốt, tạo ra thành tích, đánh đâu thắng đó, có một đội ngũ cán bộ tố chất cao. Vương Tử Quân nói ra những lời này có vẻ rất chân tình, rất xúc động. Điều này làm cho 70-80 tên cán bộ bên dưới chợt cảm thấy những năm vất vả như được lãnh đạo khẳng định, tất nhiên sẽ cảm thấy rất hưởng thụ. Những lời này của Vương Tử Quân vang lên và dưới đài không có chút tạp âm, nhưng lúc này vẻ mặt của mọi người càng trở nên ngưng trọng, đặc biệt là Đỗ Hiểu Mạn, nàng loáng thoáng cảm thấy giống như có việc gì đó sắp phát sinh. Điều thứ hai, cơ quan chúng ta phát triển đúng phương hướng, đúng bản chất, nhưng trong đội ngũ cán bộ có tố chất cao cũng có một vài nhân tố không hài hòa. Những người này tuy chỉ là cá biệt, nhưng bọn họ sẽ là những con sâu làm dầu nồi canh, đối với những người như vậy thì chúng ta không những không thể tha thứ, dù là đảng ủy chính quyền cũng không thể đáp ứng, nhất quyết không nuông chiều dung túng. Vương Tử Quân nói, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị, lúc này đám cán bộ tham gia họp cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, vẻ mặt trầm trọng, kẻ nào cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Triệu Liên Sinh khẽ cầm lấy cây bút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Dân Cường. Đúng lúc Trương Dân Cường cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt hai người có hơi lạnh. Lý Tam Thái ngồi ở bên dưới cảm thấy có hơi sợ hãi, hắn sinh ra chút dự cảm không hay. Hôm nay Vương Tử Quân lên đài phát biểu giống như đặc biệt hướng về phía mình, thế là hắn thầm mắng tên kia quá nham hiểm, lại nhìn sang Triệu Liên Sinh theo bản năng, trong lòng thầm bình tĩnh trở lại. Có anh rể ở đây, dù mình có chọc vài lỗ thủng trên trời thì tin rằng tên họ Vương kia cũng không làm gì được mình. Bí thư Vương, anh nói con sâu làm dầu nồi canh là ai? Tôi sẽ không tha cho hắn. Triệu Liên Sinh cũng không để cho Lý Tam Thái thất vọng, cũng không chờ Vương Tử Quân nói xong,
đã mở miệng dùng giọng nghiêm túc hỏi. Triệu Liên Sinh tuy dùng giọng hời hợt đặt câu hỏi nhưng khí phách bên trong thì thật sự là ai cũng có thể nghe thấy được. Một vài cán bộ bình thường không được Triệu Liên Sinh ưa mắt nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân theo bản năng, bọn họ ý thức được có gì đó sắp phát sinh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tốt, Chủ tịch Triệu tự mình xem đi. Vương Tử Quân cũng không tức giận vì Triệu Liên Sinh cắt ngang lời mình, hắn bình tĩnh đưa tờ đơn tố cáo sang cho Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh liếc mắt nhìn qua tờ đơn, hắn biết chuyện này là thật, trong lòng thầm mắng Lý Tam Thái. Nhưng hắn là anh rể của Lý Tam Thái, cũng không thể không giúp cậu em vợ, hơn nữa hắn cũng là một vị lãnh đạo trong cuộc họp này. Ha ha, Bí Thư Vương, thế đạo ngày nay nhân tâm khó dò, chỉ cần bỏ ra vài xu là đám người không có việc gì làm sẽ tung ra đầy đơn tố cáo. Lục Thuận, không phải hôm trước anh cũng lấy được một mớ đơn tố cáo từ trên huyện sao? Triệu Liên Sinh nói rồi thuận tay đưa tờ đơn tố cáo sang cho Phó Bí Thư Trương Dân Cường. Vương Lục Thuận là một kẻ tâm phúc của Triệu Liên Sinh, hắn tất nhiên sẽ theo sát tiến độ của Chủ tịch. Lúc này hắn nghe rõ lời của Triệu Liên Sinh, sau đó nhanh chóng thầm hiểu, lại phụ họa theo. Đúng vậy, hôm trước tôi về huyện, Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đã chuyển cho xã chúng ta hơn 10 tờ đơn tố cáo, đều tố cáo Phó Chủ tịch Cửu. Các anh nói xem, những tờ đơn kia là thế nào? Những năm qua Phó Chủ tịch Cửu luôn cần cù chăm chỉ và mệt sức vì xa xã Tây Hà Tử, bây giờ lại bị bọn họ vu oan, đúng là buồn cười. Sau khi thấy Vương Lục Thuận lấy Phó Chủ tịch Cửu ra làm thí dụ thì khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên. Vị Phó Chủ tịch Cửu kia tên là Cửu Gia Thành, là một người thâm căn cố đế ở xã Tây Hà Tử, cũng là một vị cán bộ cấp phó khoa được đề bạt cùng năm với Triệu Liên Sinh. Những năm qua hai người tranh đấu khá gay gắt. Nhưng khi Triệu Liên Sinh ngồi vững trên vị trí chủ tịch xã Tây Hà Tử, địa vị của Cửu Gia Thành rơi vào tình huống đáng xấu hổ. Vì thế mà Vương Lục Thuận lấy Phó Chủ tịch Cửu làm ví dụ thật sự có ý nghĩa khác. Trương Dân Cường cười hì hì, sau đó đặt tờ đơn xuống bàn rồi bày tỏ thái độ. Bí Thư Vương mới xuống xã một tháng và nóng lòng muốn cống hiến cho Tây Hà Tử, tôi tin tưởng tất cả các vị cán bộ đang ngồi đây cũng hiểu tâm tình của Bí Thư. Nhưng Bí Thư Vương, anh không có kinh nghiệm công tác cơ sở. Sẽ khó tránh khỏi tình huống bị đám điêu dân lừa gạt. Tôi hiểu về đồng chí Tam Thái, sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện thế này. Trương Dân Cường vừa nói vừa nhìn thoáng qua Triệu Liên Sinh, sau đó hắn chậm rãi nói. Bí Thư Vương, sau này nếu gặp phải những chuyện như vậy thì chúng ta nên bàn với nhau trước, chúng ta làm như vậy sẽ không phát sinh những tình huống đáng chê cười và khó coi như lúc này. Chương 14, Vung Kiếm, Hạ. Vương Tử Quân lặng lặng ngồi chính giữa đài chủ tịch, hắn lặng lặng nhìn xuống đài, lúc này đám cán bộ công nhân viên chức đã nghe xong những lời của Trương Dân Cường, kẻ nào cũng cảm thấy rất châm chọc. Bọn họ cũng thấy rõ tình huống trước mắt, Phó Bí Thư và Chủ tịch xã liên thủ chèn ép Bí Thư, một vài cán bộ có kinh nghiệm thì thầm thở dài một tiếng cho Vương Tử Quân. Rõ ràng là không có tư chất thì căn bản không thể mở miệng, vị Bí Thư Vương này quá trẻ tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm Bí Thư Đảng ủy khối trong trường. Nào là đối thủ của vị chủ tịch Triệu lão luyện giang hồ. Thật sự là chuốc lấy cực khổ. Ha ha, Dân Cường, đây cũng là Bí Thư Vương cố gắng chuyển vai, là biểu hiện tích cực muốn đầu nhập vào công tác của anh ấy, dù hiệu quả thực tế như thế nào thì cũng là rất tốt. Chúng ta cần phải giúp đỡ nhiều hơn, tìm hiểu cho rõ ràng, vì có câu người không biết không thể trách được. Triệu Liên Sinh ném cây bút trong tay ra rồi dùng giọng rộng lượng nói. Triệu Liên Sinh đã nói như vậy. Vị phó chủ tịch xã Lưu Căn Phúc gần đây có quan hệ thân thiết với Triệu Liên Sinh cũng tranh thủ vuốt mông ngựa. Chủ tịch Triệu nói rất đúng, bí thư còn trẻ, còn chưa trưởng thành trên phương diện chính trị, có chút thành kiến cũng là bình thường. Tiểu vương này quá trẻ, cũng không biết nhìn xem xã Tây Hà Tử là địa phương nào. Còn muốn bắt người khai đao, hi hi, lúc này không phải mất mặt rồi sao? Mất mặt, dù có mất mặt hay không cũng là như nhau, vốn đã bị mất sạch quyền lực. Đã sớm chẳng còn mặt mà mất nữa rồi. Những câu nói chế nhạo tuy khá nhỏ nhưng vẫn rơi vào trong tai Đỗ Hiểu Mãn rất rõ ràng, nàng ngồi trong đám người không hiểu vì sao mà trong lòng bùng ra những tư vị khác thường, đặc biệt là nhìn biểu hiện của Lưu Căn Phúc, càng cảm thấy Vương Tử Quân thế đơn lực bạc, cô đơn trơ trọi, bốn mặt đều là kẻ địch. Trẻ tuổi, không có kinh nghiệm chính trị cũng có thể hiểu được, lời nói của Lưu Căn Phúc tuy có vẻ dễ nghe nhưng lại ẩn giấu đầy mỉa mai. Nếu như Vương Tử Quân chỉ là một khoa viên bình thường thì sợ rằng còn cảm thấy vui vì được ưu ái như vậy. Vấn đề là Vương Tử Quân không phải chỉ là một cán bộ khoa viên, hắn là bí thư của xã Tây Hà Tử, nói hắn tuổi trẻ phạm sai lầm cũng chỉ có lãnh đạo huyện mới có tư cách như thế,
không phải là một vị phó chủ tịch xã như Lưu Căn Phúc có thể mở miệng. Những lời của Lưu Căn Phúc nói ra trong cuộc họp có mặt đầy đủ cán bộ, thật sự là đả kích quyền uy của Vương Tử Quân, coi như quét rác trên mặt Vương Tử Quân. Một vị bí thư trẻ tuổi dễ dàng phạm vào sai lầm, như vậy sao còn năng lực phục chúng? Đỗ Hiểu Mạn có chút lo lắng cho Vương Tử Quân, Tôn Ngân Thương cũng nhíu mày, nếu như là dĩ vãng thì hắn nhất định sẽ giống như mọi người, sẽ khoanh tay xem náo nhiệt. Nhưng sau ngày hôm qua được thấy thủ đoạn xử lý mâu thuẫn của bí thư Vương, hắn thấy bí thư cũng không đơn giản như vậy. Nếu Vương Tử Quân đã ném ra tờ đơn tố cáo như vậy, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Tôn Ngân Thương nhìn thấy Lưu Căn Phúc cười tươi như một đóa hoa mà không khỏi cảm thấy có chút chờ mong. Lý Tam Thái ngồi bên cạnh Tôn Ngân Thương, vẻ mặt bối rối khi thấy Vương Tử Quân lấy ra tờ đơn tố cáo đã mất sạch, lúc này trên mặt chỉ còn lại vẻ đắc ý. Thế nào, muốn chơi tao sao, cũng không biết soi gương xem mình có bộ dạng gì. Ông không ngáng chân mày thì đã thắp nhang rồi, xã Tây Hà Tử là thiên hạ của anh rể tao, Vương Tử Quân mày là cái thá gì. Thế mà ông đây còn có ý nghĩ đối xử tốt với mày, xem ra là lấy đá đập chân mình rồi, còn bà nó, đúng là chửi tổ tông 18 đời nhà nó. Ba vị lãnh đạo là Triệu Liên Sinh, Trương Dân Cường, Lưu Căn Phúc kẻ sướng người họa làm cho Lý Tam Thái cảm thấy sảng khoái. Lúc này nếu chẳng phải hắn không đủ cấp bậc, hắn sẽ hận không thể xông lên đài nói vài lời châm chọc khiêu khích, thậm chí là mắng thằng khốn Vương Tử Quân kia vài câu. Vương Tử Quân biết rõ lúc này trước mắt bao người, ai cũng đang nhìn mình, để xem mình có phản ứng gì. Nếu như là trước kia, nếu hắn đối mặt với tình huống này thì chỉ sợ sau lưng đã vã mồ hôi hột. Nhưng lúc này hắn đã là một người trải qua vài chục năm lăn lộn cuộc đời, không những tâm tính ổn định mà đám người kia giở trò hại người cũng làm hắn bùng lên ý chí chiến đấu. Ra tay, vung kiếm, cho đám người này biết tay. Đồng chí Căn Phúc đã nói xong rồi chứ? Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười không nóng không lạnh, giống như những lời không phù hợp với thân phận của Lưu Căn Phúc vừa rồi chỉ khẽ chạy qua, mà hắn cũng khiêm tốn tiếp nhận. Lưu Căn Phúc chợt sững sờ. Trong lòng cảm thấy ớn lạnh khó thể giải thích, nhưng hắn cũng nhanh chóng nở nụ cười tự giễu. Thầm nghĩ mình đúng là càng ngày càng nhát gan, trong xã Tây Hà Tử này thì Vương Tử Quân tính là cái thá gì, còn có thể bùng lên sóng to gió lớn sao? Bí thư Vương, tôi đã nói xong, có gì không đúng kính xin anh chỉ bảo. Lưu Căn Phúc dùng giọng ngoài cười trong không nói. Đồng chí Căn Phúc, hơn một tháng qua tôi luôn quan sát anh, tôi vốn cho rằng anh là một người an tâm chịu khó. Gặp việc sẽ xông lên hàng đầu, là người có năng lực khó thể có được. Nhưng cũng không ngờ anh là người hai mặt hai lòng, như vậy anh phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy như thế nào? Anh thật sự làm tôi thất vọng rồi. Vương Tử Quân dùng giọng ngưng trọng nói, sau đó vỗ ẩm cây bút xuống mặt bàn. Lưu Căn Phúc tuyệt đối không ngờ một vị bí thư gần đây ôn hòa như sinh viên với tính tình không nóng không vội lại nắm mình ra nã pháo, lại không khách khí ép cho mình một câu hai mặt hai lòng. Dù hắn cũng có chỗ dựa trong huyện, cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, thế nhưng những lời của đối phương nếu rơi vào trong tai lãnh đạo, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho con đường làm quan sau này của mình. Bí thư Vương, anh nói vậy có ý gì? Lưu Căn Phúc nghĩ đến đây thì trong lòng bốc hỏa, hắn chợt đứng lên lớn tiếng hỏi Vương Tử Quân. Ngồi xuống, đây là họp bàn, một cán bộ cấp phó khoa không phải chỉ cần có năng lực công tác siêu cường, đồng thời còn phải có dũng khí và trí tuệ tiếp nhận lãnh đạo phê bình. Nếu như anh không nghe lọt tai nửa câu phê bình, ngồi không yên, là hổ không ai sờ mông được, với tính cách táo bạo và thái độ ngang ngược như vậy thì tuyệt đối không được. Vương Tử Quân chỉ thầm cười lạnh với thái độ phản ứng kịch liệt của Lưu Căn Phúc, dù anh có kiêu ngạo thế nào thì có một điều khó thể chối cãi chính là thuộc hạ của tôi hoàn toàn có thể đánh giá anh theo đúng chức vụ quyền hạn của mình. Ánh mắt Vương Tử Quân rất lạnh lẽo, lời nói răn dậy từ trong miệng tuôn ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh, lại rất khí phách, có lực. Có thể kích động màng nhĩ và tâm linh của mọi người. Vô tình người nào cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ khó thể liên tưởng hình ảnh một người đàn ông tràn đầy tự tin lúc này với vị bí thư khúm núm ảm đạm trước đó. Lúc này Vương Tử Quân đứng trên đài lại đáng sợ và xa lạ, điều này làm cho cả phòng họp yên lặng như tờ. Chương 15, chọc anh vào tổ ong vò vẽ. Vương Tử Quân đột nhiên nổi giận làm cho gương mặt Triệu Liên Sinh chợt trầm xuống, một luồng hàn quang chợt lóe lên trong mắt. Nhưng hắn vẫn bảo trì trạng thái y trầm mặc không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lưu Căn Phúc. Lưu Căn Phúc lúc này đã không còn bộ dạng bất chấp tất cả như vừa rồi, hắn bị bí thư mở lời răn dậy trước mặt bao người, đây chính là tình huống chưa từng xảy ra. Chống đối hay ngồi xuống, hai ý nghĩ này cứ bùng lên trong đầu Lưu Căn Phúc,
Vô tình hắn cảm thấy thật sự đau khổ, giống như một con cá bị sóng đánh lên bờ cát, chỉ biết mấp máy miệng giãy giụa thở hổn hển vài hơi, lúc này chỉ có một nguyện vọng cuối cùng chính là được quay về biển rộng. Phòng họp chợt yên tĩnh, Lưu Căn Phúc đứng một lát rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy oán hận, những người quen thuộc hắn đều biết lần này Phó Chủ tịch Lưu đã thật sự nổi giận. Có câu nói rất hay, đó là không điều tra thì không có quyền lên tiếng, đồng chí Căn Phúc, anh nhiệt tình công tác là một điều tốt đáng khẳng định, nhưng mức độ lý luận của anh vẫn còn chưa đủ, hy vọng sau này nên bỏ dài tìm ngắn, liên tục hoàn thiện chính mình. Vương Tử Quân với hình tượng mạnh mẽ như sấm sét vừa rồi đã giống như trở về tình huống chưa từng có gì phát sinh, âm thanh trở nên nhã nhặn và chậm rãi. Lưu Căn Phúc vốn đã chuẩn bị sẵn phương án phản kích thế nhưng lúc này đối mặt với bộ dạng điềm nhiên như không của Vương Tử Quân mà không biết phải làm sao, lại càng cảm thấy khó hiểu, giống như một người tung ra hết tất cả sức lực bình sinh nhưng cuối cùng mới phát hiện đối diện chỉ là không khí. Rõ ràng là chống đối thì vung tay đánh ngay, đến khi tâm ý khó chịu thì lùi sang một bên, để cho anh dù căm tức cũng không có mục tiêu, uất ức chết người. Ngột ngạt, quá ngột ngạt. Lưu Căn Phúc cúi đầu không nói gì nhưng khí thế lại xem như giảm đi 7 phần. Trương Dân Cường khẽ ho một tiếng, sau đó hắn định mở miệng nhưng Vương Tử Quân đã cướp lời. Đồng chí Dân Cường, tôi biết rõ anh muốn nói gì, nhưng bây giờ chờ tôi nói xong cái đã. Vương Tử Quân nói lời không khách khí chính thức ép Trương Dân Cường nuốt những lời muốn nói vào bụng. Trương Dân Cường ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đã mơ hồ cảm thấy thế cục ngày hôm nay không phải dễ dàng như mình nghĩ. Các đồng chí, vừa rồi tôi nói vài lời chẳng qua là phê bình một vị đồng chí làm việc không đúng, nhưng đó cũng chỉ là ngăn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người. Hơn nữa chúng ta trước nay luôn đi theo nguyên tắc trước tiên chú trọng giáo dục, sau đó mới áp dụng phương án thay người, nếu không thay đổi mới chính thức thay người mà thôi. Vương Tử Quân nói rồi đột nhiên vỗ bàn nói. Lý Tam Thái, không phải hôm qua mạnh miệng nói dù thế nào cũng không bao giờ có chuyện gì phát sinh sao? Bây giờ sao không đứng lên nói vài lời? Vương Tử Quân sau khi mắng thẳng vào mặt thì lại dùng lời ngọt ngào an ủi Lưu Căn Phúc, điều này làm cho Lưu Căn Phúc căn bản nói không nên lời, tình huống này hiện rõ trong mắt Lý Tam Thái, làm cho tâm tình thoải mái của hắn chợt căng cứng. Mối quan hệ giữa Lưu Căn Phúc và Triệu Liên Sinh thật sự là cực kỳ khăng khít, cũng không phải Lý Tam Thái có thể vượt qua được, tuy hắn là em vợ của Triệu Liên Sinh nhưng có vài điều cũng phải hiểu cho rõ, đó chính là nếu mình và Lưu Căn Phúc đều rơi xuống nước, người Triệu Liên Sinh ra tay cứu đầu tiên sẽ không phải là hắn. Khi Lý Tam Thái cảm thấy bất ổn, còn chưa kịp tỉnh táo thì âm thanh của Vương Tử Quân đã từ trên đài chủ tịch truyền xuống. Lý Tam Thái đứng lên khỏi ghế với vẻ mặt lo lắng bất an, hắn định mở miệng giải thích vài câu, nhưng thật sự không nói nên lời. Thế nào, tối qua không phải anh tỏ ra rất uy phong sao? Không phải vỗ ngực nói mình không sợ gì cả à? Hôm nay anh nói mình chuyên trị những kẻ không phục. Anh thế nào mà không sợ bất kỳ điều gì? Lý Tam Thái trước nay là kẻ khá nổi tiếng, chưa từng sợ ai, đồng thời chuyên trị những kẻ không phục, tin này cũng được lan truyền trong ủy ban xã. Vì có liên quan đến Triệu Liên Sinh nên bình thường mọi người đều có hai loại thái độ với hắn, hoặc là hùa theo, hoặc là đứng từ xa nhìn mà không tiếp cận, dù hắn có làm ra chuyện gì khác thường cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này. Triệu Liên Sinh nắm chặt lấy cây bút trong tay, vẻ mặt cố gắng bảo trì bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại thầm nổi giận. Tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, Vương Tử Quân biết rõ Lý Tam Thái là em vợ của mình, lại có ý làm cho Lý Tam Thái xấu mặt trước bao người, đây không phải đang đánh vào mặt mình sao? Vương Tử Quân vừa tỏ ra căm hận Vương Tử Quân, vừa thầm mắng đứa em không ra gì của mình. Tên khốn kiếp kia ngày thường chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn sinh động hơn cả mình. Bây giờ sao lại ỉu xìu không nói lời nào rồi? Bộ dạng lúng ta lúng túng của Lý Tam Thái càng làm cho Triệu Liên Sinh nổi giận. Lý Tam Thái ơi là Lý Tam Thái, bình thường không phải lớn tiếng hống hánh sao? Vào thời điểm quan trọng thì ngây ngốc như vậy à? Con bà nó đúng là không ra gì, dù ông có ý muốn che chở thì mày cũng đừng tỏ ra quá bị động và uất ức như vậy chứ. Không thể được, mình cần phải cứu tên khốn kia, dù thế nào thì hôm nay cũng không thể cho Vương Tử Quân thành công. Nếu để cho đối phương thực hiện được, sợ rằng uy tín và địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng chưa từng có. Vương Tử Quân tuy đang nã đạn pháo về phía Lý Tam Thái nhưng dư quang khóe mắt vẫn tùy ý quẩn quanh người Triệu Liên Sinh. Lý Tam Thái chẳng qua chỉ là một con tốt ném qua sông mà thôi, đối thủ thật sự của hắn là Triệu Liên Sinh, lúc này hắn múa kiếm đã sắp có hiệu quả. Vương Tử Quân biết rõ Triệu Liên Sinh đã ngồi không yên,
hắn nhíu mày, thế là vỗ mạnh xuống bàn nói. Chưa nói đến chuyện anh tự nhiên đánh con nhà người ta, còn bắt người ta phải đóng phạt 2.000 đồng. Lý Tam Thái, anh còn quy củ gì không? Ai cho anh quyền để có thể làm loạn như vậy? Bí thư Vương, tôi không bắt anh ta bồi thường 2.000, tôi chỉ bắt anh ta bồi thường 200 mà thôi. Sau khi nghe được lời răn dạy của Vương Tử Quân, Lý Tam Thái chợt nôn nóng, đồng thời mở miệng cải chính. Lý Tam Thái mở miệng thì Vương Tử Quân thầm cười trộm, lúc này đại cục đã định, Triệu Liên Sinh dù có thể khống chế toàn bộ ủy ban xã cũng không còn tác dụng gì nữa. Triệu Liên Sinh đang thầm nghĩ nên làm sao để mở miệng giải vây cho Lý Tam Thái, hắn nghe lời giải thích của cậu em vợ mà thiếu chút nữa thì ngất đi. Cậu em vợ này đúng là giỏi phá hoại hơn thành công, cũng không phải là đầu heo, rõ ràng là đầu lừa, cũng không biết đó là câu nói gài bẫy của Vương Tử Quân sao. Hi hi. Những tiếng cười chợt vang lên trong đám cán bộ bên dưới, nhưng chủ nhân của tiếng cười chợt ý thức được vấn đề, thế là tranh thủ ngậm miệng lại. Đám cán bộ lúc này ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng, những cán bộ có kinh nghiệm đã ý thức được sự việc hôm nay không đơn giản. Vị bí thư kia rõ ràng là một con sư tử vừa mới thức tỉnh, muốn phát huy, không phải đang muốn dùng Lý Tam Thái để lập uy sao. Chương 16, gió bùng lên báo hiệu giông bão sắp đến. Vẻ mặt Trương Dân Cường chợt tối sầm lại, hắn nhìn thoáng qua Triệu Liên Sinh, sau đó đặt bút xuống, không nói thêm lời nào. Lý Tam Thái lúc này đứng trong phòng họp yên tĩnh, vẻ mặt càng thêm bối rối. Mãi đến bây giờ hắn mới hiểu vừa rồi mình bị Vương Tử Quân đùa bỡn, chính bản thân mình đã tự nhận tội. Nhưng lúc này Lý Tam Thái đã nói ra khỏi miệng, nước hắt ra khó thu về, hắn chỉ có thể uể oải nhìn Triệu Liên Sinh, hy vọng anh dễ có thể ngăn con sóng dữ vào đúng thời điểm. Nói thay mình vài lời, nếu không thì chỉ sợ bản thân mình sẽ xong đời. Cựu Gia Thành thì không thèm che giấu nụ cười trên mặt, dù sao hắn cũng đã sớm xé toang mặt mũi với Triệu Liên Sinh, đơn giản không còn gì cố kỵ. Khi thấy Triệu Liên Sinh mất mặt thì hắn cảm thấy rất sảng khoái, nụ cười tươi phơi phới. Ha ha, bí thư Dân Cường, lần này rõ ràng là anh lỗ mãng, tôi thấy sau này anh nên xuống cơ sở nhiều hơn, đừng cứ suốt ngày ru rú trong phòng làm việc. Như vậy sẽ để cho đám khốn kiếp phá hoại kia lừa gạt. Cựu Gia Thành cũng không trực tiếp nổ súng với Triệu Liên Sinh, hắn chợt quay sang châm chọc Trương Dân Cường. Trương Dân Cường tức đến mức gương mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn, ngay cả Lý Tam Thái cũng đã thừa nhận mình làm chuyện xấu, chính mình trước đó lại mở miệng nói rằng hiểu rõ về Lý Tam Thái, sẽ không làm ra những chuyện như vậy, chẳng phải đang ngoan cố nói dối sao. Trước kia dù là Cựu Gia Thành nói gì cũng bị Trương Dân Cường châm chọc, lúc này Cửu Gia Thành có thể bắn đối phương một mũi tên, sao có thể không vui cho được. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hít vào một hơi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lưu Căn Phúc. Đồng chí Căn Phúc có năng lực công tác nhưng rõ ràng là bốc đồng, thiếu khuyết lý luận chính trị, sau này nên đi theo Bí Thư Vương để học tập, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp ưu điểm. Lưu Căn Phúc nghe thấy Cửu Gia Thành nói như vậy mà không khỏi cảm thấy ngứa răng, cũng không còn lời nào để nói, nhưng vẻ oán độc trong mắt càng mạnh mẽ hơn vài phần. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn tất cả tình huống phát sinh, Cựu Gia Thành ra tay thật sự ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng không ngờ lời nói của đối phương lại sắc bén và rõ ràng mạch lạc như vậy, xem ra mâu thuẫn giữa Cựu Gia Thành và Triệu Liên Sinh cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Cựu Gia Thành kia hoàn toàn có thể kéo về phía mình. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn cũng không tiếp tục mở miệng, lúc này hắn đã toàn thắng, điều cần xem xét là thu quân như thế nào mà thôi. Bốp! Một tiếng vỗ bàn vang lên, Triệu Liên Sinh đứng thẳng người lên nói. Lý Tam Thái, cậu dám làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy sao? Nếu như không phải Bí Thư Vương biết được, không biết tôi còn bị cậu gạt đến bao giờ. Từ bây giờ cậu cuốn gói cút đi, cũng không cần tiếp tục công tác trong ủy ban xã nữa. Triệu Liên Sinh chọn phương án giải quyết như vậy thật sự rất hay, tuy hy sinh Lý Tam Thái nhưng lại có thể bảo tồn thể diện của mình. Lý Tam Thái nghe nói mình phải cuốn gói khỏi ủy ban thì giống như bị sét đánh trúng, ngây ngẩn cả người. Tuy hắn chỉ là một đầu bếp nhà ăn trong ủy ban xã nhưng tốt xấu gì cũng có tiền lương hàng tháng, đám hàng xóm trong thôn vẫn xem hắn là một người ăn cơm nhà nước, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, đây chính là vị trí làm cho bao người đỏ mắt nhìn. Nếu hắn phải quay về làm một thôn dân bình thường, cả ngày vểnh mông ngoài đồng, đổ xuống đồng ruộng không biết bao nhiêu mồ hôi cũng không đủ tiền tiêu xài một tháng. Như vậy hắn sẽ sống thế nào? Anh rể, anh tha cho em không nên như vậy, em sẽ không chọc anh nổi giận, em sẽ nhận phạt, sẽ đảm bảo. Sau này không dám tái phạm.
Lý Tam Thái dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Triệu Liên Sinh, trong lời nói thật sự có chút nức nở. Triệu Liên Sinh thấy Lý Tam Thái nói như vậy thì càng nổi giận, trong lòng thầm mắng, chờ tiểu tử ngươi cút đi, chuyện này sẽ bỏ qua, chờ ta thu thập xong Vương Tử Quân thì quay lại không được sao. Không cho cậu đến làm việc trong ủy ban thì chỉ cậu cũng không để cho tôi yên, cậu không thể cúi đầu đi ra cho tôi bớt một ngạt trong lòng sao. Chủ tịch Triệu, mong anh bớt giận, tôi hiểu tâm tình hận rèn sắt không thành thép của anh, nhưng xử lý Tam Thái như vậy là quá nặng. Người còn trẻ có ai không phạm sai lầm? Phạm sai lầm cũng không có vấn đề, chỉ cần sửa đổi là được, như vậy sẽ là đồng chí tốt, theo tôi thấy vấn đề giáo dục là nên xem xét, còn chuyện đuổi việc thì không cần. Vương Tử Quân ngồi vững vàng trên ghế của mình, sau đó khẽ nói lời an ủi Triệu Liên Sinh. Tam Thái, anh quay về làm bản kiểm điểm, phân tích nguyên nhân phạm sai lầm, sau đó thành khẩn nói lời xin lỗi với người bị hại, đồng thời bồi thường tổn thất cho người ta. Chuyện này do Chủ tịch Cừu phụ trách, cũng đừng nên làm cho Chủ tịch Triệu khó xử. Lời nói tiếp theo của Vương Tử Quân thật sự làm cho Lý Tam Thái cảm thấy vui sướng, chỉ cần có thể tiếp tục công tác trong ủy ban, dù bắt hắn làm gì cũng được. Triệu Liên Sinh ngồi trên đài nghe rõ ý xử lý của Vương Tử Quân mà vẻ mặt khá phức tạp, hắn như ngồi trên đống lửa như đứng trên đống than, giống như không phải em mình phạm sai lầm, chính là mình phạm sai lầm vậy. Đã qua nhiều đời bí thư đến nhận chức ở xã Tây Hà Tử, Triệu Liên Sinh hắn vẫn luôn nắm đại cục, chưa từng bị động như lúc này. Nhưng bây giờ hắn không những rơi vào trạng thái bị động, còn không tìm được biện pháp phản kích. Trong mắt mọi người thì vào thời điểm mấu chốt Vương Tử Quân lên tiếng bảo vệ Lý Tam Thái. Như vậy Triệu Liên Sinh còn phải nợ đối phương một phần nhân tình. Bí thư Vương cứ yên tâm, Lý Tam Thái tuy có quan hệ thân thích với Chủ tịch Triệu nhưng việc gì sẽ ra việc đó, tôi sẽ cố gắng giúp đồng chí Tam Thái sửa chữa sai lầm, hai vị lãnh đạo cứ yên tâm. Cửu Gia Thành đứng lên khỏi ghế, dùng giọng điệu quyết tâm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Cửu Gia Thành, lại nói. Chủ tịch Gia Thành, anh nhất định phải đứng trên độ cao chính trị. Phải giúp đỡ đồng chí Tam Thái hối cải làm người tốt, không thể tiếp tục để cho dân chúng phản ánh. Nếu có gì khó khăn anh cứ báo cáo trực tiếp với tôi và Chủ tịch Triệu. Lúc này đám cán bộ ở bên dưới ngồi rất ngay ngắn, tất cả ý nghĩ khinh thường Vương Tử Quân đã biến mất sạch sẽ, ai cũng cảm thấy giống như giông bão sắp kéo đến. Chủ tịch Cừu, nếu Bí Thư Vương đã có chỉ thị như vậy, tôi cũng không nói thêm điều gì khác. Tam Thái là em vợ của tôi, anh càng cần xử lý nghiêm khắc, nếu qua loa cho xong. Cố ý cho cậu ấy vượt qua kiểm tra, như vậy tôi cũng không thông qua. Triệu Liên Sinh vẫn là Triệu Liên Sinh, hắn trầm ngâm một lát rồi dùng giọng điệu hy sinh nói với Cửu Gia Thành. Cửu Gia Thành bóp nát đầu thuốc trong tay, sau đó hắn cười nhạt nói. Chủ tịch Triệu cứ yên tâm, tôi ghi nhớ những lời chỉ bảo của anh. Tốt lắm, chuyện Tam Thái đến đây là xong, Chủ tịch Triệu còn gì cần nói nữa không? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Triệu Liên Sinh rồi mở miệng nói. Xem như trực tiếp ép câu nói kế tiếp của Triệu Liên Sinh vào bụng. Triệu Liên Sinh nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó ngẩng đầu nói. Tôi cũng không còn gì. Nếu vậy thì chúng ta tan họp. Vương Tử Quân nói, sau đó nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi phòng họp. Trước kia đám cán bộ sẽ ồn ào đứng lên bỏ đi, nhưng lúc này không kẻ nào dám tùy tiện đứng lên, đợi đến khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng thì bọn họ mới lặng lẽ bước đi. Thời tiết sắp thay đổi. Những âm thanh trầm thấp từ trong những top 5 top 3 cán bộ đi xuống lầu truyền ra ngoài. Chương 17, để lộ mũi nhọn. Vương Tử Quân sải bước vào phòng làm việc của mình, một cảm giác sảng khoái bùng lên trong lòng. Dù sự kiện bị Triệu Liên Sinh hãm hại chỉ còn là hồi ức 20 năm trước nhưng tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt Vương Tử Quân, năm đó Triệu Liên Sinh là chuyên quyền độc đoán cỡ nào. Triệu Liên Sinh cho rằng mình chỉ cần tỉnh thì Vương Tử Quân phải mở to mắt mà trông chừng, mà lúc Triệu Liên Sinh hắn ngủ thì Vương Tử Quân cũng phải ngáy theo vậy. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc mà vô thức đốt một điếu thuốc, năm xưa hắn hút thuốc rất ít, nhưng từ khi từ chức ở xã Tây Hà Tử, cuộc sống nhanh chóng rơi vào khốn khó, chính hắn cũng biết uống rượu làm tổn hại dạ dày, hút thuốc làm phổi tổn thương, nhưng nếu khi đó hắn không hút thuốc uống rượu thì luôn cảm thấy rất đau đớn. Thế là chậm rãi dưỡng thành thói quen. Càng về sau thì hắn càng nghiện thuốc hơn. Vương Tử Quân thổi ra một làn khói đặc như sương mù, hắn thầm nghĩ, sau này mình tốt nhất nên khống chế một chút, không nên làm những gì có tổn hại đến thân thể, có sức khỏe mới là chuyện quan trọng nhất. Lúc này Vương Tử Quân hắn thắng, hơn nữa thắng rất gọn gàng linh hoạt. Theo những gì hắn biết về Triệu Liên Sinh, ngay sau đó chỉ sợ sẽ là một đòn cực mạnh của Triệu Liên Sinh.
Điều này không những vì nguyên nhân Triệu Liên Sinh là cây lớn dễ sâu ở xã Tây Hà Tử, hơn nữa đối phương còn có người trong huyện, sau này chính mình cũng nên cẩn thận. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện hậu trường của Triệu Liên Sinh mà không khỏi nhớ đến chính mình, thời đại học hắn đã từng xem một lời nói của Trịnh Bản Kiều thành chân lý sống, mặc quần áo của mình, ăn cơm của mình, mong trời giữa đất nhờ cha mẹ sẽ không tính là anh hùng hảo hán. Hắn cảm thấy vận dụng lực lượng sau lưng mình là quá tục, quá mất mặt xấu hổ, sau này hắn ngã đổ mới nghĩ khi đó mình còn trẻ, còn quá non. Vương Tử Quân siết chặt tay, mình cũng có chỗ dựa gia đình, nhưng trong quan trường thì năng lực mới là quan trọng, nhưng nếu muốn phát triển mạnh mẽ, muốn mọi việc thuận lợi thì ngoại lực cũng là một nhân tố không thể bỏ qua. Nhưng Vương Tử Quân phải công tác lâu ngày mới có thể nhận ra chân lý này. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân ngẩng đầu và nhàn nhạt nói. Mời vào. Bí thư Vương, anh có việc gì bận không? Đi vào chính là Cửu Gia Thành, hắn vừa vào cũng không nói rằng mình có việc cần tìm Vương Tử Quân. Cửu Gia Thành đến cũng không làm cho Vương Tử Quân bất ngờ, nếu như không đến mới thật sự là kỳ quặc. Trong 8 vị lãnh đạo cấp khoa của xã Tây Hà Tử thì Cửu Gia Thành là người có quan hệ cứng nhắc nhất với Triệu Liên Sinh, hầu như hai bên ở vào trạng thái giằng co, trước mắt chính mình biểu hiện là một vị bí thư cường thế, tất nhiên Cửu Gia Thành sẽ tích cực chạy đến. Anh Gia Thành đến rồi à? Mời anh ngồi, cũng không có gì bận cả. Vương Tử Quân vừa nói vừa rút điếu thuốc ném đến cho Cửu Gia Thành. Hôm nay Cửu Gia Thành luôn quan sát những biểu hiện của Vương Tử Quân trong phòng họp. Hắn thật sự đánh giá rất cao vị bí thư này, cũng thật sự là lau mắt mà nhìn. Lúc đó hắn thấy vị bí thư kia chỉ cần vung tay tùy ý đã có thể khống chế đại cục, thế là tâm tư dựa vào càng thêm kiên định vài phần. Bí thư, chuyện ngày hôm nay thật sự thoải mái, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Liên Sinh nuốt bồ hòn làm ngọt như vậy. Cửu Gia Thành châm thuốc rồi nở nụ cười thoải mái nói. Vương Tử Quân nhìn Cửu Gia Thành đang tươi cười rạng rỡ, trên trán đầy những nếp nhăn chồng chất. Trong lòng thầm nghĩ nhưng năm qua đối phương rõ ràng bị đè ép rất nặng. Người này cùng độ tuổi với Triệu Liên Sinh, thế nhưng nhìn vào tướng mạo thì lại giống như lớn hơn Triệu Liên Sinh cả chục tuổi. Chủ tịch Gia Thành, đây cũng không phải chuyện đại sự gì cả, Lý Tam Thái là người cậy thế làm loạn nhưng thái độ của Chủ tịch Triệu thì cực kỳ minh xác, anh nhất định phải làm theo chỉ thị của Chủ tịch Triệu. Ý kiến của tôi là cần phải giúp đỡ Lý Tam Thái nhận biết sai lầm và sửa sai. Chúng ta cũng không thể nào vung một gậy đánh các đồng chí phạm sai lầm chết tươi, chúng ta cần phải giáo dục tư tưởng, không thể vì một người mà làm mất hình tượng của cả một tập thể đảng ủy chính quyền. Vương Tử Quân nói ra những lời rất thấm thía, nghe vào giống như giải vây cho Chủ tịch Triệu Liên Sinh, nhưng Cửu Gia Thành là người lăn lộn trong thể chế nhiều năm, nào không nghe rõ ý nghĩ lời nói của Bí Thư. Trong lòng hắn thầm khen Bí Thư Vương này tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm đấu tranh chính trị cũng rất khá. Vâng, Bí Thư. Tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ đồng chí Lý Tam Thái. Cửu Gia Thành gật đầu rồi lại có chút do dự, sau đó hắn cẩn thận hỏi. Bí thư Vương, có câu tôi muốn hỏi nhưng có hơi đường đột, anh cũng đừng hiểu lầm. Ý của tôi là, tôi muốn làm tham mưu cho anh đã chủ tính gì cho bước tiếp theo chưa? Vương Tử Quân chợt nhớ đến thời học sinh của mình, vị giáo viên dạy môn tâm lý học từng cho ra một trắc nghiệm nhỏ với cả lớp, trong phòng tối tăm và đứng ở nơi hoang dã. Anh cảm thấy đứng trong phòng tối không có đèn là tốt hay có đèn thì an toàn hơn? Đáp án thật sự chưa thể nào rõ ràng, nhưng Vương Tử Quân nhớ có hơn một nửa số người chọn phương án ẩn thân vào trong bóng tối sẽ an toàn hơn. Vương Tử Quân nghe lời nói và nhìn ánh mắt của Cửu Gia Thành, tất nhiên hắn sẽ hiểu Cửu Gia Thành muốn dựa vào mình, nhưng hắn cũng không muốn để cho đối phương thấy rõ những tính toán của mình, cũng không thể phản ứng quá lãnh đạm, tỏ ra thờ ơ với đối phương. Trước mắt thật sự không có tính toán gì cả. Gia Thành, anh cũng biết tôi đến đây chưa bao lâu, thật sự còn chưa hiểu rõ tình huống trong xã, không điều tra cũng không có quyền lên tiếng. Vương Tử Quân nói rồi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại tiếp tục. Nhưng tôi thấy chúng ta nên đẩy mạnh lý luận chính trị của cán bộ trong xã, Lý Tam Thái tuy chỉ là hành vi cá nhân, nhưng điều này cũng có liên quan đến phương diện chúng ta không nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ. Khi nghe Vương Tử Quân nói mình chưa có tính toán gì thì Cửu Gia Thành ít nhiều cũng có chút thất vọng, hắn cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng có chút đề phòng với mình, nhưng những lời kế tiếp của Bí Thư Vương lại lơ đãng để lộ ra chút suy tính. Cửu Gia Thành kích động thiếu chút nữa đã vỗ đùi khen hay, trước khi đến hắn đã nghĩ ra một phương án để Vương Tử Quân có thể mở ra cục diện công tác, lúc này nghe được tính toán của Vương Tử Quân thì không khỏi thầm nghĩ. Anh hùng rõ ràng có ý nghĩ tương đồng.
Cựu Gia Thành không nói ý nghĩ của mình ra khỏi miệng nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị bí thư này rất chua ngoa. Không nhanh không chậm, làm gì chắc đó. Đây là câu nói trong lòng của Cựu Gia Thành. Sau khi Cửu Gia Thành vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân được vài phút thì tin tức đã lọt vào trong tai của Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh ngồi trên ghế salon với vẻ mặt đầy tức giận, lại liên tục hút lấy hút để điếu thuốc Hồng Song Hỷ. Hắn có một thói quen rất cố chấp, đó là hút thuốc phải là Hồng Song Hỷ, không phải hắn bị hương vị của thuốc chinh phục, mà hắn chỉ thích Song Hỷ Lâm Môn mà thôi. Chương 18, Đào Hố Chờ Ngươi Nhảy Xuống. Lúc này trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh không những có Phó Bí Thư Trương Dân Cường, còn có Phó Chủ tịch Lưu Căn Phúc và Trưởng Ban Tài Chính Lý Nguyên Ý. Đại ca, em đã sớm nói rồi, Cửu Gia Thành là một con chó nuôi không quen, đã sớm nên đuổi đi thì hay. Bây giờ thì tốt rồi, Vương Tử Quân vừa ném ra một khúc xương, thế là nhanh chóng tiến lên liếm láp. Trường hợp công chúng thì Lưu Căn Phúc xưng hô với Triệu Liên Sinh rất quy củ là Chủ tịch Triệu. Nhưng vào những trường hợp tư nhân thế này thì hắn lại gọi Triệu Liên Sinh là đại ca. Vì cách xưng hô có vài phần nghĩa khí giang hồ này mà Triệu Liên Sinh đã nhiều lần uốn nắn Lưu Căn Phúc, nhưng Lưu Căn Phúc ngoài miệng cợt nhã đồng ý nhưng lại cứ xưng hô như vậy theo kiểu của mình. Hừ, nếu chỉ là Cửu Gia Thành thì căn bản không tạo nên chút sóng gió gì, căn bản chính là Vương Tử Quân, trước kia chúng ta thật sự đánh giá thấp người này. Lý Nguyên Ý dùng sức hít vào một hơi thuốc. Khi nhắc đến tên của Vương Tử Quân còn phun ra một vòng khói hình tròn. Trưởng ban tài chính xã tuy không phải cấp phó khoa, nhưng vì nắm giữ tài chính của xã nên coi như là cán bộ trọng yếu, Lý Nguyên Ý cũng giống như Lưu Căn Phúc, cũng là thân tín của Triệu Liên Sinh. Ừ, chúng ta chủ quan, không ngờ đối phương lại là loại người rất biết cách ẩn nhẫn, trước đó không hó hé một lời, không ngờ bây giờ lại bộc lộ tài năng. Hừ, nếu hắn đã không nhịn được thì chúng ta cùng so chiêu. Cho hắn biết rõ cái xã Tây Hà Tử này cũng không phải muốn làm gì thì làm. Triệu Liên Sinh khẽ dựa lưng lên ghế salon, sau đó chậm rãi nói. Hai mắt Lý Nguyên Ý chợt di chuyển thành vòng, sau đó hắn cúi người nói. Triệu đại ca, đã 6 tháng rồi chưa phát lương cho giáo viên, tôi thấy có lẽ không thể tiếp tục kéo dài. Tôi thấy chúng ta nên tiếp tục áp chế không phát lương, sau đó giật dây vài người, để đám giáo viên dưới thôn đi náo loạn. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo số 1 ở cái xã này sao? Vậy thì quá tốt, để xem hắn sẽ phải xử lý sự việc này thế nào. Tiền lương không phát cho giáo viên, chỉ sợ người đầu tiên cần phải chịu trách nhiệm chính là một vị chủ tịch xã như tôi. Triệu Liên Sinh dùng giọng từ chối cho ý kiến và phất tay nói. Sức khỏe của chủ tịch không tốt, không phải trong thời gian 2 ngày tới sẽ phải đi kiểm tra sao? Lý Nguyên Ý cười hì hì, trên mặt là vẻ xảo quyệt. Trương Dân Cường nãy giờ không mở miệng, hắn cảm thấy phương án của Lý Nguyên Ý có chút thiếu đạo đức, chuyện khất lương của giáo viên đã là không đúng, cầm tiền mà không chịu phát, bây giờ còn dùng bọn họ làm phương tiện đấu tranh, không phải quá âm hiểm rồi sao? Hắn không phải sợ Vương Tử Quân, chỉ sợ đám giáo viên không chịu được, vì nổi giận mà chọc lên tận huyệt, Trương Dân Cường lại là một vị bí thư phụ trách công tác giáo dục, tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt. Đúng lúc Trương Dân Cường chuẩn bị mở miệng thì lại nghe Triệu Liên Sinh nói. À, 2 ngày này tôi thật sự cảm thấy có chút không thoải mái, đang định xin nghỉ đi đến thành phố Giang Thị kiểm tra một chút. Sau khi nghe được câu trả lời chính xác của Triệu Liên Sinh thì đám người Lưu Căn Phúc và Lý Nguyên Ý đều cảm thấy ngứa khắp toàn thân và cười lên ha hả, đặc biệt là Lý Nguyên Ý, hắn càng tỏ ra hả hê ác độc. Một đám giáo viên cùng nhau đến gây rối, chỉ cần nhổ nước miếng cũng đủ làm cho Vương Tử Quân phải chết đuối. Phòng làm việc của Vương Tử Quân giống như trở thành một cục nam châm. Sau khi Cửu Gia Thành bỏ đi thì nhanh chóng trở nên náo nhiệt, có các vị cán bộ thôn xóm, còn có vài vị cán bộ phụ trách vài mảng công tác trong ủy ban đến báo cáo công tác. Cũng không cần quan tâm đến vấn đề bọn họ đến báo cáo cái gì, nhưng mục đích của bọn họ thì rất rõ ràng, bọn họ đến chủ yếu để tỏ thái độ với Vương Tử Quân, tỏ vẻ sẽ giúp đỡ, tôn trọng bí thư. Vương Tử Quân đối diện với những người này thì luôn nở nụ cười tiếp đãi. Hễ là những gì đám cán bộ báo cáo có liên quan đến Triệu Liên Sinh thì đều cười bỏ qua. Đến trưa thì đã có hơn 20 người đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, thậm chí là vài vị cán bộ văn phòng trước nay chưa từng thấy mặt giống như Chu Thường Hữu cũng mượn cớ đi vào trong phòng làm việc của hắn bận trước rộn sau, giống như chỉ sợ Vương Tử Quân không thấy chính mình đang phục vụ cho bí thư vậy. Con người ai cũng hướng về phía có lợi, Vương Tử Quân cũng không tỏ ra chán ghét những hành động nịnh nọt của đám người kia. Nước chảy chỗ thấp người tiến lên chỗ cao, là một người trong thể chế quan trường,
không muốn bỏ lên cao mới là lạ. Nếu bọn họ phát hiện anh là một loại cây yếu ớt dễ ngã thì sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu anh là một cây đại thụ, như vậy sẽ có người đến nương nhờ. Nếu như nói biểu hiện trước kia của Vương Tử Quân làm cho người ta cảm thấy khó làm ra trò chống gì, như vậy bây giờ trong mắt mọi người hắn là một cây đại thụ có thể che gió che mưa. Sau khi xem qua những báo cáo công tác, Vương Tử Quân duỗi lưng mệt mỏi, hắn nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 12 giờ, xem ra sáng hôm nay không có việc gì. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng trong phòng làm việc, Vương Tử Quân cầm ống nghe lên nói. Tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là ai? Bí thư Vương, vẫn còn đang bận rộn sao? Tôi là Cửu Gia Thành, sáng hôm nay anh có sắp xếp gì không? Giọng điệu nhiệt tình của Cửu Gia Thành vang lên trong ống nghe. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu sắp xếp là cái gì, sau khi đi vào xã Tây Hà Tử được hơn một tháng, ngoài tình huống phó phòng Lê của phòng tổ chức đưa đến nhận chức thì tiện thể ăn cơm trên đường, căn bản những giờ trưa đều dùng cơm ở nhà ăn. Có thể kéo cái mối quan hệ được hay không sẽ có thể nhìn ra uy vọng của con người, kiếp trước Vương Tử Quân mỗi ngày đều đến nhà ăn dùng cơm, như vậy người ta coi thường cũng là đương nhiên. Trước mắt không có gì, thế nào? Anh Cửu muốn mời khách sao? Vương Tử Quân nói rất tùy ý, bày ra mối quan hệ thân mật giữa mình và Cửu Gia Thành. Quả nhiên Cửu Gia Thành ở đầu dây bên kia cười lên ha hả. Bí thư Vương thật sự là thần cơ diệu toán, tôi đang định mời bí thư đi dùng cơm, mới đó đã bị anh đoán trúng. Bây giờ tôi đang ở thôn Hồng Lĩnh, Vương Hiếu Binh vừa giết một con dê, hi hi, chúng tôi cũng không dám ăn một mình, đặc biệt mời bí thư đến cùng thưởng thức. Chỉ là một con dê. Tuy trong xã Tây Hà Tử có nhiều hộ dân nuôi dê nhưng cũng không rẻ, xem ra Cửu Gia Thành thật sự đầu tư lên người mình. Còn Vương Hiếu Binh ở thôn Hồng Lĩnh là ai, Vương Tử Quân hình như cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Coi như hôm nay tôi đến ăn nhờ. Vương Tử Quân sảng khoái đồng ý, Cửu Gia Thành ở bên kia nghe thấy như vậy thì càng cười lên vui vẻ. Hay quá, chúng tôi đợi anh giá lâm, tôi sẽ nổ súng dùng rượu máu dê tươi hầu hạ anh. Vương Tử Quân cúp điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, người này giống như chưa ăn cơm, tiếng gõ cửa rất yếu, hơn nữa còn đứt quãng, giống như đối phương có tật giật mình vậy. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ lại là một người đến mời dùng cơm. Sau đó hắn trầm giọng nói. Mời vào. Vương Tử Quân lên tiếng không nhỏ, nhưng điều làm hắn cảm thấy khó thể tưởng lại xảy ra, đó là cửa vẫn khép hờ, vẫn không có ai tiến vào. Chẳng lẽ đối phương bị điếc, thế là hắn liếc mắt nhìn cửa rồi trầm giọng nói. Mời vào. Lúc này Vương Tử Quân đề cao âm điệu lên ba phần, dù cách hai lớp cửa cũng có thể nghe thấy, nhưng cánh cửa vẫn khép, không động tĩnh, điều này quá quái lạ, chẳng lẽ mình gặp quỷ? Rốt cuộc là người nào? Vương Tử Quân thầm cảm thấy hiếu kỳ, hắn đứng lên, sau đó đi ra phía cửa. Hắn đưa tay kéo mạnh cửa phòng, đúng lúc một cơ thể mềm mại vì không chuẩn bị mà ngã vào lòng hắn. Chương 19, thư tình hay phiếu nợ? Vương Tử Quân mở cửa. Một cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng. Hắn khẽ vươn tay theo bản năng, muốn làm cho cơ thể trước mặt ổn định một chút, sau đó hắn mới chợt phát hiện hành động vô thức của mình là quá liều lĩnh và lỗ mãng. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn vừa rồi đã kịp phản ứng là mình chụp trúng chỗ nào, chính là bộ phận mềm mại co giãn. Lúc này hắn khá xấu hổ, vẻ mặt lúng túng, cuống quýt buông tay ra, nhưng cảm giác mềm mại như bông trong lòng bàn tay lại làm cho hắn cảm thấy lưu luyến quên đường về. Cực kỳ có dư vị. Cơ thể xinh đẹp tiến vào trong ngực của Vương Tử Quân rõ ràng cũng bất ngờ vì tình huống như vậy, nàng hờn dỗi kêu lên một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian rời khỏi lồng ngực hắn, gương mặt đỏ bừng như trời chiều. Y Phong, lúc này Vương Tử Quân mới thật sự nhìn rõ, người đến là Y Phong. Bí thư Vương, anh, không phải, tôi. Y Phong mắc cỡ cúi đầu, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn. Vương Tử Quân nhìn Y Phong lúng túng một lúc lâu mà trong lòng thầm đổ mồ hôi, giống như chính mình cưỡng chế chiếm tiện nghi của người ta vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không chủ động nói lời xin lỗi, vì đó chỉ là hành động tô đen mà thôi, thế nên hắn cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Ha ha, không có gì, chào cô giáo Tiểu Y, mời vào trong ngồi. Vương Tử Quân nói rồi rót cho Y Phong một ly trà. Y Phong nhìn Vương Tử Quân rót trà mà gương mặt đỏ bừng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn gương mặt nghiêm trang của hắn mà không khỏi thầm nghĩ. Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, lại dám gọi tôi là Tiểu Y, hơn nữa vừa rồi rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, bây giờ nói như vậy chẳng khác nào tôi làm hoen ố anh vậy.
Y Phong thầm cảm thấy bất mãn vì hành động ra tay trước của Vương Tử Quân, nhưng nàng cũng không tự chủ được nghĩ rằng, nếu mình quang minh chính đại tiến vào thì làm gì phát sinh sự việc vừa rồi. Cô giáo Tiểu Y, cô tìm tôi có việc gì không? Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi khẽ hỏi. Dù trước khi đến Y Phong đã nghĩ rất kỹ nhưng lúc này đối mặt với Vương Tử Quân thì cũng không biết nên mở miệng thế nào. Bí thư Vương, tôi, cô giáo Tiểu Y, có khó khăn gì cứ mở miệng, có thể giúp thì tôi sẽ dùng hết toàn lực. Vương Tử Quân nói xong rồi ngồi xuống chính diện với Y Phong, lại nói tiếp. Cô giáo Tiểu Y tôi quen là một người dám nghĩ dám làm, ngay cả lưu manh cũng không sợ cơ mà. Sao hôm nay cô lại đến đây? Vương Tử Quân không biết thế nào lại nói một câu vui đùa với Y Phong, phải biết rằng hắn là kẻ trùng sinh, có thể nói đã nghiêm trang cẩn thận hơn rất nhiều. Bí thư Vương, tôi tới tìm anh chủ yếu là vì chuyện thiếu nợ lần trước, bây giờ tôi thật sự rất kẹt, phải chờ được trả lương mới có thể đưa lại cho anh. Vẻ mặt Y Phong vẫn còn hơi đỏ nhưng cuối cùng vẫn nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân còn cho rằng Y Phong tìm mình vì chuyện gì khác, thì ra là như vậy mà thôi. Hôm nay hắn đi làm thì vội vàng chuyện của Lý Tam Thái, hắn thật sự đã quên mất chuyện này. À, không có gì, khi nào cô có dư giả thì trả cho tôi cũng được. Vương Tử Quân phất phất tay không cho là đúng, hắn tùy ý nói. Lúc này Vương Tử Quân tuy không phải có nhiều tiền nhưng còn chưa đến mức túng thiếu, sau khi dùng lời sảng khoái nói với Y Phong thì hắn lại hạ quyết tâm. Trước ngày mai nhất định phải trả số tiền đã mượn của Tôn Ngân Thương và Đỗ Hiểu Mạn mới được. Cảm ơn Bí Thư Vương, cái này cho anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng trả lại tiền. Y Phong nói rồi duỗi bàn tay trong suốt như ngọc ra, nàng đưa một tờ giấy vào trong tay Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa. Hôm nay Y Phong mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, nàng chợt xoay người bỏ đi giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, rất tươi mát và bừng hương thơm. Vương Tử Quân là kẻ đã sống cả hai đời, sao trong lòng còn có ý nghĩ như vậy? Hắn nở nụ cười tự giễu chính mình, sau đó hắn nhìn vào tờ giấy trong tay. Đây không phải là thư tình đấy chứ? Phiếu nợ, bây giờ đang mượn Bí Thư Vương Tử Quân 246 tệ, người nợ Y Phong. Giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng, chữ viết rất đẹp. Nhưng chữ đẹp cũng không che giấu được sự thất vọng của Vương Tử Quân, đó cũng không phải thư tình giống như hắn thầm nghĩ, chỉ là một tờ giấy nợ mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống Y Phong đặt tờ giấy này vào trong tay mình rồi vội vàng chạy đi, hắn thầm suy đoán, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên nàng ghi phiếu nợ như vậy? Nếu không sẽ ngượng ngùng vì một phiếu nợ như vậy sao? Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng rồi đi đến trước bàn làm việc, hắn thuận tiện đặt phiếu nợ vào trong một quyển sách. Vương Tử Quân thấy thời gian cũng không còn sớm, thế là đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này là trời thu, ánh nắng giữa trưa cũng khá nóng, trong ủy ban xã cũng không còn vài người, hắn cất bước về phía mình đã đậu xe hôm qua. Ủa? Vương Tử Quân nhìn không gian trống rỗng mà sững sờ. Trong lúc ngây người thì nhân viên ủy ban xã Chu Thường Hữu chạy đến dùng giọng ngượng ngùng nói. Bí thư Vương, hôm nay Chủ tịch Triệu đi lên huyện họp, đã lái xe đi rồi. Chủ tịch huyện nói thì cúi đầu thấp thỏm lo lắng, trong lòng thầm mắng chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuật, người này rõ ràng không ra gì, giao một việc khó như vậy cho mình mở lời, không phải đẩy mình ra làm đối tượng cho Bí thư Vương chút giận sao. Ủy ban xã chỉ có một chiếc xe duy nhất. Tuy nói là xài chung nhưng trong tất cả các xã trong huyện thì xe là của riêng bí thư. Hôm nay bí thư vừa phát huy xong, chủ tịch Triệu lại không nói tiếng nào và tự tiện lái xe bỏ đi, đây không phải đang cùng phân cao thấp với bí thư à. Cũng là Chu Thường Hữu hắn không may, hôm nay lại là ngày hắn trực ban, thế cho nên chuyện khốn nạn này mới là hắn nhận lấy. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt lo lắng căng thẳng của Chu Thường Hữu mà chút cảm giác khó chịu trong lòng biến mất, hắn thầm nghĩ. Triệu Liên Sinh này cũng là loại người lòng dạ sâu đậm, gần đây vui buồn không lộ ra trên vẻ mặt, xem ra hôm nay thật sự bị mình chọc giận, thế cho nên ngay cả thủ đoạn còn con này cũng có thể áp dụng. Dựa theo ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu chính là tâm phúc của bí thư đời trước, không cùng nhóm với Triệu Liên Sinh, tất nhiên không ăn cùng nồi với chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận. Văn phòng dựa theo lẽ thường phải phân ra làm đảng ủy và khối chính quyền, nhưng dưới xã thì sát nhập chung lại, gọi là văn phòng đảng ủy chính quyền. Năm xưa khi vị bí thư trước kia còn tại nhiệm thì Chu Thường Hữu và Vương Lục Thuận đều là chủ nhiệm, vì hai bên cùng sóng vai, thế cho nên cũng không ít lần phát sinh va chạm. Năm xưa cũng vì chức vụ chủ nhiệm văn phòng mà Triệu Liên Sinh đã chơi trò cao tay với cả bí thư.
Chương 20, lớn nhỏ gì cũng là rồng. Kết quả thế nào thì đã quá rõ ràng, Vương Lục Thuận tiến lên làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền xã, Chu Thường Hữu thì đứng yên bất động. Ý chỉ của lãnh đạo đứng đầu ủy ban không được thực hiện, ngược lại còn bị đẩy sang bên cạnh, thế cho nên bí thư xã rất căm tức, cũng ra đòn sát thủ. Vương Lục Thuận tuy là chủ nhiệm đảng ủy chính quyền xã nhưng bí thư lại không đã động gì đến chuyện cho hắn làm ủy viên đảng ủy, áp chế Vương Lục Thuận một năm trời, tất nhiên Vương Lục Thuận chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cực khổ không nói nên lời. Trước kia Chu Thường Hữu có bí thư che chở nên Vương Lục Thuận không dám quá phận, bây giờ bí thư cũ đã bị điều đi, vua nào chiều nấy, Chu Thường Hữu bây giờ tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu là một trong những cán bộ có ý dựa dẫm đầu tiên khi mình đến nhận chức, nhưng năm xưa Vương Tử Quân là một con thỏ nhút nhát không làm được gì, rất uất ức, hơn nữa trời sinh có dáng vẻ thư sinh, bị chủ tịch Triệu ép cho không kịp thở, thế cho nên cũng căn bản không đặt Chu Thường Hữu vào trong lòng. Nhưng cả đời này Vương Tử Quân sẽ không đi theo đường cũ, sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện như vậy. Chủ tịch Triệu bận rộn, như vậy xe cứ để anh ấy dùng, không có gì cả. Âm thanh của Vương Tử Quân rất ôn hòa, không óc chút tức giận. Nếu lời nói này rơi vào trong tai những người không hiểu tình huống của xã Tây Hà Tử, chỉ sợ bọn họ sẽ nghĩ rằng đảng ủy chính quyền xã rất đoàn kết, phối hợp mật thiết, có thể nói là một khối sắt cứng chắc. Chu Thường Hữu thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng không phải là nơi chút giận. Nếu như trước kia hắn thấy vị bí thư Vương này quá nhát gan, mềm yếu dễ bị ức hiếp thì bây giờ, sau sự kiện hôm nay, dù đánh chết hắn cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Bí thư Vương, anh muốn đi ra ngoài sao? Chu Thường Hữu đành phải tìm lời nói. À, đi ra ngoài có chút chuyện, Thường Hữu, đã đến giờ tan sở, về nhà dùng cơm đi thôi. Vương Tử Quân cũng không có ý nghĩ gì khác với Chu Thường Hữu, hắn tiến lên khẽ vỗ vai đối phương rồi nói. Đồng chí Thường Hữu rất tốt, an tâm chịu khó, rất có năng lực, cũng nên được phân phối trọng trách. Chu Thường Hữu đưa mắt nhìn bóng lưng khuất xa của Vương Tử Quân, hắn trố mắt nửa ngày, rõ ràng không kịp phản ứng. Chức vụ của hắn trong đảng ủy bây giờ là phó chủ nhiệm, nếu như có thêm trọng trách, như vậy chẳng phải là. Hắn không dám nghĩ thêm, chỉ có thể áp chế cảm giác kích động trong lòng. Dù Chu Thường Hữu ở xã Tây Hà Tử luôn bị Vương Lục Thuận Xuân Phong đắc ý kìm chế khó thể thở, thế nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ buông xuôi, hắn tin mình sẽ có một ngày phát triển mãnh liệt, sẽ hãnh diện hơn, sẽ là trời khô hanh gặp mưa lớn. Những lời vừa rồi của bí thư nếu suy xét cẩn thận lại thì rõ ràng có ý nghĩa rất sâu, đúng, không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chu Thường Hữu thầm nở nụ cười, coi như phong thủy biến đổi, năm nay đến lượt mình, biết đâu ngày nào đó địa vị của mình sẽ đổi thay. Chu Thường Hữu nhìn Vương Tử Quân biến mất ngoài cổng mà không khỏi nghĩ đến vị bí thư mà mình phục vụ nhiều năm, nếu so sánh với vị bí thư có thể trạng cao lớn khôi ngô kia thì Vương Tử Quân rõ ràng khá gầy yếu, nếu như là bí thư trước kia, sợ rằng gặp phải tình huống vừa rồi sẽ mở miệng mắng chó má. Không ngờ bí thư Vương lại chẳng coi đó là gì, chỉ cười mà đi. Chu Thường Hữu đã công tác nhiều năm trong thể chế, coi như mưa dầm thấm đất, đã biết rõ nhiều thứ liên quan đến quan trường. Nhiều khi biểu cảm và tâm tình của con người là khác nhau rõ rệt, những kẻ gặp chuyện lớn mà không nóng không vội, vui buồn không lộ ra ngoài mặt thì rõ ràng là tâm cơ thâm trầm, tương lai vô hạn, lớn nhỏ gì cũng là rồng, là anh hùng có được giãn được. Đi theo bí thư Vương thì sẽ có tương lai hơn cả bí thư trước kia. Chu Thường Hữu nghĩ như vậy, sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của mình. Vương Tử Quân đi ra cổng ủy ban, hắn đứng ở ngã tư đường chờ xe. Từ ủy ban xã đến thôn Hồng Lĩnh khoảng 2 cây số, hắn chỉ có thể bắt xe mà thôi. Lúc này người đi đường cũng không nhiều, mặt đường nhựa bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nóng lên, những con chó của các hộ dân ven đường đang lười nhác nằm xuống khoảng đất dưới bóng cây, le lưỡi thở hổn hển. Những cửa hàng trên phố cũng nửa mở cửa nửa đóng lại, có vẻ quạnh quẽ, nửa chết nửa sống. Vương Tử Quân hút hết một điếu thuốc mà còn chưa bắt được xe, tất nhiên xe buýt sẽ đến không đúng giờ. Hơn nữa vào thời điểm ít người thì sợ rằng nhà xe cũng điều chỉnh giờ chạy. Nên quay về tìm biện pháp khác, Vương Tử Quân ném tàn thuốc xuống đất rồi đi vào trong ủy ban. Ôi, mau tránh ra. Một tiếng hô thất thanh vang lên sau lưng Vương Tử Quân, hắn nghe được âm thanh này mà đứng lách sang một bên, cuối cùng một chiếc xe đạp phóng ảo qua như bay. Chạy xe đạp mà vội vàng như vậy sao? Nếu là trước kia thì Vương Tử Quân sẽ mắng một câu, nhưng lúc này hắn chỉ nhìn qua. Không hiểu vì sao. Ha ha, thì ra là tiểu nha đầu cô, hôm nay làm sao vậy,
xảy ra chuyện gì mà chạy loạn như thế? Vương Tử Quân nhìn rõ người chạy xe đạp thì tỏ ra vui mừng, không tự chủ được cười hỏi. Y Phong chạy một chiếc xe Phượng Hoàng kiểu cũ, chiếc xe khá cao nên không phù hợp với thân hình nhỏ nhắn khả ái của nàng. Lúc này nàng bị Vương Tử Quân trêu chọc, không khỏi trừng mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, miệng mở rộng, hàm răng trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hừ, rõ ràng là anh không tuân theo quy tắc giao thông, còn mắng tôi sao? Anh là bí thư cũng không nên chẳng phân biệt phải trái. Còn nữa, bí thư Vương, tôi là Y Phong, không phải tiểu nha đầu. Y Phong thở hồng hộc trừng mắt với Vương Tử Quân, tiểu tử này đúng là quá mức, nói chuyện còn ra vẻ hơn cả cha mình, dám gọi mình là tiểu nha đầu. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện yêu kiều của Y Phong, hắn vội vàng nói. Cô giáo Tiểu Y nói đúng, tôi đã gọi sai rồi. Như vậy mới được, đúng rồi, bí thư Vương định đi đâu vậy? Thấy Vương Tử Quân tranh thủ nhận lỗi thì Y Phong cười một tiếng nói. Đi đến thôn Hồng Lĩnh. Vương Tử Quân không có ý gì khác, chỉ tùy ý nói. Sao anh không chạy xe sang? Y Phong chống xe đạp rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Xe có người lấy đi công tác, không phải tôi đang chờ xe sao? Vương Tử Quân cũng không thèm che giấu cảm xúc. Ôi, chờ xe cái gì, phơi nắng thì có. Y Phong thở dài thất vọng, nàng ngẩng đầu nhìn trời rồi uể oải nói. Nắng gắt thế này, tôi sẽ thành thịt khô mất thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.